ví dụ như tộc Hỏa Long, Công Tôn gia, Cát gia, về cơ bản đều có người chạy đến, ẩn mình trong dòng người, hai mắt lộ rõ vẻ dữ dằn, gương mặt cũng rất hung hãn, chỉ đợi thiên kiếp kết thúc sẽ xử lý kẻ độ kiếp. Cơ Ngân bị chôn vùi trong thiên kiếp là tốt nhất. Nếu hắn không chết được, họ không ngần ngại lao tới bồi thêm vài đao. Đúng là Cơ Ngân thật. Thêm nhiều người chạy tới, tất nhiên không thể thiếu người của Nhan gia. Trùng hợp thay, trong đó có cả một người bạn tốt của Triệu Bân, tất nhiên là Nhan Như Ngọc. Trông thấy cảnh tượng này, cô ta không hiểu nổi hành động của Cơ Ngân, tại sao không độ kiếp ở Đại Hạ. Tại sao phải chạy tới Nam Dực, chẳng lẽ hắn không biết Nam Dực ngọa hổ tàng long? Bao nhiêu người muốn giết chết hắn đây? Tất nhiên Triệu Bân biết chứ. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không mở thiên kiếp chuẩn thiên. Nhưng mở thiên kiếp ra rồi, dường như mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Đối với hắn mà nói, có lẽ đây là một cục diện bế tắc hoàn toàn. Khi biết đây là Nam Vực, hắn đã tự hiểu ra vài điều rồi. Nhưng hy vọng dù nhỏ bé đến đâu, cũng có vô số khả năng trước khi tuyệt vọng. Chuyện sau thiên kiếp, cứ để thiên kiếp kết thúc rồi nói. Nếu muốn sống thì trước hết phải độ qua trận thiên kiếp này đã. Tới thời khắc quan trọng nhất, cho dù chỉ là một thoáng lơ đễnh cũng có thể bị thiên kiếp đánh thành tro. Cho dù chỉ thoáng chùn chân cũng có thể hồn bay phách tán, còn về việc lừa bẫy kẻ khác, lúc này hắn không làm được, bởi không có tâm lực đó nữa, lúc này chút ý chí của hắn cuối cùng đã đặt hết vào việc đối đầu với kiếp thần thú rồi. Cẩn thận hắn dùng thiên kiếp bẫy người. Không ít người âm thầm trao đổi với nhau, có cả khán giả, cũng có cả kẻ thù, lúc này ai cũng chuẩn bị sẵn sàng để trốn đi. Chính bởi vì biết bản tính của Cơ Ngân nên không thể không đề phòng, tránh trường hợp bị sét đánh cùng hắn trong lúc lơ đễnh. Ai có trải nghiệm nhiều hơn thì vững vàng hơn. Ai có ánh mắt tinh hơn thì trông thấy rất rõ. Cơ Ngân bây giờ giống như ốc không mang nổi mình ốc, đâu còn hơi sức bẫy người khác. Đó là thiên kiếp cấp thần thú đó, hủy diệt trời đất, người độ kiếp không thể nào lơ là dù chỉ một chốc lát, trừ phi Cơ Ngân không muốn sống nữa. E rằng không đợi hắn lừa bẫy được ai thì chính hắn đã bị tiêu diệt bởi sấm sét rồi. Thế nên mới nói, cứ yên tâm thưởng thức màn kịch này thôi, không cần phải lo sẽ bị sét đánh. Thiên kiếp yếu đi rồi. Không biết kẻ nào trầm ngâm nói vậy. Các tiểu bối không nhìn ra chứ các lão bối biết rất rõ. Thịnh cực tất suy. Lời này cũng rất phù hợp với thiên kiếp. Tiếng gầm gào của bốn thần thú đã không còn khiến người ta khiếp sợ như trước nữa. Uy lực của sấm sét cũng dần dần mất đi. Từ thời khắc này, kiếp thần thú bắt đầu suy yếu, kết thúc cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Phá! Triệu Bân thét lên, vung quyền đấm tan rồng thần, trở tay lại tung chương đánh về bạch hệ sấm sét. Phượng hoàng sấm sét theo sau cũng bị hắn giữ chân dẫm thành một đống tia sét. Huyền vũ sấm sét tuy rất kiên định nhưng vì mất đi uy thế nên cũng không tránh khỏi cảnh rối loạn, dính phải cựu đại chu tiên quyết của hắn nên cùng giải thể. Bất kể là vị thần thú sấm sét nào cũng không tài tạo lại nữa. Đối với người độ kiếp mà nói, đây là một dấu hiệu cực tốt. Thiên kiếp đã gần kết thúc. Sấm chớp trời giáng đã tắt dần. Đợi đến sau cùng, chỉ còn lại vài tia sét như ẩn như hiện. Đợi khi khói bụi tan đi, đập vào mắt người trong thiên hạ là một bóng người bê bết máu, tóc tai rũ rượu, toàn thân chi chít vết thương, không còn ra hình người, thê thảm đến cực điểm. Hắn không phải lệ quỷ. Nhưng dáng vẻ hiện giờ của hắn còn đáng sợ hơn lệ quỷ, lảo đảo và lắc lư, đứng còn không vững. Keng! Tiếng kiếm ngân vang lên, một luồng kiếm mang lao ra từ trong bóng tối. Kẻ ra tay là một lão già mặc đồ đen, không nhìn rõ dung mạo, nhưng vô cùng nóng lòng muốn giết Cơ Ngân nhân lúc hắn bị thương nặng nhất, mà nhát kiếm của lão già quả thực rất bá đạo, tiếng kiếm ngân vang vọng khắp hư không. Soạt! Triệu Bân đứng vững, bay người trốn đi. Đối diện với hắn là một người mặc huyết bào, một luồng huyết mang phóng ra không gì ngăn nổi. Triệu Bân dùng võ hồn điều khiển sấm sét, cưỡng chế chém tan huyết mang. Vì điều này mà hắn cũng phải trả giá đắt, sống lưng hứng ngay một kiếm, có thể nghe thấy tiếng xương cốt nứt vỡ, từng mảnh vụn của xương sống nhuốm máu mà văng khắp nơi. Cơ, Nhan Như Ngọc định tiến lên, nhưng bị lão bối sau lưng bịt miệng, cưỡng chế phòng ấn. Hai lão bối của Nhan gia thở dài, đừng nói chỉ ba người họ, dù toàn bộ Nhan gia kéo đến đây cũng không cứu nổi Cơ Ngân. Hôm nay hắn gây ra động tĩnh quá lớn, cường giả cũng quá đông, lao tới là nộp mạng. Tiêu diệt! Trong âm thầm, lại có tiếng quát đanh thép vang lên.
Chưa dứt lời đã thấy một luồng cực quang từ trên trời giáng xuống, đòn tấn công khiến Triệu Bân lảo đảo, da thịt cuốn theo xương vai nổ tung. Hắn chưa kịp đứng vững đã thấy một luồng kiếm khí nhuộm quang mang màu tím, chắc hẳn là được ngưng tụ từ sức mạnh huyết mạch, chém ra một vết thương ghê rợn trên cơ thể tàn tạ của hắn. Vẫn chưa xong. Có người lao tới, giơ ngón tay trỏ ra u quang, khí thế không gì cản nổi. Huyết quang cũng hiện ra, lồng ngực Triệu Bân bị chọc ra một lỗ máu, không đợi hắn kịp nghỉ xả hơi đã thấy một lò luyện đan hư ảo từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy hắn, trong lò có ngọn lửa cháy hừng hực. Phá cho ta! Triệu Bân vung di thiên quyền, cưỡng chế phá được một lỗ hổng. Hắn không ngừng lại, kéo lê tấm thân tàn tạ đầm đìa máu, lại lần nữa lao lên trời. Giết, hôm nay, không ai cứu nỗi người đâu. Những kẻ định giết hắn làm sao có thể bỏ qua. Từng bóng người đuổi theo lên trời, đa số đều mặc áo bào đen, tay cầm sát kiếm, không thấy một và tu địa tạng nào, toàn là cao thủ chuẩn thiên, ai nấy mặt mũi dữ dằn, thần thái hung ác, thực sự như lệ quỷ oám, tấn công không hề nề nang gì, hễ ra tay là tung đòn chi mạng. Đùng, binh, bầu trời im lặng chưa được vài giây đã vang lên tiếng nổ đi đùng. Hải vực im lìm phút chốc cuộn trào sóng dữ, bầu trời u ám lại lóe lên vô số sấm sét, khiến nhiều người tưởng rằng thiên kiếp tiếp tục, trên thực tế đó là biểu hiện của khí thế va chạm với nhau, tạo thành sấm chớp. Vẫn một mình Triệu Bân với bóng lưng tiêu điều và đẫm máu. Vẫn là một mình hắn cô độc nghênh chiến cùng cường giả bốn phương như một chiến thần, tắm trong máu tươi, đánh đến phát điên, bị bao vây hết lần này đến lần khác rồi lại lao ra hết lần này đến lần khác, mở một đường máu. Người trong thiên hạ trông thấy mà sững sờ. Cơ Ngân đáng sợ quá, bị thương thê thảm như vậy mà vẫn còn ngoan cố. Bao nhiêu người bao vây mà không hạ gục được hắn, không những thế còn liên tục có người bị tiêu diệt, từng người nối nhau rơi xuống. Nỏ mạnh hết đà mà vẫn có sức chiến đấu như vậy. Nếu hắn ở trạng thái đỉnh cao, không biết còn khủng khiếp đến thế nào. Người tiêu diệt hai cao thủ thiên võ ở Đông Hải quả nhiên không phải trò đùa. Cho dù bị thương đến thảm khốc vẫn có uy thế ngạo nghễ bát hoang, nhìn sát khí xung quanh hắn, mỗi luồng sát khí cuốn theo uy lực tuyệt thế. Nếu không phải từng giết cả núi thây biển máu, làm sao có thể luyện ra được sát ý và sát khí đáng sợ như vậy? Phụt, phụt, huyết quang màu vàng nổ đầy bầu trời. Là Triệu Bân đang hộc máu, cường giả quá nhiều, mà hắn cũng quá suy yếu, khó cản nổi đòn tấn công bốn phương, mỗi khi định trốn đi đều bị chặn lại. Cơ thể rệu rã đầm đìa máu me bị đánh đến mức chỉ thấy được thương tích. Người ngoài cũng không nỡ nhìn nữa. Cảnh tượng ngày hôm nay là minh chứng rõ nhất cho câu hổ xuống đồng bằng bị chó nhà bắt nạt. Nếu Cơ Ngân không bị thương, nếu Cơ Ngân ở trạng thái đỉnh cao, không một ai có mặt ở đây dám lao tới, thế mà một kẻ tàn bạo như hắn lại gặp ngay đám chuột nhắt vào thời điểm yếu ớt nhất. Mở! Ánh mắt Triệu Bân tràn đầy sự điên cuồng, hắn bắt đầu thi triển cấm pháp. Bởi vì thi triển cấm pháp cho nên hắn đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, cái giá phải trả chính là tu vi cùng tuổi thọ, từ khi tu luyện võ đạo cho đến nay, đây là lần đầu tiên mà hắn thật sự hiến tế tuổi thọ của mình để thi triển cấm pháp, tế gần trăm năm tuổi thọ. Nhưng trăm năm tuổi thọ cũng không giúp cho hắn có thêm được bao nhiêu sức mạnh. Hoặc là nói hắn dùng tuổi thọ đều lấy sức mạnh nhưng hơn phân nửa sức mạnh đều đã bị sát ý của thiên kiếp hóa diệt, dù vậy hắn vẫn không thể làm gì được, hắn quá yếu. Hắn rất cần sức mạnh để đánh ra một con đường sống, cả khi đây là cách uống thuốc độc để làm dịu cơn khát nhưng hắn đã không còn cách nào khác ngoài liều mạng. Ngay keng, trong lúc đó, kê áo đen lại giết tới. Kẻ ác đen đó đã đậm đến một kiếm tuyệt sát. Tuy Triệu Bân không biết kẻ này là ai nhưng hắn biết kẻ này thuộc thế lực nào, kiếm uy tiềm tàng khí tức Hỏa Long, chắc chắn là người của tộc Hỏa Long, cường giả chuẩn thiên hàng thật giá thật, hơn nữa còn bộc phát được khí uẩn của cường giả thiên võ. Cũng có thể nói kẻ này không phải là cường giả chuẩn thiên bình thường, nếu như có đủ cơ duyên thì chắc chắn có thể thăng lên cảnh giới thiên võ. Cút! Triệu Bân thi triển lôi thần nộ cộng minh với võ hồn. Xét về nội tình, mặc dù kẻ áo đen là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong, mặc dù chỉ kém nửa bước là thăng lên cảnh giới thiên võ nhưng cũng không chịu nổi lôi thần nộ, song âm khủng khiếp công kích trực tiếp vào võ hồn, khiến cho kẻ đó bị chấn động đến mức thất khiếu đổ máu. Ngươi không thể thoát. Bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng cười gian ác, lại có thêm cường giả giết tới. Sau đó là đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh. Các loại công phạt đầy trời đánh tới, khiến cho thế nhân đứng xem phải run sợ,
đội hình công kích đáng sợ như thế này, dưới cảnh giới thiên võ sợ là không ai có thể chịu nổi. Kẻ nào ngăn cản ta đều phải chết. Triệu Bân gầm giống, đó là tiếng gầm giống từ tận trong linh hồn. Hắn thi triển thiên cương hộ thể cùng thần long vẫy đuôi mạnh mẽ đối kháng công phạt đầy trời, sau đó hắn lại như một tia sáng bắn thẳng lên bầu trời thoát ra khỏi vòng vây. Tuy nhiên biến cố lại xảy ra. Có một nguồn năng lượng đáng sợ đột nhiên lập tức tràn ngập toàn thân hắn, cho dù hắn định lao ra ngoài nhưng dường như lại bị một đòn công kích kinh thiên động địa đánh trúng khiến cho nửa người của hắn nổ thành xương máu. Đáng chết! Đây là tiếng quát của Nguyệt Thần. Không sai, Triệu Bân đã bị lời nguyền rủa quấy phá, chính xác mà nói thì là do chúc phúc của thần xảy ra vấn đề, không biết vì sao ánh sáng vĩnh hằng lại trong chớp mắt trở nên ảm đạm, mất hết uy thế. Ngay cả lời chúc phúc chín kiếp cũng xảy ra vấn đề. Không hề báo trước, nó lại tán diệt rồi biến thành một tia Phật quang. Nếu như cô ta đoán không nhầm thì bên phía Liễu Tâm Như cũng đã xảy ra biến cố, kẻ giả Phật kia đã dùng phương pháp gì đó để quấy nhiễu nhân quả của Liễu Tâm Như và Triệu Bân, cuối cùng gây ảnh hưởng đến cả lời chúc phúc chín kiếp. Hai lời chúc phúc đồng loạt xảy ra vấn đề cho nên lời nguyền rủa mới có thể tác quái. Tai họa lần này vẫn chưa giết chết được Triệu Bân nhưng cũng chẳng khác gì phán án tử hình cho hắn. Triệu Bân vốn đã là nẻ mạnh hết đà, đã bị cấm pháp phản phệ, bị sa ti thiên kiếp đã thường mà còn bị lời nguyền rủa giáng một đơn đầu tình hình đã vô cùng thê thảm, chiến lực tuột dốc không phanh, dường như đã không còn cách nào để tìm được một con đường sống. Phụt, Triệu Bân phun máu, rơi xuống từ không trung. Hắn đã rất nhiều lần bị thương mà không rõ lý do, nặng nhất là lần ở Di Chỉ Ma Vực. Nếu không vì bị thương nặng thì hắn cũng sẽ không ngất đi, Hoa Bồ Đề cũng sẽ không bay đi, Sở Vô Xương cũng sẽ không phải chết. Hắn thật sự không thể ngờ lần này bản thân lại gặp phải tai họa lớn và lâm vào đường cùng thế này. Liều mạng muốn mở ra một con đường thoát, cuối cùng vẫn phải xuống quỷ môn quan. Hắn đã rơi vào đường chết rồi. Sao tự nhiên thân thể của hắn lại nổ tung như thế? Nhìn thấy Triệu Bân ngã xuống, những người chứng kiến đều hít sâu một hơi. Mặc dù không biết tại sao thân thể của Cơ Ngân lại bị nổ tung hết một nửa nhưng sau vụ nổ này thì Thánh Tử Thiên Tông đã không còn hy vọng trốn thoát nữa. Ông! Trong khi mọi người còn đang quan sát thì đã có một tia sáng đen phóng thẳng lên bầu trời. Đó là một thanh chiến mâu màu đen đang phóng thẳng về phía Cơ Ngân. Cảnh giới thiên võ! Những người có nhãn giới cao đều kinh ngạc không thôi, bọn họ chắc chắn không nhìn nhầm, người phóng ra thành chiến mâu này chắc chắn là một cường giả thiên võ. Khí ẩn còn sót lại trên thanh chiến mâu không thể nào che giấu được, ngay cả cường giả thiên võ cũng đã chạy tới đây muốn giết chết Cơ Ngân vậy thì Thánh Tử Thiên Tông lần này chắc chắn phải chết, không ai có thể cứu được hắn. Phụt! Huyết quang màu vàng phun ra trên bầu trời. Thanh chiến mâu đã đâm trúng Triệu Bân trên bầu trời. Thanh chiến mâu mà cường giả thiên võ phóng lên chính là một kích tuyệt sát, một lúc lâu sau cũng không thấy hắn nhúc nhích. Đã chết rồi sao? Có không ít người há miệng thở dốc. Không ai có thể đưa ra được đáp án, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm lên bầu trời. Không chết, Triệu Bân còn chưa chết, hắn chỉ còn sót lại một tay đang nắm chặt thanh chiến mâu đẫm máu rồi dùng sức rút ra, máu phun tạo thành một vòng cung màu vàng trên không trung. Ai nhìn thấy cảnh tượng đó cũng phải run sợ. Sức sống của Thánh Tử Thiên Tông quá mạnh mẽ. Một kích tuyệt sát của cường giả thiên võ. Mà vẫn chưa giết chết được hắn sao? Trên thực tế thì hắn cùng sắp chết trong nhảy mắt lúc hắn rút thanh chiến mâu ra thì trạng thái tóc vàng của hắn cũng đã tan biến, hắn trở về trạng thái bình thường, mái tóc đen thẩm đầm máu tươi đã điểm thêm không ít sợi bạc, sức mạnh mà hắn hiến tế trăm năm tuổi thọ để đều lấy cùng đã mai một, ngay cả chân nguyên, tiên lực cùng khí huyết cùng đều đã khô kiệt, hắn dường như không thể làm chủ được cơ thể nữa, từng trận giá biển như đều có thể thổi bay hắn bất cứ lúc nào. Đừng nói đến thế nhân. Ngay cả ánh mắt của Nguyệt Thần cùng đã trở nên ảm đạm. Đêm nay đã xảy ra quá nhiều biến cố nào cũng vô cùng lớn, cảnh giới chuẩn thiên như hắn có thể sống sót được đến giờ phút này đã là điều vượt qua phán đoán của thần, nhưng cho dù hắn có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng không thể tránh khỏi tử cục, Nguyệt Thần có muốn cứu cũng bất lực, đi một vòng lớn cuối cùng vẫn phải chôn cùng hắn. Nếu còn chậm trễ ắt sinh biến, mau giết chết hắn. Tất cả cường giả đều xông tới đồng loạt công phạt. Vẫn là đao mang, kiếm quang, quyền ảnh, trưởng ấn. Đầy trời từ bốn phương tám hướng giết tới, chiêu thức ma sát với không khí tạc ra khói lửa khiến cho màn đêm nở rộ ánh sáng. Triệu Bân loạng choạng cầm thanh chiến mâu trong tay.
Đây dường như là dấu chấm hết cho cuộc đời của hắn. Ầm, ầm, ầm. Công phạt đồng loạt đánh xuống khiến cho sóng thần nổi lên. Khi sóng tan thì cũng chẳng còn thấy bóng dáng đẫm máu của hắn đâu. Tất cả mọi người đều nghĩ Cơ Ngân đã bị đánh thành cho tàn, hắn đã bị thương nghiêm trọng như vậy lại còn trúng thêm những đòn công phạt đồng loạt cho nên chắc chắn không còn cơ hội sống sót, thậm chí ngay cả thân thể cũng không còn, tan xương nát thịt mà chết. Đã chết. Rốt cuộc hắn cũng đã chết. Bên dưới có rất nhiều kẻ lộ ra nụ cười gian ác. Những kẻ có lòng dạ khó lường cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, vẫn là câu nói kia, Cơ Ngân rất đáng sợ, hắn còn sống sẽ làm rất nhiều kẻ ngủ không yên, bây giờ hắn đã bị giết chết thì bọn chúng mới có thể an tâm đi ngủ. 2. Có kẻ vui mừng thì cũng có người thầm thở dài. Một thiên tài ngàn năm có một có thể sống sót sau kiếp thần thú nhưng lại bị một bầy chuột nhắt giết chết, thật sự quá tổn hại uy danh, e rằng rất nhiều năm sau này cũng sẽ khó tìm ra một yêu nghiệt nghịch thiên giống như hắn nữa. Hai mắt Nhan Như Ngọc đã đẫm lệ. Hai trưởng lão Nhan ra thở dài, nhanh chóng kéo cô ta đi. Tìm kiếm cho ta. Người của Nhan ra đã rời đi rồi nhưng phía sau vẫn còn hết sức ồn ào. Mặc dù Thánh Tử Thiên Tông đã tăng diệt nhưng đảm ác nhân kia vẫn quyết không buông thai tại hải vực đẫm máu vẫn còn có không ít kê đang tìm kiếm. Bọn chúng đang tìm kiếm bảo vật của Cơ Ngân, ví dụ như kiếm Long Uyên cùng chiếc nhẫn mà có lẽ vẫn còn. Không thể làng phi bọn chúng đã thật sự tìm ra một thứ. Đó là thanh kiếm Long Uyên của Triệu Bân đã bị rơi xuống biển. Nhưng so với kiếm Long Uyên thì bọn chúng muốn có chiếc nhẫn ma hơn. Chiếc nhẫn ma đó là một không gian thế giới. Hầu hết các bảo bối của Cơ Ngân đều được cất ở trong đó. Nếu như có thể đoạt được nó thì cũng chẳng khác nào đoạt được tạo hóa nghịch thiên. Đáng tiếc chẳng kẻ nào có thể tìm được nó. Vì chuyện đó mà các thế lực lớn còn hạ lệnh phong tỏa hải vực này. Biến hải vực tĩnh mịch trở thành một vùng cấm chỉ vì muốn tìm được chiếc nhẫn ma. Về phần sau khi tìm được nó sẽ phân chia chiến lợi phẩm như thế nào thì để tính sau. Triều Long Đại Hạ, đang gặp nguy hiểm. Có rất nhiều lão bối lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sự lo lắng. Không có ai phản bác lời này. Đối với thế lực tứ phương mà nói thì Thánh Tử Thiên Tông chính là một sự uy hiếp lớn. Bây giờ Cơ Ngân đã chết cho nên sự uy hiếp này cũng đã biến mất. Các thế lực thù địch chắc chắn sẽ quay trở lại, giống như các phương triều lớn nhất định sẽ lại gây chiến, một Thánh Tử Thiên Tông chết không phải là vấn đề chính là không biết sẽ có thêm bao nhiêu cuộc đời sẽ bị tàn phá bởi khói lửa chiến tranh. Bởi vì có quá nhiều người chú ý tình hình ở bên này cho nên không ai để ý đến một hòn đảo nhỏ khác. Trên đỉnh núi, Long Phi đang yếu ớt ngồi dựa vào một gốc cây cổ thụ, mái tóc đen dài suôn mượt đã biến thành trắng như tuyết. Đôi mắt xinh đẹp trong veo đã trở nên đục ngầu mờ mịt, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Cuối cùng cũng đuổi kịp. Công chúa mỉm cười mỏi mệt, giọng nói vô cùng mỏng manh. Long Phi đã hiến tế sinh mệnh cho Cửu Vĩ Hồ, giải trừ khế ước với Cửu Vĩ Hồ, sau đó thi triển một cấm pháp không gian dịch chuyển Triệu Bân ra khỏi vị trí nguy hiểm trong thời khắc sinh tử mà thiên hạ không hề hay biết. Cửu Vĩ Hồ vẫn đang ở bên cạnh Long Phi. Bởi vì Long Phi hiến tế sinh mệnh để thi triển cấm pháp cho nên năng lượng của nó cũng đã hao tổn rất nhiều. Hình thể của nó lúc này đã không còn nguy nga như núi mà đã thu nhỏ lại như một con dê con. Lấy mạng đổi mạng, có đáng không? Cửu Vĩ Hồ lãnh đạm nói. Hắn còn sống là tốt rồi, nụ cười của Long Phi vẫn dịu dàng như nước. Cửu Vĩ Hồ còn định nói gì đó nhưng không thể nói ra được, ký chủ Cửu Vĩ Đại Hạ Long Phi đúng là một kẻ si tình, hỏi thế gian tình là chi? Triệu Bân, sau này ngươi sẽ nhớ ta chứ? Long Phi khẽ nói, mỗi khi cô ta nói một chữ thì hơi thở lại càng mỏng manh hơn, sự bi thương tràn ngập khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của Long Phi, ánh mắt của cô ta cuối cùng cũng không còn ánh sáng mà chậm rãi khép kín, chỉ còn hai dòng lệ trong suốt nhẹ nhàng chảy xuống. Dường như còn có một khúc hát đau thương vang lên tiễn đưa công chúa Đại Hạ đi trên đoạn đường cuối cùng. Dưới ánh trăng, thân thể điểm lệ của công chúa chậm vài tan biến hóa thành từng cánh hoa hư của uyển chuyển tung bay trong giờ mang theo mới lệnh chớm nở cùng giá cuốn tuổi về phương xa. Phi Nhi Hoàng Phi Vũ Linh đang ngủ duy đột nhiên ngồi bét dai. Dường như bà ấy đã gặp ác mộng cho nên khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi đầm địa. Dưới ánh trăng, bà ấy bước ra khỏi tẩm cung. Chỉ thấy Long Chiến đang đứng ở bên ngoài, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Bà ấy chậm rãi bước lên nắm lấy cánh tay của Long Chiến rồi tựa đầu lên vai của Long Chiến. Sao nàng lại tỉnh rồi? Ta gặp ác mộng, mơ thấy Phi Nhi đã chết. Nàng đừng ngốc vậy chứ.
Long Chiến nở nụ cười ấm áp nhưng trong nụ cười vẫn ẩn chứa sự lo lắng. Ông ta cũng có một giấc mơ tương tự khiến cho trong lòng ông ta dâng lên một dự cảm chẳng lành, ông ta không biết Quân Viễn Trinh đại hạ đang ở đâu, thậm chí cũng không biết con gái của mình có còn sống hay không. Ông ta dường như cảm thấy đêm nay thật dài, khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng áp lực, chỉ muốn gầm lên một tiếng. Tìm kỹ cho ta. Ở Nam vực tĩnh mịch lúc này đã đầy bóng người cùng những tiếng quát tháo ầm ĩ. Không biết có bao nhiêu thế lực đã tham gia vào việc vây sát Cơ Ngân, cũng không biết có bao nhiêu thế lực đang ra sức tìm kiếm chiếc nhẫn ma. Tất cả bọn chúng dường như muốn đào từng tấc đất ở hải vực này lên mà tìm, nếu không tìm được thì sẽ không ngừng tay. Ở hòn đảo nhỏ phía xa, dưới gốc cây cổ thụ đã không còn Long Phi nữa. Chỉ còn Cửu Vĩ Hồ đang lặng lẽ ngồi ở đó, thần sắc bi thương ngơ ngác, nó đã được tự do nhưng lại cảm thấy vô cùng cô độc, nó đã quen ngủ yên trong đan điền của công chúa, bây giờ ký chủ của nó đã chết, nó giống như cũng chẳng còn nơi nương tựa, thậm chí từng đợt gió lạnh còn khiến cho nó không khỏi rùng mình, cô đơn cuộn tròn thân thể. 2. Nó chỉ có thể thở dài rồi cuộn tròn yên lặng. Nó phải đi tìm Triệu Bân rồi nói cho hắn biết chuyện này. Nhưng dường như nó không được may mắn cho lắm. Một lúc sau, ngay khi nó vừa mới ra khỏi đảo nhỏ thì liền gặp một đám lão già không biết xấu hổ nhìn thấy nó. Cửu Vĩ Hồ. Mấy lão già vừa nhìn thấy nó thì liền sửng sốt. Bọn họ chắc chắn mình không nhìn nhầm, đây chính là Cửu Vĩ Hồ nhưng dường như chỉ là một con non. Nếu như không phải con non thì hình thể của nó cũng không nhỏ như vậy, trông y hệt một con dê con. Chết tiệt. Cửu Vĩ Hồ thầm mắng một tiếng rồi liền xoay người bỏ chạy. Vì động tới cấm thuật cho nên năng lượng của nó đã bị hai tiến rất nhiều, không chạy không được. Nếu như nó ở trạng thái định phong thì cho dù cường giả thiên dê có tới đây nó cũng có thể giết chết, nhưng bây giờ thì chỉ có chạy mới là thượng sách đi đâu. Mấy lão già đều nở nụ cười gian ác rồi đồng loạt xông lên. Cửu Vĩ Tiên Hồ là một thứ tốt, bọn chúng làm sao có thể dễ dàng buông tha. Hơn nữa đêm ra ngoài đi dạo còn có thể đoạt được tạo hóa nghịch thiên, cho dù nó chỉ là một con non cũng chẳng sao, chỉ cần nuôi dưỡng nó lớn lên liền có thể tùy ý sử dụng sức mạnh của nó. Giống, Cửu Vĩ Hồ cuối cùng cũng đã bị bắt. Nó đang ở trạng thái suy yếu nhất mà lại gặp phải một đám lão già không biết võ đức, không bị bắt mới là lạ. Triệu Bân, con mợ ngươi. Vào lúc này Cửu Vĩ Hồ chỉ muốn đào tổ tiên Triệu Bân lên mà mắng. Nếu không phải vì cứu tên khốn đó thì Long Phi đã không chết, nó cũng không trở nên yếu ớt đến mức bị đám người này bắt sống. Tiếng mắng mỏ của nó cuối cùng cũng chậm rãi ngừng lại. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp tràn đầy Nam vực. Sao? Cơ Ngân đã chết. Mới tờ mờ sáng mà tin tức đã truyền ra khắp Nam vực làm kinh động tứ phương, những nơi tụ tập phàm phu tục tử như quán trà, quán rượu đều tràn đầy những tiếng bàn tán xôn xao, sau khi nghe được. Chuyện xảy ra đêm qua thì bọn họ đều chấn kinh, Thánh tử Thiên Tông lại đến Nam vực độ kiếp, lại là kiếp thần thú cho nên mới bị thương vô cùng thê thảm, cuối cùng bị các thế lực ở Nam vực liên hợp chu sát. Sau khi chấn kinh thì mọi người lại thở dài thổn thức. Một yêu nghiệt nghịch thiên như vậy mà đã chết rồi sao? Một cảnh tượng lớn như vậy mà bọn họ lại không có cơ hội nhìn thấy. Cơ Ngân đã chết. Tin tức một khi đã lan truyền thì như mọc thêm cánh bay khắp tứ hải bát hoang. Hoàng đế của các vương triều lớn nghe tin cũng đều sửng sốt rất lâu, Cơ Ngân chính là ác mộng của bọn họ, hôm nay xem như bọn họ đã thoát khỏi cơn ác mộng dai dẳng, không có Cơ Ngân thì ở đại hạ đã không còn uy hiếp gì nữa, bọn họ hoàn toàn có thể liên hợp một lần nữa để nuốt chửng đại hạ. Nghĩ là làm, các vương triều lớn liền âm thầm liên lạc với nhau. Ngoài ra, các vương triều còn phái không ít người đến Nam vực. Chuyện này rất hệ trọng, phải điều tra rõ ràng mới được. Phải xác định chắc chắn rằng Cơ Ngân đã chết. Một khi xác định tin tức là thật thì các vương triều lại điều binh khiển tướng nuốt trọn đại hạ cũng không muộn. Chết tiệt! Mới sáng sớm đã có rất nhiều người rời khỏi thành Thiên Thu. Chính Thương Khung đích thân dẫn đầu đoàn người. Ông ta vừa mới xuất quan đã nghe được tin dữ. Bọn họ đang kéo đến Nam vực, nếu như Triệu Bân còn sống thì tốt, còn nếu như hắn đã chết thật thì bọn họ cùng không ngại san bằng Nam vực. Mỗi một thế lực tham gia vây sát Triệu Bân đều không thể chạy thoát. Thiên Tông cùng Hoàng tộc cũng đang hết sức phẫn nộ. Cũng giống như thành Thiên Thu, Thiên Tông cùng Hoàng tộc cũng đã phái không ít người di chuyển xuống phía Nam. Màn đêm lại buông xuống. Biển sương mù tại Nam vực. Dưới ánh trăng, mặt biển sương mù tựa như ảo mộng.
Nếu như là trước đây thì chắc hẳn đã có nhiều người đến đây để thưởng ngoạn phong cảnh. Nhưng đêm nay nơi này rất vắng vẻ, Cơ Ngân đã chết, mọi người đều đan bận bàn tán xôn xao, không ai rảnh chạy đến đây chơi, tất nhiên cũng sẽ chẳng có ai biết rằng Cơ Ngân mà bọn họ đang bàn tán đến hiện đang ở trong biển sương mù này. Triệu Bân lặng lẽ nằm đó. Thoạt nhìn hắn giống như một xác chết bị vứt bỏ ở đây, hơi thở của hắn yếu ớt đến mức có thể ngừng lại bất cứ lúc nào, thân hình đẫm máu không còn hoàn chỉnh, hoàn toàn không giống con người một chút nào. Hỏi thế gian tình là gì? Trong bóng tối lại nghe thấy tiếng Nguyệt Thần lẩm bẩm. Ngay cả Nguyệt Thần cũng đã nghĩ lần này bọn họ chắc chắn sẽ chôn chung, không ngờ trong chớp mắt lại có người cứu Triệu Bân ra ngoài sau đó đẩy hắn đến biển sương mù này. Cô ta biết đây là cấm pháp không gian của Cửu Vĩ Hồ, nếu như cô ta đoán không nhầm thì chính Long Phi đã hiến tế sinh mệnh để thi triển cấm pháp, hơn nữa tiểu nha đầu đó cũng đã bước chân xuống hoàng tuyền rồi. Tình yêu thực sự là một điều kỳ lạ, biến hóa muôn hình vạn trạng ở nhân gian. Một lúc lâu sau Nguyệt Thần mới thôi không nghĩ ngợi nữa, cô ta nhìn về phía chúc phúc của thần, ánh sáng vĩnh hằng ảm đạm đang từng bước nở rộ trở lại, uy thế mất đi cũng đã chậm rãi quay về. Nguyệt Thần thấy vậy thì ngay lập tức rút kiếm xông lên. Cho dù không có lời chúc phúc chín kiếp hỗ trợ thì cô ta và chúc phúc của thần lúc này cũng có thể đối kháng với lời nguyền rủa kia, bởi vì Triệu Bân trải qua một hồi tử kiếp không chết cho nên đã tiếp cho bọn họ thêm một nguồn năng lượng thần bí. Năng lượng của hắn ở bên ngoài có lẽ rất yếu nhưng ở bên trong đã trở thành một loại sức mạnh to lớn. Ngao, ngao. Tiểu Kỳ Lân kêu lên một tiếng rồi nhảy ra ngoài. Triệu Bân bị thương nặng thì nó cũng bị thương nặng. Nó ở trong đan hải của Triệu Bân cũng phải độ kiếp thần thú. Chỉ có điều tình trạng của nó so với Triệu Bân vẫn còn tốt hơn nhiều. Ít nhất nó không bị lời nguyền rủa kia làm cho bị phản phệ. Triệu Bân còn sống, nó cũng còn sống. Tiểu Kỳ Lân rất nhạy bén. Nó liên tục ngưng tụ máu thánh thú dung hợp vào trong cơ thể Triệu Bân, còn dùng ngọn lửa của mình bao phủ toàn thân Triệu Bân, muốn giúp Triệu Bân hóa diệt sát ý còn sót lại trong người. Hóa diệt sát ý khác còn dễ, thứ đáng sợ chính là sát ý của thiên kiếp còn đang xé nát thân thể của Triệu Bân, cho dù là ngọn lửa sinh mệnh của thánh thú cũng khó có thể hóa diệt được, nó chỉ có thể che chở cho tâm mạch của Triệu Bân. Leng keng, những thanh âm leng keng liên tục truyền ra từ chiếc nhẫn ma của Triệu Bân. Chiếc nhẫn ma vẫn còn nằm yên ổn trên ngón tay của hắn, sở dĩ có tiếng động truyền ra là bởi vì cá người muốn thoát ra ngoài, người đó tất nhiên là Diệu Ngữ, nếu không có cấm chế của Triệu Bân khắc trên chiếc nhẫn ma thì cô ta đã sớm đánh ra ngoài, mặc dù đã bị nhốt nhưng cô ta vẫn luôn tìm cách đánh về cấm chế. Cũng may là trước đó cô ta không ra ngoài được. Nếu không thì người chết hôm nay cũng không chỉ có một mình Long Phi. Ngao, ngao. Tiểu Kỳ Lân phun ra ngọn lửa bao phủ chiếc nhẫn ma. Nó ở bên ngoài phối hợp với Diệu Ngữ ở bên trong tìm cách phá vỡ cấm chế. Diệu Ngữ vừa thoát ra ngoài được thì đã dùng lực minh hôn hóa diệt sát ý và bảo vệ tâm mạch của Triệu Bân. Triệu Bân vẫn chưa tỉnh. Nhưng trên võ hồn của hắn đã có một cổ tự kỳ lạ chậm rãi hiện lên. Ký hiệu này người bình thường không thể nhìn thấy, mà ngay cả Nguyệt Thần cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ. Làm sao có thể? Thiên sát cô tinh. Nguyệt Thần nhíu mày, đôi mắt đẹp nheo lại đến cực điểm. Nguyệt Thần nghi hoặc lẩm bẩm, không hiểu tại sao mệnh cách của Triệu Bân lại đột nhiên thay đổi. Vậy biến cố của hắn không phải do huyết mạch mà là do mệnh cách thiên sát cô tinh, đây không phải là mệnh cách tốt đẹp gì, tự bản thân nó đã mang theo tai họa. Cô ta không biết Triệu Bân có thể thành thần hay không nhưng con đường mà hắn đi nhất định sẽ vô cùng cô độc. Răng rắc. Cô ta thấy thể phách của Triệu Bân lại có biến hóa. Vạn pháp trường sinh quyết vận hành, tự động chữa trị thân thể tàn tạ của Triệu Bân, thịt nát xương gãy bị đào thải thì có xương thịt mới mọc ra bổ sung. Những thứ này cũng không có gì to tát, thứ thật sự đe dọa tính mạng của hắn vẫn là sát ý của thiên kiếp, may mà có Diệu Ngữ và Kỳ Lân hợp sức che chở, như thế mới ngăn chặn được tổn thương bởi sát ý từ thiên kiếp đối với tâm mạch. Triệu Bân, ngươi còn nhớ ta không? Triệu Bân sa vào trong ý thức như nghe thấy tiếng của Diệu Ngữ. Cũng chính tiếng gọi này khiến thần trí hắn dần khôi phục từ sự mơ hồ. Hắn chậm rãi mở mắt, lọt vào tầm nhìn là mây mù mông lung, ánh trăng như ảo mộng, như mộng cảnh, không thể nhìn rõ hư và thực. Biển sương mù. Giọng Triệu Bân khàn đặc, trước mắt mơ màng mờ mịt. Đây không phải âm tào địa phủ, đây là biển sương mù của Nam Vực. Sao điều này có thể xảy ra? Hắn vẫn còn sống. Đúng vậy, hắn còn ở trần gian. Toàn thân đau đớn là sự chứng minh tốt nhất.
Sức mạnh của Kỳ Lân và sức mạnh minh hồn của Diệu Ngữ vẫn đang rong ruổi bên trong cơ thể hắn, chiếu một tầng ánh mặt trời ấm áp lên thể phách lạnh như băng, đồng thời cũng kéo ý chí của hắn về hiện thực từng chút một. Be he, thấy Triệu Bân tỉnh lại, tiểu Kỳ Lân tinh mắt phát hiện, vẻ mặt sung sướng. Giờ phút này, dù Diệu Ngữ luôn đã như khúc gỗ cùng lệ ra chút cảm xúc con người. Triệu Bân không nói gì, vẻ mặt dại ra. Hắn vẫn không rõ vì sao mình còn sống sót. Rõ ràng đã rơi vào thế phải chết mà, ai đã âm thầm cứu hắn sao? Còn Long Phi và Quân Viễn Trinh thì sao, họ ổn chứ? Thi tổ và mấy cường giả thi tộc có làm loạn hay không? Trong lòng Triệu Bân có quá nhiều vấn đề băn khoăn. Không ai cho hắn đáp án. Ý thức hắn đã tỉnh táo, màu vàng rực rỡ bao phủ toàn thân. Thiên kiếp là kiếp, nếu vượt qua kiếp nạn thì sẽ là tạo hóa nghịch thiên. Không có nguồn sức mạnh nào sánh bằng thiên kiếp, có thể rèn luyện thân xác và võ hồn triệt để từ trong ra ngoài, rèn luyện tới mức cao nhất rồi sẽ là niết bàn lột xác, thay ra đổi thịt, khai phá sức mạnh tiềm tàng trong thể phách tới mức tận cùng. Gào, gào. Kèm theo việc sát ý bị diệt trừ, dị tượng huyết mạch lại bắt đầu biến đổi. Bốn đại thần thú xuất hiện trong kiếp trước đó cũng được chiếu rọi trong huyết mạch lúc này, Thương Long xoay vần, Phượng Hoàng hót vang, Bạch Hổ giống gào, Huyền Vũ mở đường. Trông chúng cực kỳ giống thần thú chân thật, Triệu Bân biết đó là vết tích của thiên kiếp cũng như uy thế của thiên kiếp, chúng đã khắc vào huyết mạch của hắn. Chờ đó cho ta. Triệu Bân lẩm bẩm, chỉ một mình hắn nghe thấy. Đợi hắn khôi phục như cũ thì lần lượt thanh toán hết, lửa giận của hắn cần được dập bằng máu tươi. Đêm. Biển sương mù. Triệu Bân chậm rãi mở mắt, trong tích tắc đó có kim quang bắn ra từ đó. Tia sáng như ngưng thực, có uy thế và lực sát thương, giả sử bắn trúng ai, trên thân kẻ đó sẽ xuất hiện hai lỗ máu. Đợi hào quang tan đi, hắn mới khôi phục bình thường. Con người của hắn càng thêm thâm thúy như trời sao, thỉnh thoảng còn có ánh sao lóe lên tia sáng vàng. Sát ý thiên kiếp trong cơ thể đã bị loại bỏ, toàn thân toát ra sức mạnh, độ kiếp hay không thì khác biệt rất lớn. Vượt qua một trận kiếp thần thú, hắn thay ra đổi thịt, niết bàn lột xác. Lúc chưa độ kiếp hoàn toàn không thể sánh bằng. Hắn không nán lại mà nhanh chóng xoay người đứng lên, lấy ra bảo liên đăng, dùng tiên lực nhóm lên liên hỏa, mở một con đường thông ra ngoài. Kỳ Lân vẫn ở cạnh hắn. Nhóc con hoạt bát, tung tăng như chim sẻ, vượt qua lễ rửa tội của thiên kiếp thì nó cũng có một cuộc lột xác, cao lên không ít, toàn thân bốc lên ngọn lửa tinh thuần hơn trước khá nhiều, tăng thêm uy nghiêm của thánh thú. Nhìn bên Diệu Ngữ, cô ta cũng có sự thay đổi. Vì khế ước minh hôn, Triệu Bân mạnh thì cô ta cũng mạnh theo, sức mạnh minh hôn của cô ta cũng khiến tiểu Kỳ Lân lộ vẻ kiêng dè. Đi tới một nơi, Triệu Bân đột nhiên ngừng lại, vô thức quan sát chung quanh. Họ đã đi rất lâu nhưng vẫn ở trong biển sương mù, sương mây lãng đãng, mắt thường không thấy được gì, thậm chí liên hỏa của Bảo Liên Đăng cũng chẳng thể chiếu ra con đường phía trước. Quãng đường sau dài đẵng đẵng, hun hút hơn cả hắn dự đoán. Dường như đi tới đâu cũng có sương mù không thể xua tan, mây mù che chắn tất cả. Sao lại thế này? Hắn lẩm bẩm một tiếng, trong lòng có chút khó hiểu. Hắn nhớ lần trước dùng liên hỏa mở đường là dễ dàng ra ngoài lắm mà, sao lần này tốn sức quá vậy? Tốn sức là đúng rồi. Nguyệt Thần liếc sang, cô ta nhìn rất rõ. Đây không phải biển sương mù tầm thường, thời gian quá lâu nên nó hấp thu rất nhiều tinh hoa trời đất, thế sao có thể không biến đổi? Hiển nhiên nó đã sinh ra linh trí. Vậy nên Bảo Liên Đăng chưa được luyện hóa của Triệu Bân sao có tác dụng bên trong nó? Cô ta hiểu biết nhưng Triệu Bân lại chẳng hay biết gì. Bảo Liên Đăng lơ lửng trên đầu hắn, quanh đi quẩn lại 3, 5 ngày mà hắn vẫn không thể ra ngoài. 3, 5 ngày đó, ngoại giới lại cực náo động. Người do các vương triều lớn phái tới Nam Vực đều mang về một tin tức, Cơ Ngân thật sự đã chết. Hoàng đế các nước hưng phấn tới mức không ngủ nổi. Theo đó, 8 vương triều âm thầm liên minh, ký kết hiệp ước đồng minh cùng nhau tấn công Đại Hạ. Ngay lúc này, họ còn lôi kéo cả các thế lực lớn của Nam Vực và Đông Hải. Các vương triều đưa ra cành ô liu thì các thế lực đều tiếp nhận. Đặc biệt là các tộc tại Nam Vực, đám này là tích cực nhất. Ngẫm mà xem, Thánh tử Thiên Tông Độ Kiếp ở Nam Vực bị họ cấu kết với nhau giết chết, nếu Đại Hạ quyết tâm trả thù. Nhiều thế lực sẽ gặp nạn. Thay vì vậy, chẳng bằng họ tiên hạ thủ vi cường, bắt tay với các vương triều lớn, quay lại cắn Đại Hạ rồi nuốt chửng luôn.
kẻ bỏ đá xuống giếng thì ở đâu chẳng có. Các thế lực hòa đàm với đại hạ lúc trước bây giờ lại ngả theo chiều gió, xé bỏ hiệp ước đình chiến, gia nhập liên minh của mấy vương triều lớn, muốn kiếm chút lợi ích sau khi đại hạ bị diệt. Thiên hạ lại không an bình. Mấy vương triều lớn bận rộn điều binh khiển tướng. Các tộc ở Nam Vực và Đông Hải bắt đầu tụ tập quân đội, kéo ra từng tiếp thuyền chiến khổng lồ hùng hề lao tới biên giới đại hải khi thế hừng hực trước nay chưa từng có. Hôm nay, ở Long Triều đại hạ rất ầm, không ai ngờ cái chết của một tên cơ ngân thôi mà lại dấy lên sóng to gió lớn như thế. Sắc mặt những người đó đều tái mét, trừ 8 vương triều lớn, Đông Hải và Nam Vực cũng tham gia vào, đây là lần tấn công quy mô nhất mà đại hạ gặp phải từ khi dựng nước tới giờ. Một khi cuộc chiến này xảy ra, có thể quốc gia cũng biến mất. Cầu hòa thôi. Cắt đất cho tiền cũng được. Dù sao cũng tốt hơn mà mất nước. Tình huống như thế lại diễn ra trong triều. Vẫn chỉ là ba phái, có phái chủ chiến, có người đề nghị hòa, có tên yêu cầu đầu hàng, thậm chí có kẻ còn yếu đuối tới mức muốn chọn vài cô gái để hòa thân. Đám đông ba phải cãi nhau ầm ĩ. Ai biết thì biết đây là tảo triều, ai không biết còn tưởng đây là phiên chợ chửi thề đấy chứ. Long Chiến đứng rất thẳng, im lặng đến mức đáng sợ. Hoàng Phi Vũ Linh cũng có mặt, đứng ngay bên cạnh ông ta. Sự im lặng của Long Chiến khiến bà ấy cảm thấy áp lực, đây là sư chất, là chồng của bà ấy, cũng là hoàng đế của Long Triều Đại Hạ, ông ta có một thứ uy nghiêm mạnh đến nỗi hôm nay khiến bà ấy phải run rẩy. Đủ rồi! Pháp sư hộ quốc thứ nhất quát lên, chặn đứng sự hỗn loạn trên triều đường. Khỏi phải nói chứ! Lời nói của ông ta rất hữu dụng. Mấy phe phái vẫn còn đang cãi cọ cuối cùng cũng dừng lại, ai nấy hít sâu, nhìn sang Long Chiến. Họ cãi thì cãi vậy thôi, người đưa ra quyết định vẫn là hoàng đế. Muốn hòa hay muốn đánh, chỉ cần một câu của ông ta thôi. Quân Viễn Trinh đại hạ đã quay về chưa? Qua hồi lâu Long Chiến mới lên tiếng, chỉ một câu điềm tĩnh đã trấn áp được tất cả. Không ai đùa cợt nữa. Đến cả tứ đại pháp sư hộ quốc ngày thường trông thấy ông ta là khó ở cũng phải nể mặt. Chuyện hệ trọng liên quan tới thể diện quốc gia, họ chưa bao giờ dám đùa. Đang trên đường quay về rồi, người đáp lời là Linh Lung. Đáng lẽ ra, thống soái của ám ảnh không cần thượng triều, nhưng hôm nay cô ta đến đây, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ quyết tuyệt. Còn quân Viễn Trinh đại hạ đã được tìm thấy tung tích từ mấy ngày trước, vốn là một đội quân hoàn chỉnh, nay lưu lạc khắp nơi. Về sau mới biết nguyên do, hóa ra là rơi nhầm vào đất tổ của thi tộc. Họ khó lòng tưởng tượng nổi khi ấy quân Viễn Trinh đại hạ đã gặp phải nguy cơ cỡ nào, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cơ ngân cũng không dùng tới thiên kiếp. May mà không có thương vong quá nặng, quân Viễn Trinh lần lượt kéo từng tốp về đại hạ, chưa tìm thấy Long Phi nhưng có tin tức của cơ ngân, là một cơn ác mộng đẫm máu. Quyết định của bệ hạ thế nào? Không ít các lão bối chủ chiến và chủ hòa cùng khoanh tay nhìn về phía Long Chiến. Đánh. Đây là lời hồi đáp của Long Chiến, một chữ này tuy bình thản nhưng đầy khí thế. Từ khi đại hạ lập quốc chưa từng có tiền lệ đầu hàng, cơ đồ do tổ tông dùng máu xương gây dựng nên, làm sao có thể chắp tay nhường cho kẻ khác. Nói tóm lại, không cắt đất, không bồi thường, không hòa thân, không cống nạp, chỉ một chữ thôi, đánh. Bộ xương già này vẫn còn lên chiến trường được nhá. Nhiều lão bối phe chủ chiến hai mắt sáng quắc như đuốc, nhiệt huyết ngủ yên nhiều năm lại được thể sôi lên. Đại hạ không chọn nhầm hoàng đế, Long Chiến rất xứng mặt nam nhi. Có hoàng đế như thế, Long Triều đại hạ không sợ trận chiến này. Thế nhưng, không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Người theo phe chủ hòa và đầu hàng tuy tỏ ra phụ họa nhưng trong lòng có suy tính riêng. Đại hạ không hòa. Họ hòa. Đại hạ không đầu hàng, họ đầu hàng. Từ mấy ngày trước, các vương triều lớn đã ngỏ ý lôi kéo, lợi ích mà họ hứa hẹn nhiều đến mức khó lòng tưởng tượng, khiến họ rất khó đưa ra lời từ chối. Đã đến lúc chim khôn phải chọn cây để đậu rồi. Đợi khi đại hạ bị diệt quốc thì không còn chuyện tốt như vậy nữa. Thế nên mới nói, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Họ sẽ cho đại hạ một đòn công kích nặng nề vào lúc tất cả không ai ngờ tới. Nội ứng ngoại hợp mà. Tảo triều tan đi. Ai làm việc nấy. Tám vương triều bao vây tiến đánh, đại hạ tất nhiên cũng phải điều động binh tướng. Ngoài những người cố thủ đế đô và người của thiên tông thì ai cũng chạy tới các biên quan lớn. Đánh. Mệnh lệnh của hoàng đế chỉ mất một đêm đã truyền khắp đại hạ. Quốc gia hưng vượng, thất phu hữu trách.
ở đất nước này không thiếu gì kẻ hiếu chiến, dù không có mệnh lệnh từ hoàng đế, họ vẫn chạy tới các biên quan, số lượng lớn đến mức trước nay chưa từng có, nhiều đại gia tộc ẩn thế lánh đời đưa hẳn lão tổ đích thân ra trận. Trận chiến diệt quốc này, lúc này không đi, còn đợi đến khi nào? Nam vực. Bầu trời sâu thẳm, lấp lánh vài vì sao. Dưới ánh trăng, đoàn người Thương Khung bước lên một hòn đảo im lìm, ai nấy mặt mũi nhợt nhạt. Tìm kiếm ở Nam vực mấy ngày trời, sau cùng xác định Triệu Bân đã chết, đến cả chút ảo tưởng cuối cùng cũng tắt rồi. Đánh thôi. Đánh, các lão bối đồng thanh quát lên, lấy ra một tấm bản đề lớn. Tất nhiên là phải đánh, nhưng cần xem nên đánh bên nào trước. Một khi đại hạ có chiến hạ thì nhiều thế lực ở Nam Dực cùng sẽ tham gia, họ không ngại nhân cơ hội này mà càn quét he ngộ của đối phương. Đêm hôm đó, Thành Thiên Thu cũng đang điều động binh mã. Giết! Đánh! Vài ngày sau, những tiếng hô hào vang lên ở các biên quan lớn của đại hạ. Cùng với một tiếng gầm thét phát ra từ tận linh hồn, trận chiến mà người đời cho là trận diệt quốc này cuối cùng cũng mở màn. Chiến tranh luôn thảm khốc, mạng người như cỏ rác. Đại hạ rất giỏi chịu đòn, một đánh mười mà chống trụ được đòn tấn công. Người trong thiên hạ không ai không ngạc nhiên, đại hạ vừa mới trải qua một trận chiến mà vẫn còn sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy. Đông Hải, Nam Vực và tám vương triều lớn liên thủ cùng nhau đánh suốt nửa tháng mà không công phá nổi bất kỳ biên quan nào. Trên thực tế, trận đánh liên hợp này vẫn có kẽ hở. Không ai muốn xung phong quá nhiệt tình, bởi vì sau trận chiến phải phân chia địa bàn. Họ chỉ muốn trả cái giá nhỏ nhất để giành được lợi ích lớn nhất. Có kẽ hở như thế, họ đang cho đại hạ thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức, có thêm nhiều thời gian tập trung binh lực. Tất nhiên, trong lúc này cũng có công lao từ Thành Thiên Thu. Đại hạ chiến hỏa liên miên, Nam vực cũng khói lửa nghi ngút, không ít thế lực và gia tộc bị tấn công, thương vong thê thảm, khiến các gia tộc Nam vực đang giao tranh cùng đại hạ ở tiền tuyến phải điều binh về giữ nhà. Cho dù là thế, áp lực của đại hạ vẫn rất lớn. Hàng phòng ngự như thùng sắt của họ vẫn không địch nổi khả năng ăn dũng từ nội bộ. Thế lực của phe chủ hòa và chủ hàng cuối cùng cũng phản bội, số lượng cực kỳ lớn, ví dụ như tộc ám dạ, tộc huyết ưng. Vào một đêm nào đó, chúng đánh lén biên quan từ phía trong, phá hỏng trận địa kết giới. Cục diện cuộc chiến trở nên khó lòng thu dọn. Chỉ trong vài ba ngày ngắn ngủi, tám biên quan lớn của đại hạ bị công phá năm cái. Các vương triều thúc quân tiến thẳng vào trong, vừa đi vừa đánh. Tướng sĩ đại hạ dốc sức chống trả, dẫn đến mỗi một tòa thành mà các nước tấn công đều phải trả giá đắt. Chiến tranh tàn khốc càng lúc càng ác liệt, thi thể rải khắp nơi. Cứ với đà này, chưa đầy nửa năm là đại hạ không trụ nổi nữa. Nhiều người suy nghĩ sâu xa, nhìn chiến hỏa mà thở vắn than dài mãi. Vương triều thay đổi luân phiên vốn là điều bình thường, vòng quay lịch sử vẫn thế, hiếm ai có thể làm khác được, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi cảm khái. Mỗi khi có chiến tranh, chẳng lần nào không là núi thi biển máu. Lão Phu đã nói rồi mà, đại hạ nguy rồi. Không ít lão bối vuốt râu, hít sâu một cái. Chết mất một cơ ngân không thành vấn đề, nhưng chiến tranh diệt quốc kéo theo đó mới thực sự thảm khốc. Cho dù lúc này hắn còn sống cũng chưa chắc đủ khả năng xoay chuyển cục diện, nhiều người khẳng định như vậy. Không ai phản bác câu này. Tám biên quan của đại hạ đã có 5 cái thất thủ, liên quân của các vương triều chiếm lĩnh gần nửa giang sơn đại hạ. Cục diện như vậy, há có thể để một người xoay chuyển được. Dù ngày ngày cũng có mưa rông sấm chớp, hắn cũng không kịp cứu nguy, e rằng không đợi hắn chạy tới các chiến trường thì đại hạ đã bị tiêu diệt rồi. Nhắc đến Triệu Bân, hắn vẫn còn bị nhốt bên trong biển sương mù kia. Đến hiện giờ, hắn đã chôn chân ở nơi này tròn một tháng rồi, nghiễm nhiên không biết thế giới bên ngoài đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Lại một lần nữa, hắn đột ngột dừng chân. Hắn túm lấy một lọn sương mù, để nó lơ lửng trong lòng bàn tay, dùng căn nguyên bao bọc, tĩnh tâm cảm nhận nó. Gần như mỗi ngày hắn đều làm việc này. Mây sương đã không còn mây sương trước đó, dường như mỗi ngày đều thay đổi, hàm chứa một loại sức mạnh thần bí. Chính sức mạnh thần bí này ngăn cản liên hỏa của Bảo Liên đang mở đường. Biến đổi rồi sao? Triệu Bân lầm bầm, chuyện mà Nguyệt Thần chỉ cần liếc mắt đã rõ, hắn phải dùng cả tháng mới tìm ra manh mối. Biển sương mù đã ở đây vô số ngày tháng, hấp thu không biết bao nhiêu tinh hoa đất trời, nếu không biến đổi mới là lạ đấy. Điều lạ lùng hơn là biển sương mù này đang di chuyển.
Chuyện này, hắn cũng phải mất cả tháng mới hiểu được. Tại sao hắn không ra ngoài được, điều này cũng là một trong số những nguyên nhân. Hắn di chuyển, biển sương mù cũng di chuyển, nếu phương hướng của hai bên ngược nhau thì tốt, nếu phương hướng di chuyển đồng nhất, đồng nghĩa với việc hắn không hề di chuyển. Nhưng hắn không hiểu. Biển sương mù này không phải thế giới không gian, không có hoa văn, không có góc trận, càng không có càn khôn lưu chuyển, tại sao nó cứ chạy đi chạy lại. Khi hắn đang nghĩ thì nước biển dưới chân biến thành đất mềm. Điều này càng chứng thực suy đoán của hắn, biển sương mù đang di chuyển, hơn nữa chắc chắn đã ra khỏi Nam vực rồi. Hắn đoán không sai. Nếu nhìn từ thế giới bên ngoài, biển sương mù trước đó tọa lạc ở Nam vực đã biến mất không tăm tích, chẳng biến chạy đi đâu. Cũng may chiến hỏa liên miên nên ai cũng đi hóng chuyện rồi, không ai tới đây dạo chơi, nếu không, rất nhiều người sẽ phải kinh ngạc, một vùng sương mù nguyên vẹn, nói mất là mất luôn. Có linh trí. Ánh mắt Triệu Bân tỏ ra khá rẻ, cuối cùng hắn cũng nghĩ theo chiều hướng này. Nếu đúng là như vậy thì mọi chuyện thông suốt rồi, biển sương mù có lính trị, nếu không yên phận thì nó chạy tới chạy lui thôi. Thấy Triệu Bân nghĩ thông, Nguyệt Thần cũng thấy vui lòng. Bị nhốt cả tháng trời, tên này cuối cùng cũng có chút đầu óc. Thả ta ra ngoài. Triệu Bân quát lên, ánh mắt lóe sáng. Không ai đáp lại hắn, biển sương mù vẫn yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt Triệu Bân trở nên sắc bén, lôi thần nộ cộng hưởng cùng võ hồn, tiếng hét vọng khắp nơi. Tiếng hét này khá hữu dụng đấy, biển sương mù mông lung rung lên, từng đợt sóng sương mù cuồn cuộn trào ra. Hiển nhiên, Triệu Bân tìm đúng phương pháp rồi. Hắn cũng xác định rằng biển sương mù này có linh, chiêu lôi thần nộ của hắn e là khiến vụ linh rất khó chịu. Thả ta ra ngoài. Triệu Bân quát thêm lần nữa, vẫn là lôi thần nộ bá thiên tuyệt địa, sóng âm cực mạnh. Biển sương mù không bình tĩnh nữa, khói sương lảng vảng tập trung lại thành từng đợt sóng cuộn trào. Sợ rồi. Biển sương mù sợ rồi. Không đợi Triệu Bân gào lên lần thứ ba, biển sương mù đã mở ra một con đường, ngụ ý rõ ràng, bên ngoài mát mẻ đấy. Triệu Bân lười so đo, rảo bước ra ngoài. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong đâu, đợi hắn thu xếp xong chuyện khác sẽ quay về tìm biển sương mù nói chuyện, đúng hơn là tìm linh của biển sương mù nói chuyện. Nhốt lão tử hơn tháng trời, sao ngươi giỏi thế hả? Phen này không có trở ngại. Cho dù không cần bảo liên đăng mở đường, hắn vẫn trở ra suôn sẻ. Ra khỏi biển sương mù, đập vào mắt là một khu rừng, chắc chắn không phải Nam vực, mà hắn cũng chưa từng đến bao giờ. Soạt! Đợi khi hắn nhìn lại biển sương mù, nó đã mất hút rồi. Gì đây? Thứ gì đây? Không lâu sau, vẫn còn nghe thấy một loạt những tiếng hô to gọi nhỏ. Chắc hẳn biển sương mù đi vội quá nên có người bị cuốn vào trong, lúc này đang chửi thề bên trong biển sương mù. Ở bên này, Triệu Bân trèo lên một đỉnh núi, cầm bản đồ nhìn ngó khắp nơi. Nhìn xong, hắn không khỏi nhớn mày. Nếu hắn không nhầm thì nơi này là lãnh thổ của Vương Triều Đại Nguyên. Sao lại chạy tới Vương Triều Đại Nguyên? Triệu Bân lầm bầm, chạy về một phía. Trên bản đề đánh dấu rằng cách đá mấy chục dặm có một tòa thành cổ bên trong chắc hẳn có thám tử của ma gia, bây giờ gấp gáp, hắn phải tìm người hỏi thăm tình hình, ví dụ như quân viễn chính đại hạ, ví dụ như cường giả thị tộc. Lộ trình mấy chục dặm chỉ chớp mắt đã đến nơi. Nửa đêm, trong thành im lặng như tờ, chỉ có vài con ma men lảo đảo trên đường. Triệu Bân mặc đồ đen, vừa đi vừa xem xét. Đi hết quá nửa thành cổ, hắn mới rẽ vào một quán trà. Vừa tiến vào đã nghe thấy tiếng ngáy, hắn rất tự giác, dùng thuật xuyên tường đi vào một căn phòng, có thể thấy một lão già gầy gò đang nằm giang chân giang tay trên giường, nằm mơ rất đẹp, ngủ rất say. Tỉnh dậy. Triệu Bân gọi một tiếng, tìm đại một cái ghế để ngồi xuống. Lão gầy giật mình tỉnh giấc, ban đầu sững sờ, sau đó mới nhảy dựng lên. Phản ứng của lão ta cũng không chậm, quơ lấy vũ khí, nhìn chằm chằm vào Triệu Bân. Ngươi là ai? Trông ngươi ngủ say như chết, bị người ta khuân đi cũng không biết, Triệu Bân lộ ra dung mạo thật. Thấy vậy, lão gầy lại sững người, tưởng mình nhìn nhầm, ngươi. Thánh, thánh tử. Là ta. Ngươi vẫn còn sống. Trông ta yểu mệnh thế à? Tình báo sai sót sao, lão gầy gãi đầu gãi tai, mặt mũi mờ mịt, đồng thời cũng rất chấn động. Quả thực không nghĩ nổi đêm hôm đó Triệu Bân làm cách nào để sống sót. Đáng lẽ đó phải là cửa tử mới đúng.
Đến cả lão tổ Thương Khung cũng tin vậy, huống hồ là lão ta. Có tin tức của Quân Viễn Trinh đại hạ không? Triệu Bân hỏi. Lão gầy nghe xong không khỏi nhướng mày, vô thức đánh giá Triệu Bân từ trên xuống dưới. Vị này mới chạy ra từ hang hốc nào sao? Vương Triều đang có hỗn chiến, vậy mà Triệu Bân không hề hay biết. Có tin tức của Quân Viễn Trinh không? Triệu Bân lại hỏi. Lão gầy bình tĩnh lại rồi vội đáp, trừ đại hạ Long Phi và Thánh Tử thì hầu hết đều đã về đại hạ, nếu ta đoán không sai thì giờ chắc họ đang huyết chiến ở biên quan. Huyết chiến tại biên quan, Triệu Bân nghe xong thì nhíu mày, có chiến tranh à? Đâu chỉ thế, còn là đại chiến xưa nay chưa từng có nữa kìa. Lão gầy hít sâu một hơi, vì Thánh Tử táng thân ở Nam Vực nên tám vương triều bắt tay nhau tấn công đại hạ. Đông Hải và các tộc Nam Vực cũng tham dự. Tám biên quan thì đầu hàng hết năm rồi, nửa Giang San đã mất, tử thương vô số. Thành Thiên Thu của ta thì sao? Lão Tổ Thương Khung dẫn đội đến Nam Vực quấy rối rồi. Đa tạ. Triệu Bân nói rồi xoay người biến mất tăm. Sau lưng hắn, lão gầy cũng không nhàn rỗi, bò lên giường nhưng lại không ngủ tiếp mà lo tìm kiếm. Lão ta tìm một loại bùa truyền tin, phải truyền tin tức Triệu Bân cho mấy người lão tổ. Còn phải tung tin này ra ngoài. Các nước e ngại Triệu Bân cỡ nào, lão ta biết hết, dù đối phương không tin, không chịu rút quân thì chắc cũng sẽ có chút kiêng kỵ. Bên này, Triệu Bân đã ra khỏi thành cổ. Sắc mặt hắn khá khó coi, bị nhốt trong biển sương mù một tháng, bên ngoài lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Khói lửa chiến tranh lớn chưa từng có, nửa Giang Sơn đã mất, từ đó hắn có thể tưởng tượng ra được chiến sự thảm thiết cỡ nào. Đoàng! Chạy nhanh được mấy chục trượng, Triệu Bân đột ngột ngừng lại, trở tay lấy ra bản đồ. Sau khi xem xét, hai mắt hắn phóng ra tia sáng, so với Đại Hạ và Nam Vực, nơi này cách Đại Nguyên gần hơn. Có nên thừa dịp binh lực Đại Nguyên thiếu thốn mà quét sạch nhà chúng không? Chuyện này cũng khả thi đó chứ, còn thuận tiện, sách Hoàng đế Đại Nguyên dạo một vòng luôn. Muốn bắt người thì tóm ngựa trước, bắt giặc phải tóm vua trước. Cách này có vẻ hữu hiệu hơn là gấp rút vượt ngàn dặm xa xôi về tiếp ứng cho đại hạ. Nghĩ thế, hắn quẹo nhanh ở khúc cua, quay lại Đại Nguyên. Lọc cọc, đi ngang qua một dãy núi, hắn ra Đại Bằng. Đại Bằng dương cánh bay cao như tia sáng màu vàng vắt ngang bầu trời. Thân là thú thông linh, chủ nhân vượt qua kiếp thần thú, nó cũng được lợi không ít, tuy chưa tới mức niết bàn nhưng cũng trải qua một lần biến đổi to lớn. Tính theo tu vi. Nó đã là chuẩn thiên đỉnh cao, thời gian thông linh đã kéo dài rất nhiều, tốc độ bay đã nhanh như tia chớp. Nguyệt thần cũng bớt chút thời giờ ngó Đại Bằng một cái. Chờ xem, đợi Triệu Bân thăng cấp lên thiên võ thì náo nhiệt lắm nè, Đại Bằng khôi phục ký ức, chắc nó sẽ chiến với Triệu Bân một trận. Đường đường là Đại Bằng cánh vàng mà lại làm thú thông linh cho một tên võ tu, mất hết thể diện, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó còn phải cảm tạ Triệu Bân vì đã giúp mình niết bàn đấy. Vẫn là Nam Vực. Mấy người Thương Khung tụ lại, vây quanh bản đồ xem xét một chút. Gây chuyện là chuyên ngành của họ nên họ đang thương lượng mục tiêu tiếp theo. Một tháng này, không biết họ đã đánh bao nhiêu thế lực nhưng với đa số các thế lực siêu cấp như các gia tộc Hòa Long, công tên ra thì vẫn chưa đụng, chẳng phải vì. Cao thủ không đủ nhiều mà là vì phòng thủ của đối phương quá mạnh, đều có kết giới cấp tiên bảo vệ muốn thì cũng không thể đánh vào nhưng mà. Qua việc họ quấy rối. Mấy thế lực siêu cấp này cùng khá lo lắng. Mấy người Thương Khung đã để lại một câu có thị trấn trong nhà luôn đi ai ra là giết kế đó, cùng và chiến lược này mà nhiều gia tộc không dám ra khỏi cửa, sản nghiệp bên ngoài đều bị xử hết rồi. Đang nghiên cứu thì họ thấy bùa truyền tin. Đại trưởng lão Ma gia nhận lấy, giải cấm chế. Khi đọc nội dung xong, ông ta ngẩn người hồi lâu không có phản ứng. Triệu Bân, còn sống sao? Cũng là tin này. Nó đã truyền khắp Đại Hạ và các quốc gia, Đông Hải, Nam Vực trong 2-3 ngày. Lão gầy cũng rất chuyên nghiệp, lão ta giải tin khắp thiên hạ, càng nhiều người biết càng tốt. Nói thật, thấy hai chữ cơ ngân xong, nhiều người sợ tới mức muốn tè ra quần luôn. Tên của Thánh Tử Thiên Tông là cơn ác mộng đối với rất nhiều người. Hắn còn sống sao? Đại Hạ bị đánh sợ nên gieo rắc tin đồn đánh lừa dư luận à? Nửa Giang Sơn mất rồi. Tung tin cơ ngân còn sống cũng khó vãn hồi thế cục. Rất nhiều người bàn tán, cũng như thường ngày, vẫn là cảnh tượng kia, nơi người tụ tập thì rất náo nhiệt, có người tin, có kẻ nghi ngờ nhưng. Kẻ không tin lại là đa số. Thành Thiên Thu thì tin đó,
Triệu Bân nhất định là còn sống. Đại hạ cũng tin, bởi cái tên Cơ Ngân đã châm lên chiến ý hừng hực cho đại hạ. Chính họ cũng không biết vì sao khi nghe tin này, mình lại cảm thấy an tâm vô cùng, cũng coi như là nhìn thấy tia sáng trong đêm đen, sáng lóa chói mắt, họ tin chắc Thánh Tử Thiên Tông có thể ngăn cơn sóng dữ này. Theo lời của Nguyệt Thần, đó là niềm tin. Uy danh ai kia quá lớn, một đường tạo ra rất nhiều truyền thuyết, thần thoại khiến người ta không nhận ra rằng chỉ cần hắn còn sống là có thể giải quyết được tình hình, niềm tin này. Mạnh hơn tín ngưỡng của nhà Phật nhiều lắm. Đừng tin lời đồn, đại hạ đang mê hoặc chúng ta thôi. Thống soái các thế lực, vương triều đều gào thét vang dội. Dù làm thế cũng không thể trấn áp được sự hãi hùng trong lòng binh lính. Đúng như lão gầy đoán, một khi tin tức truyền ra thì sẽ có hiệu quả không tưởng, liên minh các vương triều lớn không rút quân nhưng đúng là đã kiêng dè, ít nhất thì trong thời điểm quan trọng này, tin tức đã ảnh hưởng to lớn tới sĩ khí. Chiến! Tướng sĩ đại hạ hét lên, tiếng thét đến từ linh hồn. Trong cả nước, sĩ khí dâng cao, họ bùng nổ sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, mạnh cỡ nào. Mạnh tới mức biên giới mất đi trong những ngày vừa rồi đang được họ chiến đấu giành lại từng chút một. Chậc chậc chậc. Đứng trên cao nhìn thấy cảnh này thì ai cũng tặc lưỡi cảm thán. Không cần biết Cơ Ngân còn sống hay không, cái tên Thánh Tử Thiên Tông đúng là dùng tốt. Hiện giờ liên minh các nước liên tục bại lui, đó đã là ví dụ tốt nhất. Nhưng nói lại thì thân là quần chúng hồng truyện, họ vẫn mong Cơ Ngân còn sống. Hắn sống thì thiên hạ náo nhiệt lắm, mấy ngày qua Long Triều đại hạ bị dập quả thảm, cần có người đứng ra trấn áp tình thể, nhưng liệu Thánh Tử Thiên Tông có xoay chuyển được tình thể không? Đến giờ phút này, không biết tên kia đã chạy tới đâu để bung lụa rồi. Từ khi bắt đầu đại chiến cho đến nay vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn đâu. Nói không chừng hắn còn đang ẩn thân ở một góc nào đó chờ giông tố nổi lên, thiên lôi giáng xuống. Có mấy lão già tỏ ra tiên phong đạo cốt, vừa vuốt râu vừa âm trầm nói. Lời này nghe rất hợp lý, không có lôi điện thì cho dù hắn có thể tiêu diệt cường giả thiên võ cũng không thể đánh lại thiên quân vạn mã, nhưng nếu có thiên lôi trợ uy thì thiên quân vạn mã cũng không địch lại hắn. Quác! Tiếng kêu của đại bằng vang vọng tứ phương. Sĩ khí quân đại hạ dâng lên ngút trời, trong khi Triệu Bân vẫn đang lao thẳng về đế đô đại nguyên. Cuối cùng hắn đã có thể nhìn thấy một tòa thành cổ nguy nga. Đó chính là đế đô đại nguyên, cũng giống như đế đô đại hạ. Trông nó giống như một thương long cố thủ, uy hiếp tứ phương, chấn động bát hoang, cho dù đang ở rất xa cũng có thể cảm nhận được khí ẩn đáng sợ có thể làm suy yếu khí thế của hắn. Cẩn thận ngẫm lại thì cũng chẳng có gì lạ. Phải biết rằng đế đô là nơi ẩn giấu long mạch. Cái gọi là long mạch cũng không phải là long mạch thật sự, mà có hàm ý liên quan đến vận mệnh của quốc gia. Tuy chuyện này nghe rất mơ hồ nhưng cũng có một số đạo lý riêng của nó. Đi đến một nơi hắn mới từ trên bầu trời bước xuống. Đế đô nào cũng cấm bay. Hắn khoác hắc bào, dán bùa che lấp toàn thân, không để lộ một chút sơ hở nào. Trong lúc này hắn còn ngẩng đầu lên nhìn trời. Hắn xem qua tinh tượng, hôm nay không có giông tố. Vậy thì thật đáng tiếc, nếu như trời nổi giông bão và thiên lôi giáng xuống thì mọi chuyện liền trở nên đơn giản, hắn liền có thể san bằng cả đế đô đại nguyên. Một lúc sau hắn lại nhìn sang hướng khác. Cách đế đô đại nguyên không xa có một ngọn núi, trên núi có sương mù lượn lờ, linh khí nồng đậm, trông ngọn núi này nguy nga không kém đế đô, giống như một con rồng khác đang cố thủ. Đó là nơi hộ long tông của đại nguyên đặt tông môn, địa vị của tông môn này đối với đại nguyên cũng giống như địa vị của thiên tông đối với đại hạ, chính là môn phái sinh ra với mục đích bảo vệ vương triều đại nguyên, cao thủ nhiều như mây. Nếu như có thể náo loạn đế đô đại nguyên thì hắn cũng không ngại đại náo cả hộ long tông. Trong lúc đang suy nghĩ thì hắn đã đi tới phía trước cổng thành đế đô đại nguyên. Ngẩng đầu nhìn có thể thấy cổng thành cao vài chục trượng mà tường thành cũng vô cùng cao, trông vô cùng nguy nga hùng vĩ. Hắn chỉ tựa như cóc nhái khi đứng dưới chân thành, trên tường thành có rất nhiều cấm chế, lực phòng ngự rất mạnh, hắn đoán có lẽ ngay cả xe nỏ cũng không đủ mạnh để phá thành. Nơi này không khác so với đế đô đại hạ. Sau khi ngừng quan sát hắn mới chậm rãi bước vào. Không hổ là đế đô đại nguyên, tuy là ban đêm nhưng cũng hết sức phồn hoa náo nhiệt, những tiếng giao hàng vang lên không dứt, dòng người đông đúc vội vã bước trên đường phố, phần lớn đều mặc tơ lụa đắt tiền, 8-9 phần đều là đệ tử thế gia. Đại hạ xảy ra chiến loạn mấy ngày liền, ở nơi này lại ca múa mừng cảnh thái bình. Sự tương phản hiện lên rất mãnh liệt.
Nghe nói Đại Nguyên ta lại công phá thêm được một tòa thành của Đại Hạ. Quân đội Đại Nguyên uy vũ, đánh đâu thắng đó, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Không bao lâu nữa quân ta chắc chắn sẽ có thể đánh tới đế đô Đại Hạ. Nhưng ta còn nghe nói Cơ Ngân vẫn còn sống hả? Chuyện nhảm nhí như vậy mà ngươi cũng tin hay sao? Là do Đại Hạ tung hỏa mù thôi. Phố xá quả thật rất náo nhiệt, chỗ nào cũng có bóng người tụ tập bàn tán. Thánh tử Thiên Tông quả thật rất nổi tiếng, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy người ta bàn tán về hắn, chẳng qua khi người ở đây nhắc đến cái tên này thì đều tràn ngập hận thù, bởi vì hắn là kẻ thù của đất nước này. Đây cũng là chuyện bình thường. Triệu Bân không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đi qua. Hắn giống như một du khách vừa đi vừa ngắm nhìn khắp nơi. Đều là đế đô nhưng đế đô Đại Nguyên cùng đế đô Đại Hạ vẫn có chút khác nhau, mặc dù có rất nhiều cấm chế cấp tiên nhưng phần lớn đều không hoàn chỉnh. Sát trận thì tất nhiên là không ít. Cũng chẳng sao, hắn đã hóa ra rất nhiều phân thân, các phân thân ẩn thân ở chỗ tối để chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể thi triển thuật triệu hoán ngược, muốn làm nên việc lớn thì luôn phải lưu lại cho mình một đường lui. Có đại địa linh mạch không? Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong lòng, âm thầm sử dụng đại địa linh chú. Trên đường đi cũng không quên cảm nhận, bên dưới đế đô Đại Hạ có đại địa linh mạch, thì chắc bên dưới đế đô Đại Nguyên cũng có. Nhìn xung quanh, hai mắt hắn sáng lên. Bên dưới đế đô Đại Nguyên tuy không có đại địa linh mạch nhưng lại có một linh chỉ bán kính mấy vạn trượng. Cũng không đúng, phải nói là tiên chỉ mới đúng. Hắn có thể cảm nhận được tiên khí, bên trong còn dâng trào tinh khí, mây mù lộng lẫy đủ màu bay lượn. Tuy nhiên, tất cả đều đã bị phong ấn. Bởi vào phong ấn cho nên hắn ta mới không thể cảm nhận được rõ ràng hơn dấu điểm cẩn thận như vậy thì nhất định là vật bất phàm. Sau đó hắn lại dùng đại địa linh chủ cảm nhận, lấy thân mình làm trung tâm đầy cảm chi lực ra tứ phương, xung quanh hắn có không ít khí tức cường đại nhưng cũng không quá nhiều như tưởng tượng. Đúng như hắn dự đoán, binh lực Đại Nguyên ở đây không có được bao nhiêu, hầu hết cường giả đều đã kéo vào Đại Hạ tác loạn. Ngẫm lại thì cũng đúng. Hắn đã từng tàn sát trăm vạn đại quân Đại Nguyên, khiến cho quân Đại Nguyên thương vong cực kỳ thảm trọng, lần này bọn chúng kéo quân công phạt Đại Hạ chắc chắn đều mang theo tâm lý điên cuồng, ngay cả cường giả trấn thủ đế đô cũng đã bị điều đi không ít. Hắn chưa ngửi được khí tức của cường giả thiên võ nhưng cũng không có nghĩa là không có. Nếu như cường giả thiên võ cố tình che giấu thì hắn cũng rất khó cảm nhận ra. Hửm! Trên đường đi hắn lại gặp một bóng dáng quen thuộc. Đó chính là một lão oan gia của hắn, thiếu chủ tộc ám dạ, Hoa Đô. Sao hắn ta lại ở đây? Triệu Bân nhíu mày, Hoa Đô không chỉ là thiếu chủ tộc ám dạ mà còn là đệ tử Thiên Tông. Bây giờ khói lửa chiến tranh đang nổi lên trên khắp Đại Hạ, một đệ tử Thiên Tông lại đang dạo chơi ở đế đô Đại Nguyên, điều này khiến cho hắn rất bất ngờ. Bên cạnh Hoa Đô còn có vài đệ tử trẻ tuổi đều là người Đại Nguyên, vừa đi vừa nói cười với hắn ta. Được rồi. Triệu Bân đã hiểu. Nếu như hắn đoán không sai thì tộc ám giả đã phản quốc, phản Đại Hạ theo Đại Nguyên. Như vậy thì cũng chẳng lạ gì khi Hoa Đô ở đây vào lúc này. Tộc ám giả đúng là nham hiểm, rất biết chọn thời điểm để phản quốc. Hửm! Khi đi ngang qua Triệu Bân, trong chớp mắt Hoa Đô còn ngoái đầu nhìn lại. Không biết vì sao bóng dáng của kẻ áo đen này có chút quen thuộc, giống như hắn ta đã từng gặp qua ở đâu rồi. Khi hắn ta nhìn lại thì Triệu Bân đã biến mất vào đám đông. Thời gian rất eo hẹp, Triệu Bân cũng không có thời gian để ý tới hắn ta. Trên đường đi hắn lại gặp không ít người quen, trong số đó còn có Nghiêm Khang, thiếu chủ tộc Huyết Ưng, cũng là một đệ tử Thiên Tông. Hắn cũng chẳng ngạc nhiên một chút nào. Bên trong Đại Hạ có rất nhiều gia tộc lánh đời muốn tạo phản, tộc ám giả cùng tộc Huyết Ưng cũng chỉ là hai trong số phần đông gia tộc lánh đời đó. Chuyện này đối với Triều Long Đại Hạ mà nói đúng là họa vô đơn chí. Triệu Bân dừng chân trên một cây cầu. Đứng tại đây có thể nhìn thấy vẽ Hoàng Cung Đại Nguyên dưới ánh trăng, hắn đi vòng quanh mấy lần đến quan sát. Hoàng Cung cảnh giới về cùng nghiêm ngặt, muốn tiến vào Hoàng Cung thì chỉ có thể đi qua cổng cung. Với chiến lực hiện tại của hắn hoàn toàn có thể đánh thẳng vào tẩm cung của Hoàng đế, nhưng vấn đề là hắn không biết Hoàng đế Đại Nguyên có ở trong tẩm cung hay không. Mà cho dù có thì đợi hắn đánh tới hoàng đế cũng đã trốn đi chỗ khác. Như vậy thì hắn chỉ có thể hành động âm thầm. Hắn vẫn khoác hắc bào, thản nhiên đi về phía cổng cung. Dừng lại. Hắn vừa đến gần thì đã nghe thấy lính trấn thủ cổng cung quát lớn.
Lính trấn thủ cổng cùng là một người đàn ông cường tráng vạm vỡ cảnh giới địa tạng, thân mặc áo giáp, thắt lưng dắt kiếm, khuôn mặt hung thần ác sát. Triệu Bân không nói lời nào, chỉ tiếp tục thản nhiên bước lên. Người đàn ông vạm vỡ còn chưa kịp quát lớn lần nữa thì đã bị trúng ảo thuật thiên nhãn của hắn. Ảo thuật thiên nhãn có thể vô dụng với cường giả thiên võ nhưng đối với cảnh giới địa tạng thì chắc chắn có tác dụng. Hắn đang dùng ảo thuật thiên nhãn để khống chế tâm trí đối phương. Hóa ra là tiền bối, mời vào, người đàn ông vạm vỡ đon đả nói rồi giơ tay ra mời. Kỹ năng diễn xuất của Triệu công tử vẫn rất tuyệt vời, hắn thực sự đã làm được, nắt đầu chắp tay sau lưng trông giống hệt như một tiền bối, khi đi lộ ra uy áp, vào những giờ phút quan trọng cũng cần phải thể hiện một chút thực lực. Ngay cả người đàn ông vạm vỡ chỉ huy đội lính trấn thủ cổng cung cũng phải tỏ ra kính nể hắn thì những thị vệ khác cũng không dám ngăn cản. Kết quả là Thánh tử Thiên Tông đã bước vào Hoàng cung Đại Nguyên một cách dễ dàng đến đáng kinh ngạc. Bên trong Hoàng cung vẫn được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, có rất nhiều đội thị vệ dắt theo đao kiếm thay phiên tuần tra. Để tránh phát sinh biến cố, Triệu Bân đã dẫn người đàn ông vạm vỡ tới một chỗ vắng người rồi đánh ngất hắn ta. Hắn dùng thuật soát hồn để khai thác trí nhớ của người đàn ông vạm vỡ. Vẫn là cách này thực tế nhất. Tẩm cung của Hoàng đế ở đâu, Hoàng đế có bao nhiêu thê thiếp, bộ dáng của họ trông như thế nào. Chỉ cần soát hồn một chút là hắn đều có thể thấy rõ. Người đàn ông vạm vỡ ngất xỉu. Bởi vì bị soát hồn cho nên thất khiếu của hắn ta cũng chảy máu. Triệu Bân liền tự giác đào hố mai táng hắn ta. Nguyên không, ta đến đây. Triệu Bân kiềm chế khí tức, biến mất vào bóng tối như một bóng ma. Cảm chi lực của hắn vẫn rất siêu việt, đã tránh khỏi các đội thị vệ tuần tra và các cấm chế ở khắp mọi nơi. Đường hắn đi vô cùng thuận lợi, cho dù binh lính có dày đặc thì cũng chẳng có ai phát hiện ra hắn. Đôi khi có kẻ phát hiện thì hắn cũng đã ngay lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Nguyệt thần thấy vậy thì không khỏi tấm tắc. Một võ tu cảnh giới chuẩn thiên nho nhỏ mà dám nhảy vào hoàng cung của một vương triều lớn, trong lịch sử thì đồ nhi của cô ta hẳn là người đầu tiên, cho dù là Hồng Uyên thì cũng không dám làm như vậy, một khi bị phát hiện thì chắc chắn sẽ mất mạng. Cho dù là thiên hạ đệ nhất thì cũng không thể chịu nổi cường giả nhiều như mây ở đế đô. Chính là chỗ này. Triệu Bân dừng chân phía trước một tẩm cung. Hắn đang ẩn thân trong bóng tối, không có ai để ý đến hắn. Nếu như trí nhớ của người đàn ông vạm vỡ là đúng thì đây chính là tẩm cung của Hoàng đế Đại Nguyên, nếu như Hoàng đế Đại Nguyên không có thói quen nửa đêm ra ngoài tản bộ thì nhất định đang ở đây. Đã là tẩm cung của Hoàng đế thì chắc chắn phải có rất nhiều thủ vệ. Ngoài thủ vệ ở mặt ngoài vẫn còn có rất nhiều thủ vệ ẩn thân trong bóng tối cùng rất nhiều cơ quan ẩn xung quanh. Nếu như không cẩn thận thì chắc chắn sẽ bị dính bẫy. Nếu như không cẩn thận thì rất dễ kinh động tứ phương. Nhưng cũng chẳng sao. Cấm chế có sơ hở, phòng được xuyên tường nhưng không phòng được độn thổ. Nói chính xác hơn thì cấm chế ở đây không phòng được thuật độn thổ của hắn. Thuật độn thổ của Thuyệt Thần truyền dạy là thuật độn thổ chính tông, hắn đã ngộ đạo đến mức thuần thục, không phải là thứ mà thuật độn thổ hạng 2 có thể so sánh được. Sau khi vào tẩm cung, Triệu Bân đi thẳng vào một gian phòng. Hắn rất vui vì trong phòng có người, hơn nữa còn là một nam một nữ. Nếu sở liệu không kém, nếu như hắn đoán không sai thì đó hẳn là Hoàng đế Đại Nguyên cùng với phi tử. Mấy người này đúng là quá nhiệt huyết, hơn nửa đêm còn chưa chịu nghỉ ngơi. Hắn ghé vào chân tường lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng nữ nhân rên rỉ cùng tiếng thở hổn hển của nam nhân. Lại còn có phúc lợi này. Triệu Bân lẩm bẩm nói, xem ra chuyến đi này cũng không vô ích. Hắn lại mở thiên nhãn. Nhìn lén xuyên qua tường thì liền thấy một nam một nữ trần như nhộng đang ở trên giường điên loan đảo phượng, cảnh tượng hết sức tươi mát thoát tục. Nhưng cảnh tượng này lại khiến cho hắn ngạc nhiên. Vì sao hắn lại ngạc nhiên? Bởi vì nữ nhân trong đó đúng là phi tử của hoàng đế nhưng nam nhân lại không phải là hoàng đế. Chính xác mà nói thì đó là hoàng tử thứ 7 của Đại Nguyên, Nguyên Nhung. Chuyện này, Triệu Bân giật giật khóe miệng, có phải là do hắn quá cổ hủ hay không? Người Đại Nguyên cởi mở đến vậy sao? Chuyện này không chỉ là chuyện gây rối loạn bối phận mà còn là loạn luân đích thực. Yêu đương vụng trộm, Triệu Bân sờ sờ cằm. Đúng vậy, chắc chắn là yêu đương vụng trộm. Hoàng tử thứ 7 của Vương Triều Đại Nguyên đúng là quá can đảm, không ngờ lại dám chạy vào tẩm cung của ông già nhà mình yêu đương vụng trộm với phi tử của ông ta, hắn ta không sợ bị bắt quả tang sao?
lúc này hắn rất muốn hô hoán lên cho cả hoàng cung được một phen náo nhiệt. Nhưng ngẫm lại thì hắn vẫn bỏ qua chuyện này. Hắn đến đây để làm chuyện lớn, không phải là để xem náo nhiệt, hắn không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương vụng trộm này, hắn cũng không có hứng thú với hoàng tử thứ bảy của Đại Nguyên. Người mà hắn cần là hoàng đế Đại Nguyên. Nghĩ đến đây, hắn liền cầm mê hương cao cấp thổi vào trong phòng. Ngay lập tức hai người còn đang mây mưa trong phòng liền rơi vào mê man nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Vèo. Triệu Bân chui vào phòng như một bóng ma, nhanh chóng đi tới bên giường. Hắn lại thi dùng soát hồn với hoàng tử thứ bảy của Đại Nguyên, muốn biết hoàng đế Đại Nguyên đang ở đâu thì hỏi cái tên này là thích hợp nhất. Trong khi soát hồn hắn còn không quên liếc mắt nhìn phi tử kia. Dáng vẻ rất tươi ngon mọng nước, trời xinh đẹp hơn hoa, ngay cả lúc ngủ mà vẫn quyến rũ đến như vậy. Ở điện Kim Loan, sau khi soát hồn xong, Triệu Bân lẩm bẩm nói. Đây là những gì mà hắn khai thác được trong đầu của Nguyên Nhung, nguyên nhân chính là vì như thế cho nên hắn mới cảm thấy rất khâm phục sự dũng cảm của tên nhóc này, thừa dịp ông già đi họp lại dám chạy đến đây yêu đương vụng trộm với phi tử của ông ta, thật sự quá kích thích. Không cần nghĩ cũng biết cuộc họp của Hoàng đế Đại Nguyên tại Điện Kim Loan chắc chắn là về vấn đề đại hạ. Ta chờ ông. Triệu Bân lấy ra một bầu rượu, vừa uống rượu vừa đi loanh quanh trong tẩm cung. Để đề phòng xảy ra biến cố, hắn đi tới đâu cũng sẽ dán thêm ở chỗ đó mấy lá bùa che lấp. Tẩm cung của Hoàng đế chắc chắn có rất nhiều bảo bối, ngay cả những đồ trang trí đơn giản như bình hoa cũng đều không phải là vật tầm thường. Vào được đây không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên phàm là những thứ có thể lấy được thì Triệu Bân tuyệt đối không để lại. Sau khi càn quét qua một lần thì toàn bộ tẩm cung hoàng đế đều đã bị hắn cướp sạch. Nếu như hắn càn quét thêm lần nữa thì chắc cũng chỉ còn có thể lấy được gạch ngói. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài tẩm cung đã truyền đến âm thanh sột soạt, đại địa lệnh chủ của Triệu Bân đã tràn ra khắp nơi cho nên hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả động tình. Kẻ vừa tới là một người đàn ông trung niên, dáng người cường tráng. Tóc đen như thác để từng hành động đều tẻ ra uy nghiêm vô cùng, quanh thân còn có long khi gắn liền với vận mệnh quốc gia, điểm này cũng giống như long chiến, chính là thứ độc nhất vô nhị. Rõ ràng, đây là hoàng đế của Đại Nguyên, Nguyên không? Triệu Bân cười lạnh một tiếng, trốn trong bóng tối lấy ra một cây gậy sắt. Hắn rất chuyên nghiệp trong việc dùng gậy sắt gõ đầu hoàng đế. Két! Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, Nguyên không như gió bước vào. Trong chớp mắt, ông ta liền sững sờ, tự hỏi bảo bối trong tẩm cung của mình đâu mất hết cả rồi. Bình hoa ngọc lục bảo của chấm đâu? Hướng thiên linh châu của chấm đâu? Ghế rồng truyền quốc của chấm đâu? Chuyện này cũng chưa tính là gì. Đặc sắc hơn chính là cảnh tượng trên giường, vừa hỗn loạn vừa mát mẻ, kia chẳng phải là phi tử của ông ta sao? Kia chẳng phải là hoàng tử của ông ta sao? Hai người bọn chúng đang ở đây yêu đương vụng trộm sao? Két! Nhưng ông ta còn chưa kịp nổi trận lôi đình thì cửa phòng đã bất chợt đóng lại. Nguyên không đột nhiên cảm thấy một làn gió lạnh lướt qua sau lưng cho nên liền quay đầu lại. Ngay khi ông ta vừa quay đầu lại thì đã thấy một cây gậy sắt đập thẳng vào trán mình. Tiếng gậy sắt đập vào đầu nghe rất vui tai. Điều khiến cho Triệu Bân phải nhướng mày ngạc nhiên chính là rõ ràng gậy sắt của hắn đã đánh trúng đầu Nguyên không, nhưng ông ta lại không ngã xuống mà trong chớp mắt lại phi thân thoát ra. Nhưng dù sao ông ta cũng đã bị đánh trúng một gậy cho nên vẫn không thể đứng vững, suýt nữa đã ngã xuống. Bởi vậy có thể thấy được lão già này còn chịu đòn giỏi hơn long chiến. Ai? Nguyên không quát lớn. Tuy nhiên khắp phòng lúc này đều đã được dán bùa che lấp cho nên ông ta có quát lớn thế nào thì bên ngoài cũng không thể nghe thấy. Tiền bối, nghe nói ông rất muốn bắt được ta. Triệu Bân chống gậy đứng lên, để lộ ra khuôn mặt thật. Ngươi, Cơ Ngân. Nhìn thấy Triệu Bân, Hoàng đế Đại Nguyên bất giác lùi lại một bước, hai mắt trợn ngược, đồng tử co rút nhanh. Ông ta hết sức hoảng sợ, khó có thể tin được chuyện trước mắt. Kẻ này đúng là Cơ Ngân, Thánh tử Thiên Tông Đại Hạ. Khuôn mặt này từ lâu đã khắc sâu vào tâm trí của ông ta, ám ảnh ông ta như một cơn ác mộng. Là ta, Triệu Bân cười nói. Nhưng nụ cười của hắn trong mắt Hoàng đế Đại Nguyên lại trông đặc biệt đáng sợ. Không thể nào. Điều này là không thể. Hoàng đế Đại Nguyên lại lui về phía sau, hai mắt hằn đầy những tơ máu. Cơ Ngân không phải đã chết ở Nam Vực rồi sao? Tại sao hắn vẫn còn sống? Không chỉ còn sống mà hắn còn dám lẻn vào đế đô Đại Nguyên của ông ta,
thậm chí còn dám lẻn vào tẩm cung của ông ta, chuyện này ngay cả đại hạ Hồng Uyên còn chưa dám làm, Cơ Ngân này can đảm đến vậy sao? Hơn nữa, làm sao hắn có thể vào được đây? Chẳng lẽ thủ vệ hoàng cung cùng với cấm chế xung quanh đều chỉ là vật bày trí thôi sao? Có thể hay không thì cũng đã vào rồi, Triệu Bân cầm gậy nở nụ cười gian ác nói với Hoàng đế Đại Nguyên, ta ngàn dặm xa xôi tới đây chính là muốn hỏi tiền bối vài câu, tiền bối có tiện đi cùng vãn bối một chuyến không? Đi đâu? Hoàng đế Đại Nguyên căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích bởi vì Cơ Ngân đã mở thiên nhãn khóa chặt ông ta rất sợ rằng nếu như mình manh động thì đầu của mình sẽ rơi xuống đất ngay lập tức. Tất nhiên là tới đại hạ rồi, Triệu Bân thản nhiên nói, hắn cũng không cần giấu giếm ý đồ muốn dùng miệng của Hoàng đế Đại Nguyên truyền mệnh lệnh rút quân. Cho dù ngươi có bắt được chấm thì cũng không thể thoát ra khỏi đế đô Đại Nguyên. Hoàng đế Đại Nguyên lạnh lùng nói nhưng trong lòng vẫn không khỏi khiếp sợ. Thế hệ này không thể tìm ra được một người thứ hai quyết đoán như Cơ Ngân, đại hạ đã rơi vào chiến loạn mấy ngày liền, quân địch đã tiến vào hơn nửa giang sơn, thân là thánh tử Thiên Tông, Cơ Ngân không ở chiến trường giết địch mà lại chạy thẳng tới đế đô Đại Nguyên của ông ta, chẳng lẽ đây chính là binh pháp bắt vua của kẻ thù để đánh bại kẻ thù trong truyền thuyết sao? Có thể ra ngoài hay không, còn phải dựa vào tiền bối ông, Triệu Bân cười nói. Đây là sự thật. Hoàng đế đã ra lệnh thì còn ai dám ngăn cản. Ông ta chính là lá bùa hộ mệnh lớn nhất của hắn. Có lẽ ta và ngươi có thể ngồi xuống thương lược, Hoàng đế Đại Nguyên đổ mồ hôi lạnh nói. Hửm, chỉ cần ngươi gia nhập Đại Nguyên ta thì sau này ngươi sẽ trở thành trưởng giáo hộ Long Tông, dưới một người trên vạn người. Vãn bối ở Triều Long Đại Hạ cũng được đãi ngộ như vậy, Triệu Bân cười nhạt nói. Lời này cũng không sai. Hẳn đã là thánh tử Thiên Tông thì tương lai chắc chắn cũng sẽ trở thành trưởng giáo Thiên Tông, Dương Huyền Tông đã đưa lệnh bài cho hắn, Linh Lung cũng đã đưa cho hắn lệnh bài thống soái quân ám ảnh, thậm chí lệnh bài của Long Chiến cũng đang nằm trong tay hắn. Nhìn chung, trong cả đại hạ thì ngoại trừ Long Chiến không ai có quyền lực lớn hơn hẳn. Chuyện này làm sao Hoàng đế Đại Nguyên có thể không hiểu được, Cơ Ngân không cần phải phản quốc chỉ vì một chức trưởng giáo hộ Long Tông như nhỏ. Nhưng đây đã là giới hạn của điều kiện mà ông ta có thể đưa ra. Cao hơn vị trí trưởng giáo hộ Long Tông thì chỉ còn vị trí hoàng đế của Vương Triều Đại Nguyên. Ông ta cũng không thể truyền ngôi cho Cơ Ngân. Cho nên mới nói chuyện này ngay từ đầu đã không thể thương lượng được, bởi vì địa vị của Cơ Ngân ở Triều Long Đại Hạ đã vô cùng cao, quyền lực cũng đã vô cùng lớn, một chức vị trưởng giáo hộ Long Tông tất nhiên là không đủ. Vãn bối còn nhiều việc bề bộn, chúng ta nên đi sớm thôi. Triệu Bân cầm gậy sắt từng bước bước lên phía trước. Hộ giá, Hoàng đế Đại Nguyên giống lên, ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, khắp phòng đều có dán bùa che lấp, đừng nói là ông ta gầm giống bình thường, cho dù ông ta có bị Triệu Bân thiến và giống lên như heo bị chọc tiết thì cũng không có ai nghe thấy. Triệu công tử làm việc vẫn hết sức chu toàn, dán bùa kín không chút kẽ hở. Chạy đi đâu? Triệu Bân nhanh chóng đuổi kịp ông ta. Lại giáng thêm một gậy vào đầu ông ta. Tiếng gậy đập vào đầu nghe vẫn rất phui tai. Thấy Hoàng đế Đại Nguyên chịu đòn giỏi cho nên hắn cũng đánh mạnh hơn trước rất nhiều. Hoàng đế Đại Nguyên bị đánh mạnh đến mức đầu óc ông ông, thân hình lảo đảo còn chưa kịp đứng vững thì đã bị Triệu Bân dùng sức chấn áp, chỉ trong chốc lát mà cả trăm lá bùa đã được dán vào người ông ta. Đó đều là bùa phong ấn có cấp bậc không hề thấp. Đường đường là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong mà bị đánh đến mức không thể động đậy. Hộ giá. Ngay cả khi đã bị phong ấn, Hoàng đế Đại Nguyên vẫn gầm giống. Triệu Bân thở dài một tiếng, Hoàng đế Đại Nguyên thật sự chịu đòn rất giỏi. Vì hắn muốn được thanh tịnh cho nên lại tiếp tục đánh một gậy vào đầu ông ta. Bang! Sau khi đánh thêm một gậy thì thế giới liền trở nên yên lặng. Không chậm trễ, Triệu Bân xách Nguyên không rời đi. Nguyên không đã bị bắt sống đưa về đại hạ là tốt rồi, không cần làm quá gây kinh động đến tứ phương, chỉ cần ông ta ra lệnh rút binh là được, sau đó hắn cũng sẽ đích thân bắt các phương triều khác phải hạ lệnh rút binh. Tại sao hắn lại chắc chắn như vậy? Hắn đã có thể bắt sống Hoàng đế Đại Nguyên thì cũng có thể bắt sống Hoàng đế của các phương triều khác. Tuy hắn đã phải lao lực để bắt sống Hoàng đế Đại Nguyên nhưng chuyện này có ý nghĩa rất lớn. Nếu như các phương triều khác còn cố chấp thì hắn cũng không ngại bắt hết hoàng đế của các phương triều khác. Về phần xử lý bọn họ như thế nào thì còn phải xem tâm tình của hắn, hoàng đế của các phương triều có thân phận đặc biệt, phải tính giá chuộc theo từng lạng thịt mới xứng đáng với địa vị tôn quý của các hoàng đế.
Két. Cửa phòng lại mở, Triệu Bân nghênh ngang bước ra. Ngay cả Hoàng đế Đại Nguyên cũng đã bị bắt sống, để xem còn ai đủ can đảm ngăn chặn hắn. Ngươi, cơ ngân. Các thủ vệ của tẩm cung nhìn thấy vậy thì liền biến sắc. Nét mặt của bọn họ chẳng khác gì nét mặt của Hoàng đế Đại Nguyên lúc nãy. Tránh ra, Triệu Bân lạnh lùng nói, bước đi không hề dừng lại. Tiếng quát của hắn rất có tác dụng, trong tai của đám thủ vệ thì lời này không khác gì thánh chỉ. Phải biết rằng trong tay hắn đang là Hoàng đế của Vương Triều Đại Nguyên. Hắn đã nắm được Hoàng đế trong tay thì làm gì có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn chúng thật sự rất khiếp sợ trước sự gan dạ của Triệu Bân. Bọn chúng cũng cảm thấy rất nghi hoặc, không phải Cơ Ngân đã chết ở Nam Vực rồi hay sao? Sao hắn vẫn còn sống? Xem ra những lời đồn đại mấy ngày nay ở bên ngoài đều là thật, không phải do Triều Long Đại hạ tung hỏa mù. Cơ Ngân thật sự vẫn còn sống, chỉ có quỷ mới biết được làm sao hắn có thể vào tận đây, Hoàng Cung được canh giữ rất nghiêm ngặt, lại còn bố trí rất nhiều cấm chế, thế mà hắn lại có thể tiến vào mà không một ai phát hiện. Ở Đế Đô Đại Nguyên. Ở Hoàng Cung Đại Nguyên. Hoàng đế Đại Nguyên đã bị bắt sống, thật sự không còn mặt mũi. Thủ vệ không dám ngăn cản, lại càng không dám tiến lên. Trên đường Triệu Bân đi không hề bị cản trở, hắn thoải mái bước ra khỏi tẩm cung của Hoàng đế Đại Nguyên. Tuy nhiên, khi vừa bước ra khỏi tẩm cung thì Triệu Bân liền cau mày, bởi vì bầu không khí bên ngoài có chút không đúng. Ở nơi Hoàng cung trọng địa mà hắn không nhìn thấy bất kỳ một thủ vệ nào. Trước đó khi hắn tiến vào trông thì hắn thấy có rất nhiều đội thủ vệ luân phiên đi tuần tra. Bây giờ nhìn lại thì ngay cả một thủ vệ cũng không có, hiển nhiên rằng đã bị ai đó cố tình điều đi. Cơ Ngân, ngươi thực sự rất can đảm. Hắn còn mày thật chặt vì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm đột nhiên vang lên. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy rất nhiều người mặc áo đen nhảy ra, một số đứng ở trên lầu các, mái hiên, một số đứng dưới thềm đá. Số lượng chừng hơn 1.000 người và đều là cường giả chuẩn thiên, 6 phần trong đó chính là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong, đội hình như thế này thì sợ là ngay cả Đại Hạ Hồng Uyên nhìn thấy cũng phải kiêng kỵ. Ngoài những kẻ này thì còn có rất nhiều thị vệ kéo tới. Suy đoán của hắn không sai, các thị vệ tuần tra trước đó đã bị điều đi nơi khác, bây giờ thì đều trang bị giáp chiến và vũ khí xông ra ngoài, sắp xếp theo một đội hình vuông vức, số lượng thị vệ vừa xông ra cũng phải hơn 1 vạn tu vẻ yếu nhất cùng là địa tạng. Đang vây chặt tầm cung của Hoàng đế ngay sau đó lại có tiếng ồn ào từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Không cần nhìn cũng biết còn có rất nhiều cường giả đang xông đến đây. Số lượng cường giả xông đến cực kỳ nhiều tạo nên khí thế tương liên khiến cho cả tầm cung cũng phải ông chấn động. Kiềm chế một chút đi, Hoàng đế của các ngươi đang ở trong tay ta. Triệu Bân liếc nhìn thấy cảnh này thì vẫn bình tĩnh. Hắn biết còn có không ít kẻ đang ẩn thân trong bóng tối luôn sẵn sàng ra đòn tuyệt sát nhưng hắn vẫn không chút sợ hãi, đối phương có thể ra đòn tuyệt sát với hắn không thì vẫn chưa chắc nhưng hắn thì chắc chắn có thể lấy mạng hoàng đế của đối phương ngay lập tức, nếu như không muốn hoàng đế chết thì bọn chúng nhất định sẽ không hành động lỗ mãng. Trẫm là hoàng đế Đại Nguyên, người ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn, người nghĩ mình muốn bắt trẫm là bắt được sao? Lời nói uy nghiêm lạnh lùng lại vang lên. Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên tóc đen như thác đổ có thân hình cường tráng đang đứng trên mái hiên của cung điện nhìn về hướng này, bên cạnh ông ta còn có rất nhiều thị vệ áo đen đều là cường giả chuẩn thiên. Triệu Bân thấy vậy thì giật mình. Bởi vì người đàn ông đang lên tiếng giống y hệt Nguyên Không. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy rất khó hiểu. Vương Triều Đại Nguyên rốt cuộc có bao nhiêu hoàng đế chứ? Chẳng lẽ Nguyên Không lại có huynh đệ sinh đôi? Nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi thì Hoàng đế Đại Nguyên mà hắn đang giữ trong tay đã biến thành một vũng máu. Huyết thai hộ thể. Triệu Bân cau mày thật chặt, trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Hắn cũng không xa lạ gì với huyết thai hộ thể, đây là bí pháp dùng máu huyết ở trong cơ thể nuôi dưỡng huyết thai, khi bị chúng chiêu tuyệt sát thì huyết thai sẽ tự động kích hoạt thay chân thân đỡ chiêu. Nhưng những huyết thai hộ thể mà hắn biết đều được nuôi trong cơ thể. Hoàng đế Đại Nguyên này quả thật cao thâm, còn có thể giữ huyết thai hộ thể bên ngoài cơ thể. Hắn đã tính sai rồi. Tính sai nghiêm trọng. Đối phương lấy giả đánh cháo, xoay hắn trong lòng bàn tay. Chuyện này thật mất mặt. Tốn thời gian chỉ để bắt được một hoàng đế giả. Lần này hắn bị rất nhiều cường giả chặn lại tại Hoàng cung Đại Nguyên. Cơ Ngân, hôm nay ngươi không thể trốn thoát.
tiếng hét lớn vang lên, rất nhiều cường giả đã xông tới. Cầm đầu đám cường giả là bốn thanh niên nhìn thoáng qua trông khá giống nhau. Không cần nói cùng biết đây đều là hoàng tử của Đại Nguyên, toàn thiên hạ đều biết Đại Nguyên có 8 vị hoàng tử nổi tiếng. Nhưng Thánh Tử Thiên Tông còn nổi tiếng hơn bạn chúng, bởi vì nhị hoàng tử Đại Nguyên Nguyên Anh, tam hoàng tử Đại Nguyên Nguyên Kinh, bát hoàng tử Đại Nguyên Nguyên Thương đều bị một tay Cơ Ngân tiêu diệt, còn có thất hoàng tử Đại Nguyên Nguyên Nhung đang yêu đương. Phụng trộm cùng đã bị hắn đánh ngất, giờ phút này vẫn còn đang nằm trên giường của hoàng đế Đại Nguyên. Còn bốn thanh niên trước mặt, tất nhiên là đại hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử Đại Nguyên. Lời đồn quả không sai, các hoàng tử Đại Nguyên đều là nhân tài, tất cả đều là cường giả chuẩn thiên. So sánh giữa hai vương triều, cùng là hoàng đế mà xét trên phương diện này Long Chiến kém vui hơn nhiều, ông ta chỉ có một vợ, cũng chỉ sinh một trai một gái. Long Phi là túc chủ cửu vĩ của đại hạ, Long Dương thì quanh năm trấn giữ biên quan. Nguyên không, đúng là chỉ có ông mới vậy, Triệu Bân ngó lơ tất cả mọi người, chỉ nhìn hoàng đế Đại Nguyên. Người có thể khiến chấm bội phục ở Long Triều đại hạ của ngươi chỉ có hai thôi, một là Hồng Nguyên, hai là Hồng Tước. Nguyên không điềm tĩnh lên tiếng, hôm nay có thêm một người nữa, là ngươi đấy Cơ Ngân. Có thể khiến hoàng đế Đại Nguyên bội phục, vãn bối rất vinh hạnh, Triệu Bân nói xong lôi ra một thanh huyết kiếm, đó là bội kiếm của lão đạo Tử Tuyệt. Còn về phía Long Uyên của hắn, chắc hẳn đã bị người của Nam Vực nhặt mất rồi. Cũng không sao, bất kể ai nhặt được, cho dù đối phương là cao thủ thiên võ, nếu không hao tốn vài ba tháng cũng khó lòng luyện hóa được kiếm Long Uyên của hắn. Đợi hắn bình ổn trận chiến này, hắn sẽ tìm kẻ đó tính toán một thể. Điều này tạm thời không quan trọng. Quan trọng là hắn bắt phải một hoàng đế giả. Muốn bắt hoàng đế thật, phải dùng biện pháp cứng rắn. Giết cho ta. Bất chấp sống chết. Hoàng đế Đại Nguyên hầm hừ, gia thánh chỉ giết Cơ Ngân. Mệnh lệnh được hạ xuống, thị vệ mặc đồ đen bao vây bốn phía ảo ảo xông tới chèn ép hắn, toàn là cao thủ chuẩn thiên. Cứ 10 người thì có 6 người đạt đỉnh chuẩn thiên, khí thế khi họ liên thủ với nhau khiến trời đất nổ đùng đùng. Triệu Bân thấy thế, quay đầu trốn vào tẩm cung của hoàng đế. Khí thế mạnh hơn con người. Hắn có giỏi đến mấy cũng không dám đối đầu trực diện với cả ngàn cao thủ chuẩn thiên. Đi đâu hả? Một lão già mặc mãng bào thét lên, lập tức đuổi theo tới tận tẩm cung. Lão già mãng bào này không đơn giản. Tuy tu vi mới đạt đỉnh chuẩn thiên nhưng đã có uy thế và khí vận của cao thủ thiên võ. Triệu Bân ngoái đầu nhìn lại, ôi chao, lại là người quen à, Hùng Thương Đại Nguyên đây mà. Ngày trước, khi hắn đưa Mộng Điệp về sông Vong Xuyên, bị cường giả truy sát, vô tình gặp Hùng Thương. Bất đắc dĩ, hắn mới dùng thuật trầm quan để triệu hồi vua Man đời thứ nhất và vua Âm Nguyệt. Hai vị vua này cũng rất bá đạo, đánh cho Hùng Thương không ngẩng nổi đầu lên. Đành phải dùng cách tự giáng tu vi mới miễn cưỡng chạy thoát được. Cơ Ngân, nộp mạng đi. Hùng Thương hét ầm lên, khí huyết cuộn trào. Kẻ thù gặp mặt nên cực kỳ ngứa mắt, mà lúc này đây Hùng Thương giống như con sư tử được phát cuồng vậy, đôi mắt già nua vằn đỏ tơ máu, gương mặt cũng rất dữ tợn, mới nhìn qua còn tưởng là ác quỷ. Nếu không vì Cơ Ngân, ông ta đâu bị ép đến mức phải tự giáng tu vi. Từ nay về sau, ông ta chỉ là cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên, không có duyên với cảnh giới thiên võ nữa. Tất cả mọi thứ đều nhờ phước của Cơ Ngân. Bây giờ hắn tới đế đô Đại Nguyên, đâu thể tha cho hắn được. Triệu Bân không cho là vậy, đêm hôm đó là Hùng Thương đòi giết hắn trước, đòi nuốt hắn trước, hắn không thể đứng im cho người ta giết, bị ép đến đường cùng mới triệu hồi vua Man đời đầu và vua Âm Nguyệt. Đùng! Một trưởng của Hùng Thương mang khí thế to lớn, nặng nề như ngọn núi. Triệu Bân chẳng buồn nhìn, phân tâm ra làm hai, một võ hồn điều khiển thiên lôi, một võ hồn khác điều khiển khí huyền hoàng. Thiên lôi bá tuyệt hất văng Hùng Thương, khí huyền hoàng thì biến thành kiếm khí, tấn công thẳng vào mi tâm của đối phương. Phá! Một thị vệ áo đen lao tới, sau đó vung trưởng tiêu diệt khí huyền hoàng. Trong thoáng chốc còn có cả đống cường giả khác lao tới, đồng loạt tấn công, đao quang kiếm ảnh bay ngập trời. Thần long vẫy đuôi! Triệu Bân thầm quát lên, cưỡng chế mở bí pháp bảo hộ. Tiếng rồng ngâm trầm đục lập tức vang lên, một con rồng lớn màu vàng xuất hiện, cuộn tròn quanh cơ thể hắn. Đòn tấn công từ cường giả Đại Nguyên, dù là đao mang kiếm quang hay trưởng ấn quyền ảnh đều vỡ tan trong thoáng chốc. Vì điều này, con rồng khổng lồ cũng nổ tung. Triệu Bân khẽ hừ một tiếng,
chịu dư chấn cực mạnh. Không từ mọi giá, phải giết hắn. Tiếng quát lớn của Nguyên Không vọng xuống từ trên nóc của cung điện đối diện. Đôi mắt của ông ta còn khát máu hơn hùng thương, hai mắt trợn trừng như sắp nứt vậy. Đâu cần ông ta phải nói, thị vệ chuẩn thiên có mặt ở đó đã lao hết vào trong, không chỉ vậy, còn có thêm nhiều cường giả từ các hướng khác kéo tới, có vẻ như không giết chết thánh tử Thiên Tông thì không chịu thôi. Cơ Ngân, nộp mạng đi. Người hô hào vang vọng nhất vẫn là Hùng Thương Đại Nguyên. Mà người bị đánh thê thảm nhất cũng là ông ta, con chim đầu đàn dễ trúng đạn mà. Ông ta là người xông lên trước tiên, đòn tấn công của Triệu Công Tử tất nhiên sẽ chăm sóc đặc biệt cho ông ta, mới vài ba bận đã bị đánh cho bê bết máu. Càng như thế thì Hùng Thương càng giận dữ. Nghĩ tới khi xưa, ông ta là cao thủ thiên võ, Cơ Ngân là võ tu chân linh, giơ tay lên là có thể tiêu diệt được luôn. Mới qua một năm, cao thủ thiên võ năm xưa đứng trước mặt Cơ Ngân lại trở nên yếu ớt như thế, sự cách biệt giữa hai khoảng thời gian khiến ông ta phát điên đến mức ngó lơ sức chiến đấu hiện giờ của Cơ Ngân. Cút! Ánh mắt Triệu Bân lóe lên, chém ra thêm một kiếm khí nữa. Hùng Thương hộc máu ngay tại chỗ, bị hất văng ra khỏi tầm cung. Giết! Tuy Hùng Thương bại rồi, nhưng cường giả Đại Nguyên vẫn không ngừng xông tới. Không hổ là vương triều có thực lực tương đương với đại hạ, căn cơ rất hùng hậu, cho dù từng bị lừa giết cả trăm vạn quân, cho dù binh lực trống rỗng thì cường giả vẫn nhiều như mây. Nhìn sát khí cuồn cuộn khắp nơi là biết có thêm nhiều cường giả đang kéo tới, trong số đó có cả trưởng giáo và một nhóm thái thượng trưởng lão của Hộ Long Tông, đội hình lớn đến nỗi cao thủ thiên võ trông thấy cũng phải sợ hãi. Đùng, binh, đùng. Tẩm cung hoàng đế rộng lớn vang lên tiếng nổ đi đùng. Từ bên ngoài nhìn vào, đình đài lầu gác lần lượt sụp đổ, tường xanh ngói đỏ bay tứ tung. Động tĩnh quá lớn khiến hoàng cung loạn cào cào. Người trong cung như các phi tử cung nữ và thái giám tập trung vào một chỗ bám vào lan can để trông ra, họ cùng muốn qua hàng chuyện mà bị hoàng đế cấm túc nên chẳng thể ra ngoài, nhưng một lượng lớn cường giả lao vào từ các cửa lớn của hoàng cung và tu địa tạng hay cao thủ chuẩn thiên đều có, không phải tới đánh nhau tập thể mà là đánh hội đồng, còn người bị đánh hội đồng là ai thì không người biết. Nhưng bất kể là ai, cho dù là Hồng Uyên Đại Hải hôm nay cũng không thể ra khỏi Hoàng Cung, nếu để đối phương trốn thoát, vậy thì Vương Triều Đại Nguyên còn mặt mũi nào nữa? Chuyện gì vậy, sao Hoàng Cung lại náo động thế? Nghe nói có kẻ đột nhập vào Hoàng Cung, sức chiến đấu cũng rất khá. Ai vậy nhỉ, gan to thế? Hoàng Cung không ngớt tiếng nổ, bên ngoài cung, đám đông tụ tập bàn tán sôi nổi, xì xào cảm thán, không ít người cũng nghi hoặc và chấn động. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu thấy có người dám tới Hoàng Cung gây chuyện. Đóng cửa thành. Không biết mệnh lệnh từ ai, tiếng hô hào vang vọng khắp đế đô Đại Nguyên. Cả một thành trì to lớn lập tức đóng chặt cửa thành, không một ai được phép ra vào. Sau đó là từng đội vệ binh đeo đao mang kiếm đứng đầy trên tường thành, đừng nói là con người, tới cả một con ruồi cũng không lọt. Đùng. Cùng với một tiếng nổ, tẩm cung hoàng đế ầm ầm đổ sập. Trong lúc đất đá tung bay, Triệu Bân thoát ra ngoài như một con dao long, toàn thân bê bết máu. Bao nhiêu lão già không có liêm sỉ bao vây một mình hắn, không bị thương mới là lạ. Trước giờ hai đánh một chẳng chuột cũng què, quả nhiên không hề sai, khi số lượng cường giả đạt tới mức độ nhất định thì cũng đau nhức lắm đấy. Giết! Đi đâu hả? Ngăn hắn lại! Tiếng hô hào không ngớt làm trời xanh chấn động. Triệu công tử trốn đi, kẻ truy sát sau lưng đen ngòm. Ai nấy mặt mày dữ dằn như ác quỷ, sát khí bốc lên tận trời. Triệu Bân ở phía trước vừa chạy vừa nấp, đám đông thì vừa đuổi vừa đánh. Một hồi quậy phá khiến Hoàng Cung chịu trận. Từ trên trời nhìn xuống, từng tòa cung điện nối tiếp nhau nổ tung rồi đổ sập, phàm là nơi Triệu Bân đi qua đều biến thành một đống hoang tàn, không biết bao nhiêu người bị chôn vùi, cũng không biết bao nhiêu người bị vạ lây. Giết! Giết cho ta! Đôi mắt của Hoàng đế Đại Nguyên càng thêm đỏ. Bị một người gây rối khiến Hoàng Cung hỗn loạn, đúng là quá sỉ nhục. Từ khi Vương Triều Đại Nguyên lập quốc tới nay, chưa từng mất mặt như thế bao giờ. Có giỏi thì đánh riêng từng thằng. Triệu Bân quát ầm lên, phong thái rơi rụng đầy đất. Hắn không mắng còn đỡ, hắn mắng chửi như thế, cả đống người tìm hắn để đánh riêng, nhưng đặt vào một chỗ lại biến thành đánh hội đồng. Tạm thời né đi thôi. Triệu Bân không đối đầu trực diện, vừa đánh vừa lùi vừa trốn. Trốn mãi, hắn trốn tới Điện Kim Loan, cũng chính là nơi Hoàng đế và quần thần tảo triều.
Ngay sau đó, cả đám người đen đặc lao vào trong. Cầm đầu vẫn là lão già hùng thương kia, tuy sức chiến đấu không bằng ai, nhưng tích cực hơn bao nhiêu hết. Ngự kiếm phi tiên. Triệu Bân xoay người, dùng đại chiêu quần công. Được rồi, nhóm người đầu tiên xông vào lập tức chịu trận, bị kiếm khí hất bay ra ngoài, mà hùng thương đại nguyên lao tới đầu tiên vẫn là cánh chim đầu đàn chịu thiệt, suýt chút nữa bị chém thành tám mảnh ngay tại chỗ. Nguyệt thần trông thấy mà chỉ muốn cười. Hùng thương cũng rất thê thảm, khi ăn thịt không có phần của ông ta, nhưng lần nào ăn đòn thì không bao giờ vắng mặt. Đẩy lùi được nhóm người thứ nhất, khu vực này bỗng rơi vào tĩnh lặng. Triệu Bân nhớn mày, người bên ngoài không xông vào mà chỉ chặn bên ngoài điện. Nhìn kỹ lại, hắn bỗng thấy giật mình, chỉ vì vệ binh đại nguyên kéo cả vũ khí chiến tranh, Cũng chính là xe nỏ đấy, từng chiếc nối tiếp nhau được bày ra rất chỉnh tề, bốn phía đều có, phải hơn 10 vạn chiếc, đồng thời nhắm chuẩn tới điện Kim Loan, khí thế này là định cho nổ tanh bành đây mà. Trẫm đã nói rồi, người không đi được đâu. Hoàng đế đại nguyên lại xuất hiện, sách kiếm đứng thẳng. Dồn Triệu Bân tới điện Kim Loan không phải ý định của ông ta, nhưng bất kể là đâu thì ý định của ông ta không hề thay đổi, nhất định phải giết Cơ Ngân. Thế nên, ông ta điều động hết cường giả đang trấn thủ đế đô và hộ Long Tông tới đây, kéo thêm cả 10 vạn chiếc vũ khí chiến tranh, không đánh Cơ Ngân thành cho bụi thì không thể thôi được. Thế này thì nhảm nhí quá. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, sắc mặt không dễ chịu gì. Vũ khí chiến tranh không phải trò đùa đâu, đừng nói là hắn, dù là Hồng Uyên cũng không dám đối đầu, bởi vì khả năng xuyên thấu của xe nỏ không gì cản nổi, đứng trước mặt nó thì chân nguyên hộ thể chẳng khác nào một tờ giấy mỏng. Lần này hắn nghịch ngợm hơi quá trớn rồi. Keng! Hoàng đế đại nguyên đột nhiên vung kiếm, chỉ về phía điện Kim Loan. Mệnh lệnh hạ xuống. Vạn tiễn đồng loạt phóng ra. Tiếng huỳnh vang lên, từng mũi cường nỏ như luồng sáng xẹt qua bầu trời, bắn về phía điện Kim Loan. Sau đó, khung cảnh rất hoành tráng. Khả năng xuyên thủng của cường nó vẫn rất mạnh, gì mà mái nhà gì mà vách tường. Đứng trước mặt nó hoàn toàn không đáng kể, tất cả đều bị đục lễ cường nở rơi vào điện Kim Loan tạo ra về số âm thanh đi đùng, mái vòm của cung điện để sập, tường để ngói xanh bay loạn xạ. Triệu Bân cảm thân trong lòng, bởi vì bùa nổ và châm độc được định kèm trong chiến mẫu có cấp bậc rất cao, nếu là vài ba người thì không sao, nhưng khi số lượng đạt tới mức độ nhất định thì đâu chỉ đơn giản là đau nhức nữa, mà là vô cùng kích thích đấy. Xoạt, xoạt, hắn nhanh như cắt, lao tới lao lui trong điện. Vừa để tránh cường nỏ, cũng vừa để tránh châm độc và bùa nổ. Nhưng hắn biết đây không phải kế sách lâu dài, đợi khi điện Kim Loan bị san bằng, hắn sẽ là bia ngắm di động, cho dù mở trạng thái tóc vàng hay kỳ lân hóa cũng không địch nổi 10 vạn xe nỏ. Khi đang tránh né, hắn bỗng kêu lên. Không biết tại sao, trong điện Kim Loan có một luồng sức mạnh thần bí đang cuộn trào. Nói chung đúng hơn là một thứ sức mạnh thần bí đang phun trào từ mặt đất bên dưới. Sau một hồi cảm ứng, hắn lập tức hiểu ra. Tiên trì của đế đô đại nguyên nằm ngay bên dưới điện Kim Loan. Sau khi nhìn trộm, hắn thấy rõ ràng hơn. 10 vạn xe nỏ điên cuồng kích nổ làm hỏng cấm chế của điện Kim Loan, mà những cấm chế này nối với tiên trì ở bên dưới, dẫn đến phép ẩn giấu bị nứt vỡ, mới có sức mạnh thần bí phun trào lên trên. Hóa ra là thế. Triệu Bân mỉm cười rất vui vẻ. Hắn nhìn về phía long ỷ của hoàng đế. Dường như đây không chỉ là long ỷ mà còn là lối vào, dẫn thẳng xuống bên dưới. Bởi vì cấm chế cũng đã hư hao nên hắn mới loáng thoáng cảm nhận được. Tất nhiên, công lao của đại địa linh chú không thể không nhắc đến. Nếu đổi lại là cao thủ chuẩn thiên khác, cho dù là hùng thương cũng chưa chắc đã phát hiện ra. Thế thì ngại lắm. Triệu Bân mỉm cười, tự giác chạy qua đó. Hắn còn ngồi thử vào ngai vàng của hoàng đế, cảm giác rất thoải mái. Sau đó, long ỷ bị hắn thu vào chiếc nhẫn ma. Xong việc, hắn mới men theo thông đạo mà nhảy xuống dưới. Đánh, đánh cho ta. Tiếng gào thét của hoàng đế đại nguyên vọng khắp hoàng cung. Ông ta càng hệ hào lớn tiếng thì đèn tấn công từ biến phía càng thêm mãnh liệt. 10 vạn chiếc xe nở điên cuồng kích nổ, cảnh tượng vốn chỉ có ở trên chiến trường nay lại diễn ra đầy hoàn hảo ở hoàng cung đại nguyên. Để giết một vệ tu chuẩn thiên, đêm nay vương triều đại nguyên bày ra đội hình không thể nào hoành tráng hơn được nữa. Lần này người có mọc cánh cùng khó thoát các cường giả đại nguyên thì canh gác cẩn mật ở bên ngoài. Họ đã bao vây kín điện Kim Loan, một con ruồi cũng không lọt,
thậm chí còn dùng tới thuật phong ấn khu vực này, ngăn cản thật độn thổ, ngoài ra, họ còn phong ấn luôn bầu trời, hay nói đúng hơn là đánh thức cấm chế trên bầu trời, từng hoa văn như ẩn như hiện đang lưu truyền. Muốn lao vọt lên trời à, không có cửa đâu. Mọi việc đâu ra đó, chỉ đợi san bằng điện kim loan thôi. Sau đó họ sẽ nghiêm túc dọn xác cho cơ ngân, 10 vạn chiếc xe nỏ điên cuồng phát nổ, họ không tin không thể đánh què được một võ tu chuẩn thiên. Không què quạt tàn phế cũng không sao, họ còn ở đây đợi đánh thêm nè. Vũ khí chiến tranh đúng là bá đạo thật. 10 vạn chiếc xe nỏ lại càng hung hãn hơn. Điện kim loan sừng sững như ngọn núi được bảo vệ bởi trận pháp bí mật, kiên cố tới mức nào chứ? Nhưng gặp phải những vụ nổ từ xe nỏ cũng bị san phẳng, tạp chất phương vãi đầy trên mặt đất, điện kim loan đẹp đẽ bỗng chốc biến thành một đống hoang tàn. Cường giả đại nguyên hứng khởi lắm, họ reo xông lên. Thế nhưng, điều khiến họ kinh ngạc là trong đống hoang tàn đó không có tăm tích của cơ ngân. Thịt nát xương tan rồi ư. Đám đông đưa mắt nhìn nhau. Khi họ đang nhìn thì đột nhiên thấy rung động truyền tới từ dưới lòng đất. Lắng tai nghe ngóng, còn nghe thấy tiếng nổ. Thấy vậy, các cường giả vô thức cụp mắt nhìn xuống. Cứ cảm thấy trong lòng đất có người. Cứ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ẩn giấu dưới lòng đất. Họ có thể cảm nhận rất rõ rằng luồng sức mạnh đó đang phun trào lên trên. Có vẻ như họ không hề biết tới tiên trì dưới lòng đất. Cũng phải, tiên trì là bí mật cấp cao. Mấy người như họ đa phần không đủ tư cách để biết, nếu không cũng không có vẻ ngờ vực đến vậy. Họ không biết nhưng Nguyên không biết. Thêm cả Hùng Thương Đại Nguyên vì từng là cao thủ thiên võ cũng biết đến càn khôn dưới lòng đất. Chính vì biết nên hai người mới sững sờ. Rõ ràng, cơ ngân đã lén lút đột nhập vào tiên trì dưới lòng đất. Còn về việc hắn chui vào từ đâu, hai người cũng biết rõ. Đúng là đánh giá thấp khả năng cảm ứng của cơ ngân rồi. Hắn có thể phát giác được điểm bất thường dưới lòng đất, lại còn tìm được lối vào. Bùm! Hùng Thương lao tới, ầm ầm tiếp đất. Nơi ông ta đặt chân xuống là nơi trước đó từng đặt ngai vàng của hoàng đế. Bây giờ nó chỉ là một đống tàn tích. Ngai vàng mất rồi, đến cả lối vào cũng bị gạch ngói vùi lấp. Chân nguyên của ông ta bộc phát, vung nắm đấm bá đạo, cưỡng chế đấm xuyên qua lối đi. Ôi chao! Các cường giả đại nguyên trông thấy mà phải nhướng mày. Trước đó vì đất đá vùi lấp nên họ không thấy rõ. Bây giờ tạp vật đã được dọn sạch, có thể trông thấy từng bậc thang đá dẫn thẳng xuống bên dưới. Ngày ngày họ thượng triều mà không biết rằng bên dưới long ỷ ẩn giấu một lối đi bí mật như thế. Vậy thì vấn đề đến rồi, điểm cuối của lối đi này là gì thế? Chẳng lẽ nó cất giấu một kho báu? Hay là quốc khố của đại nguyên? Mau! Nguyên không vung kiếm chỉ vào lối đi, ngụ ý cũng rõ ràng lắm, xông vào trong. Đám đông nhíu mày, nhìn thần thái của hoàng đế thì chắc hẳn cơ ngân đã xông vào thông đạo, chẳng trách không tìm thấy hắn trên mặt đất. Giết! Hùng Thương vẫn là người đầu tiên nhảy vào thông đạo. Sau lưng ông ta là đoàn người đen thùi lùi, toàn cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên, một là vì muốn giết cơ ngân, hai là vì muốn xem điểm cuối của thông đạo này rốt cuộc có gì mà khiến Hùng Thương và Nguyên không căng thẳng đến thế. Đi theo ta. Nguyên không thu hồi ánh mắt, xách kiếm quay đi. Nếu đã là tiên trì dưới lòng đất thì tất nhiên không chỉ có một lối vào. Nơi này cường giả quá đông, lối vào lại quá nhỏ, trong thời gian ngắn lượng người tiến vào sẽ bị hạn chế, thế nên chia quân tiến vào bằng lối đi khác là điều rất cần thiết. Đúng với câu nói kia, để giết cơ ngân, ông ta không từ mọi giá, cho dù sẽ khiến bí mật về tiên trì dưới lòng đất bị bại lộ. Mau mau mau. Cả đống cường giả đi theo sau lưng Nguyên không, mắt mũi ai nấy sáng ngời. Trông có vẻ như hôm nay họ sẽ được chứng kiến bí mật cấp cao của hoàng tộc. Ầm, bùm. Dưới lòng đất nhanh chóng vang lên tiếng nổ lớn, lẫn vào đó là tiếng gào la thảm thiết. Đùa sao, thông đạo mà Triệu công tử từng đi qua, đâu thể không bỏ thêm chút quà tặng, ví dụ như. Bùa nổ, hắn giải bùa như giải vàng mã vậy, vừa đi vừa giải, Hùng Thương và đám người kia nóng lòng đuổi theo. Vì không chú ý nên bị nổ thôi. Bùa nổ mà Triệu Bân đích thân vẽ có lực sát thương rất ghê gớm, dù là cao thủ chuẩn thiên cũng đầm đìa máu me. Quan trọng nhất, bùa nổ này còn bất chấp cả bùa chống nổ. Ngoài ra, còn có bùa lôi quang, khói gây mê. Toàn là bẫy dập của Triệu Bân. Tất nhiên, chỉ với mấy thứ này không thể nào ngăn được cường giả đại nguyên, chỉ giúp hắn câu giờ thôi. Đùng!
sâu trong lòng đất, Triệu Bân cho nổ một cánh cửa đá. Những cánh cửa như thế này bị hắn cho nổ tung không dưới mười mấy cái sau chắc chắn hơn cái trước, đồng thời ngăn cản được thuật xuyên tường. Với yêu cầu không kinh động tới người bên ngoài, hắn không thể nào phá cửa được. Bây giờ đôi bên trở mặt, kinh động hay không cũng không thành vấn đề nữa, hắn cần nhanh gọn. Sắp đến rồi. Sau một hồi cảm ứng, hắn nhanh như cắt. Cấm chế và cơ quan trong âm thầm đều bị hắn cưỡng chế đánh nát hết. Á á! Trong đan điền, kỳ lân nhảy múa tung tăng. Cây thần tạo hóa cũng đung đưa cành lá tạo âm thanh. Hai đứa này chắc hẳn đã ngửi thấy khí tức của tiên trì. Đến cả hai đứa nó còn kích động như vậy, tiên trì hẳn là rất phi thường. Triệu Bân có tính toán, nếu đem đi được thì đem đi, không đem đi được thì phải phá cho nát hết. Điểm cuối lại là một cánh cửa đá. Triệu Bân cảm ứng được rất rõ, ánh mắt hắn sáng ngời. Phá nốt cánh cửa này là tới tiên trì dưới lòng đất. Mở ra cho ta. Hắn thét lên một tiếng rồi chém vào cánh cửa đá. Sau đó là một âm thanh keng thanh thúy và vang vọng, nhát kiếm của hắn như chém vào tấm sắt vậy. Thứ cứng rắn không phải là cửa đá, mà là hoa văn trên cánh cửa. Gặp phải đòn tấn công, hoa văn sẽ xuất hiện, giống như một trận pháp bảo vệ, tăng thêm độ cứng cho cánh cửa. Phần lớn kiếm uy bị hoa văn này loại trừ hết. Triệu Bân nhe răng nhếch miệng thu kiếm về. Hắn lôi đàn đá ra, coi nó như vũ khí mà đập vào cửa. Đàn đá vẫn hữu dụng hơn. Cánh cửa rắn chắc cũng chẳng rắn chắc lắm, bị nện ra một cái lỗ lớn. Trong thoáng chốc, tinh khí rồi rào thoát ra ngoài qua khe hở đó, thậm chí còn tinh túy hơn cả đại địa linh mạch, hút một hơi thôi mà tinh thần chấn động. Chỉ là một luồng khí tức đã phi phàm như vậy rồi. Hắn giơ chân bước qua cánh cửa đá. Đập vào mắt là một tiên trì rộng lớn, trong vắt nhìn thấy cả đáy, phản chiếu dưới lớp khói sương mờ ảo, có cả ánh sáng nhiều màu sáng lóe lên, có thêm khí vận của tiên dồi dào, nhìn kỹ lại, hình như còn có cả khải tượng cổ xưa đang diễn hóa. Nước hồ hàm chứa tiên lực và tinh túy, tràn trề ngoài sức tưởng tượng của hắn. Tốt lắm! Triệu Bân cười lớn, tùm một tiếng nhảy xuống hồ. Tiên trì bình lặng bỗng chốc gợn sóng. Khí tinh túy cũng điên cuồng cuộn trào. Rất khá. Ánh mắt Triệu Bân sáng ngời, hắn đứng trong tiên trì như đứng trên đại địa linh mạch, à không, còn hơn cả đại địa linh mạch. Nhìn dòng tinh túy cuồn cuộn này đi, nhìn tiên lực tràn trề đang nhảy múa này đi, chúng rót vào thể phách hắn thông qua các huyệt đạo, giống như những dòng suối mát lành đong đầy kỳ kinh bát mạch, bổ sung mọi hao hụt của hắn vì trận đại chiến, đến cả cảm giác mệt mỏi cũng tan đi không ít. Có đồ tốt thì không thể khách sáo. Hắn lưu chuyển công pháp, nuốt liên hồi. Nào, không thể nhàn rỗi được. Hắn lấy ra hồ lô tử kim, treo nó lên đỉnh đầu. Hồ lô rung lên bần bật, miệng hồ lô hướng xuống, xoáy nước hiện ra, một lượng lớn nước hồ bị nuốt vào trong. Á á, tiểu kỳ lân rất hăng hái, nhảy luôn ra ngoài. Gặp phải cảnh tượng này, cây thần tạo hóa cũng không yên phận. Triệu Bân nuốt lấy như rồng hút nước. Hai đứa nó cũng thế. Chỉ trong thoáng chốc, đến cả Diệu Ngữ Đờ Đẫn cũng bước ra khỏi chiếc nhẫn ma. Cô ta là xác sống, không thể nào hấp thu nước hồ, nhưng cũng giúp hắn đưa nước hồ vào bên trong chiếc nhẫn ma, làm Nguyệt Thần trông thấy mà vui lòng. Người ta thường bảo gần mực thì đen gần đèn thì rạng, quả nhiên không sai. Sống chung với người nào đó lâu quá, dường như ai cũng nhiễm một vài thói hư tật xấu. Tiểu Kỳ Lân đã vậy, Diệu Ngữ cũng thế. Nhìn khí thế này thì chẳng cần bao lâu nữa tiên trì sẽ bị người nào đó khuân đi hết. Cô ta xin được mặc niệm cho vương triều đại nguyên trước. Chọc phải tên Triệu Bân này, đòi đâu ra bình yên nữa. Bốn lối vào. Trong lúc hấp thu tinh túy, Triệu Bân cũng không quên nhìn ngó xung quanh. Tiên trì dưới lòng đất có bốn lối vào, chia làm đông tây nam bắc. Hắn xuống từ lối vào phía bắc, không cần bao lâu nữa sẽ có cường giả đại nguyên lao tới. Khi ấy sẽ lại là một trận đánh hội đồng. Thế nên, hắn phải chuẩn bị trước. Hắn đứng thẳng người, từng phân thân liên tục xuất hiện. Có tiên chỉ bổ sung lượng tiêu hao, sức mạnh truyền vào không ngớt, hắn tha hồ phát huy, chỉ ít thì trong thời gian ngắn không cần lo rằng chân nguyên và tiên lực sẽ cạn kiệt, dù sao biến ra nhiều phân thân như vậy cũng không phải để trang trí. Sau phân thân là tới lượt xe nỏ. Nhìn số lượng xe nỏ cũng phải lên tới hàng vạn. Từng chiếc xe san sát xếp chỉnh tề, nhắm chuẩn vào bốn lối ra của tiên trì. Bất cứ ai dám xông vào sẽ bị cường nỏ cho nổ tung ngay lập tức. Giết!
Đúng như dự đoán của hắn, cường giả đại nguyên lao tới rồi lúc này đây, cả biến lối vào đều có sát khí bộc phát. Không cần nghỉ nhiều, Triệu Bân lập tức khoanh chân, đặt đàn đá trước người, sau đó gây dây đàn, tiếng đàn đau thương ẩn chứa cờ mí bá đạo, nhằm chuẩn vào biến lối vào, đèn tấn cộng này không thể sai lệch được. Cơ ngân, nộp mạng gì? Cùng với một tiếng thét phẫn nộ, có bóng người xuất hiện ở lối vào phía bắc. Vẫn là tên hùng thương kia, bao nhiêu cường giả, chỉ mình ông ta chạy nhanh nhất. Con chim đầu đàn dễ ăn gậy. Chạy nhanh quá chưa chắc đã là chuyện tốt. Hùng thương vừa mới tiến vào dây trước đã trúng ngay cầm ý vô hình, suýt nữa bị chém chết, còn chưa kịp đứng vững, Triệu Bân đã dùng võ hồn điều khiển thiên lôi chém ông ta, chặt đứt một cánh tay của ông ta. Kiếm khí huyền hoàng sau đó nhắm thẳng vào mệnh môn của ông ta. Hùng thương tránh né khá nhanh, nhưng vẫn trúng đòn, lồng ngực bị xuyên thủng. Vẫn chưa hết. Sau khí huyền hoàng là đến một lượng lớn xe nỏ. Hùng thương thấy thế mà hai mắt trợn tròn, đồng tử cũng co rụt vào. Phụt! Máu me bắn ra. Lại là một chiêu đã trúng, cường nỏ có lực sát thương bá đạo, một mũi chiến mâu ghim hùng thương vào vách đá. Thời khắc đó, đôi mắt ông ta tràn ngập vẻ kinh hoàng. Một chiếc cường nỏ phát nổ cũng đủ lấy mạng ông ta rồi, bởi vì bùa nổ trên cường nỏ có cấp bậc quá cao, đừng nói là võ tu chuẩn thiên, cao thủ thiên võ dính phải cũng khó chịu. Ông ta đuổi theo quá vội vàng, ngó lơ đòn công pháp này. Người đầu tiên nhảy vào, dường như cũng là người đầu tiên xuống hoàng tuyền. Đùng! Cường nỏ nổ tung, hùng thương bị tiêu diệt. Ông ta chết mà không cam tâm và buồn bực lắm, từng là một cao thủ thiên võ, từng vang danh tứ hải bát hoang. Chính vì bị Hồng Uyên đánh trọng thương trên chiến trường thiên võ mới phải trốn vào lãnh thổ đại hạ để trị thương, gặp phải cơ ngân, tụt mất tu vi thiên võ, tới khi gặp lại cơ ngân hình như còn thê thảm hơn, mất luôn tính mạng. Một đời huy hoàng của ông ta kết thúc như vậy đấy. Sau cùng lại bỏ mạng trong tay một võ tu hèn kém. Keng! Hùng thương mất mạng nhưng tiếng đàn chưa hề ngưng. Cao thủ chuẩn thiên tới sau hùng thương chết còn nhanh gọn hơn ông ta. Chưa kịp đứng vững đã bị cầm ý vô hình chém thành một đống máu bấy nhầy, thậm chí không kịp kêu la nửa lời. SSS! Mạnh thế sao? Hai cao thủ chuẩn thiên liên tiếp mất mạng khiến cường giả ở lối vào phía bắc đột ngột dừng khựng lại. Họ đã nhìn ra rồi, con chim đầu đàn thì dễ ăn gậy. Ai dám nhảy vào trong sẽ lập tức gặp phải đòn tấn công. Người nào căn cơ không đủ vững sẽ bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Lào tế hùng thương chính là một ví dụ đẫm máu. Nhất thời không ai dám xông lên. Thánh tử Thiên Tông quá đáng sợ, chỉ với một khúc vô xương mà hắn có thể tạo ra uy lực bá đạo khôn cùng. Giết! Tiếng hét vang lớn ở cửa vào phía đông. Chân Nguyên cũng cuồn cuộn từ phía đó. Thế trận ở cửa vào phía nam cũng không phải nhỏ, cả đám cao thủ đã tấn công tới. Không phải chỉ từ một cửa, các cao thủ tràn vào từ cả ba cửa kia nữa. Đương nhiên bọn họ không biết tình trạng thê thảm của Hùng Thương, chính vì không biết nên mới hùng hổ xông vào như thế. Những kẻ nhanh chân đã tiến vào đến bên trong. Giết! Triệu Bân quát thầm, tốc độ gảy đàn càng lúc càng nhanh. Tiếng đàn vẫn bi thương như thế, nhưng cầm ý bên trong thì lại đáng sợ đến cực điểm. Phụt, phụt! Ở thế giới mông lung ngầm dưới lòng đất, máu bắn ra xung quanh. Những cao thủ đặt chân vào thế giới ngầm dưới mặt đất đều bị quần công. Đến cả hùng thương với công lực thâm hậu cũng bị thê thảm thì nói gì đến họ. Hết người này đến kẻ khác nối tiếp nhau bị tiêu diệt. Không bị đánh chết cũng chẳng sao, vẫn còn có hồn ngự lôi và khí huyền hoàng mà, chúng bay tán loạn, tiêu diệt những kẻ lọt lưới, cộng thêm các xe nỏ do phân thân sử dụng, chuyên đánh cú bồi những kẻ đang dở sống dở chết đó nữa. Trận càn quét này khá đáng sợ. Không còn ai từ bốn cửa vào dám tấn công vào nữa, ai cũng sợ khúc vô xương, cũng sợ thánh tử Thiên Tông, chỉ mới chạm mặt thôi mà đã giết nhiều cảnh giới chuẩn thiên đến thế. Trước uy thế như vậy thì ai còn dám xông lên? Giết cho ta! Tiếng hét của Nguyên không vang vọng, giọng vẫn rất uy nghiêm và lạnh lùng. Đáng tiếc, lúc này mệnh lệnh của ông ta đã không còn tác dụng nữa, rõ ràng tiến vào trong là sẽ chết, ai lại muốn đi nộp mạng đâu, thế là Nguyên không ra lệnh 3-4 lần nhưng cũng không có ai xông lên, lúc này Hoàng đế không chỉ đơn giản là cảm thấy bẽ mặt mà đến uy nghiêm cũng đã mất hết rồi. Tưng! Tiếng đàn của Triệu Bân vẫn không dừng lại. Hắn như một tướng quân, một mình chấn giữ quan ải, vạn quân không dám tấn công vào, chỉ với tiên khúc vô xương bi thương mà hắn đã khiến không một kẻ dám đặt chân vào thế giới ngầm dưới mặt đất. Đối với người đại nguyên,
dường như đây là khu vực cấm, lối vào quá hẹp, hơn nữa, còn bị hàng vạn xe nỏ nhằm vào, ai dám bất chấp cường nỏ mà xông lên chứ? Hả? Triệu Bân nhíu mày, bất giác ngước mắt nhìn lên. Hắn ngửi thấy khí tức đáng sợ, đó là Sati Chùa trận trụ sát, mạnh đến mức khiến tim hắn run lên. Hiển nhiên là Vương Triều Đại Nguyên đã rất sốt ruột rồi, đối phương dùng đến sát trận cấp tiên, muốn cường chế mở ra một con đường khác với thế trận to lớn cỡ này thì rõ ràng đang muốn nể tan xác cả hắn và tiên trẻ dưới đất. Từ đó có thể thấy quyết tâm muốn giết hắn của Đại Nguyên mãnh liệt đến đâu. Đến cả tiên trì cũng không cần, bọn họ sẵn sàng bất chấp tất cả rồi. Trời vẫn còn đang tối. Kinh đô Đại Nguyên dưới ánh trăng vô cùng hỗn loạn. Binh lính mặc giáp, mang đao đi khắp phố. Xếp thành những đội quân chỉnh tề, sẵn sàng chiến đấu khiến ai nhìn thấy cũng kinh ngạc, đã từ rất lâu rồi, họ chưa từng thấy hoàng tộc huy động lực lượng lớn như vậy bao giờ. Hoàng cung đã không còn động tĩnh nữa. Có người đang đánh nhau dưới lòng đất sao? Có âm thanh không ngừng vọng lên kìa. Rốt cuộc là ai đang làm loạn? Lá gan cũng lớn quá rồi đấy. Mọi người tụm lại bàn tán rất ồn ào, những người có khả năng cảm ứng mạnh đều nhìn xuống dưới chân. Họ có thể nghe thấy thấp thoáng âm thanh to lớn bên dưới, nếu để ý kỹ hơn, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết. Ngoài những thứ đó ra còn có một luồng sức mạnh thần bí đang bốc từ dưới lên, cảm giác nóng hầm hập dưới chân. Ầm! Đột nhiên tiếng sấm vang lên trên bầu trời giữa tiếng bàn tán xôn xao. Mọi người nghe thấy thì đều ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt họ là cảnh mây đen cuồn cuộn kéo đến, sấm chớp đì đùng, bao trùm lấy cả hoàng cung Đại Nguyên. Nhấn chìm vùng đất rộng lớn đó vào trong bóng tối. Thiên kiếp hả, có người kinh ngạc thốt lên. Không phải thiên kiếp mà là tiên trận chu sát. Các lão bối nói với giọng nặng nề, ánh mắt đầy vẻ kiêng dè, dù cách rất xa nhưng cũng khó tránh khỏi run sợ bởi trận chu sát cấp tiên mang theo uy lực có tính hủy diệt. Đến cả các lão bối còn như vậy thì nói gì đến những người trẻ, ai cũng huyên thuyên không ngớt. Là thần thánh phương nào mà có thể khiến cho hoàng tộc Đại Nguyên dùng đến trận pháp này? Hồng Uyên đại hạ sao? Ai đang điều khiển sát trận? Chuyện đó mà còn phải hỏi, nhất định là tứ đại pháp sư hộ quốc rồi. Vẫn là những người từng trải tinh mắt nhất, họ đã nhìn thấy bốn phía đông tây nam bắc có đám mây lơ lửng trên không trung, trên mỗi đám mây đều có một ông già tóc bạc đang ngồi, là tứ đại pháp sư hộ quốc của Đại Nguyên. Căn cơ của Vương Triều Đại Nguyên đúng là rất vững mạnh. Những kẻ phản bội lại đại hạ như Hoa Đô và Nghiêm Khang đều hít một hơi thật sâu. Nhìn uy thế của trận chu sát này là biết trận thế không thua kém gì ở đế đô đại hạ, đám này rất tò mò, rốt cuộc Đại Nguyên đang muốn giết ai? Cảnh giới thiên võ sao? Đến cả tiên trận hao tài tốn của như vậy mà cũng đem ra dùng. Tiên trận chu sát á? Bên ngoài thành người đông như kiến, ai cũng nhìn lên đám mây đen với ánh mắt e sợ, mỗi tia chớp xẹt qua đều mang uy lực hủy diệt, đến tiếng giấm cùng khiến người nghe thấp thêm. Còn phía hộ Long Tông nữa? Rất nhiều đệ tử và trưởng lão chạy lên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn trời, mọi người cùng muốn ra ngoài dạo một vòng, tiện thể hỏi thăm thử đã xảy ra chuyện gì ngặt nỗi trước khi đi. Trưởng giáo đã hạ lệnh cấm tiệt không ai được phép ra khỏi tông môn. Nhìn lại đầu bên kia. Trong thế giới ngầm dưới đất, Triệu công tử vẫn còn đang hút lấy hút để tiên trì. Hồ Lô Tử Kim, Thánh Thú Kỳ Lân, cây thần tạo hóa, Diệu Ngữ và cả phân thân của hắn cũng không rảnh tay. Tiên trì rộng lớn dưới mặt đất vốn rộng đến cả vạn trượng, giờ đã bị hấp thụ chỉ còn chưa đến 100 trượng. Triệu công tử vẫn nói câu đó, cần phải nhanh chóng lên. Quay lại đây. Bỗng dưng Triệu Bân hét lên. Hắn ngước mắt nhìn lên trời, dù không nhìn thấy mảng mây đen phía hoàng cung nhưng lại có thể ngửi thấy khí tức của sát trận đã được kích hoạt hoàn toàn, sắp sửa đánh ra đòn hủy diệt. Với tu vi và sức mạnh của mình thì hắn không thể đương đầu trực diện được, đừng nói là Triệu Bân hắn. Đến cả huyết tôn cũng không có cái gan đó, trận chu sát cấp tiên rất đáng sợ. Có điều, Triệu Bân không sợ chút nào. Hắn có rất nhiều phân thân trốn ở đế đô và đã vẽ xong trận pháp triệu hồi ngược hướng. Trước đây, lúc ở Hoàng Cung, hắn không trốn ra được là vì hạn chế về khoảng cách, vượt ra ngoài phạm vi của trận triệu hồi ngược hướng nhưng chỗ này lại miễn cưỡng nằm trong phạm vi giới hạn. Nếu thật sự không được nữa thì có thể ngoi lên từng chút, bất kể thế nào vẫn có cách ra ngoài thôi. Be he, Tiểu Kỳ Lân ngoan ngoãn, nói rút là lui ngay, nó lại chui vào cơ thể Triệu Bân lại. Diệu Ngữ còn nhanh hơn cả nó, lập tức quay lại nhẫn ma của Triệu Bân để tránh việc bị kéo ra ngoài lang thang, Triệu Bân lại khắc cấm chế lên nhẫn ma.
cây thần tạo hóa vẫn kính nghiệp nhất, dù trong thời khắc quan trọng thế này, nó vẫn không quên hấp thụ, ăn càng nhiều thì mọc càng cao, nó đợi lâu vậy rồi, cuối cùng cũng được ăn một bữa no. Vèo, vèo, từng phân thân của Triệu Bân biến mất. Trước khi tan đi, họ cũng không quên bỏ xe nỏ lại vào trong nhẫn ma. Dù họ đã rút, dù Triệu Bân đã ngừng chơi đàn nhưng không thấy cao thủ nào tới nữa, chẳng những không mà đối phương còn rút ra khỏi đường mòn, chặn ở cửa vào, sợ mình bị tiên trận chu sát ảnh hưởng. Quỳnh, đùng, trời xanh chấn động, tia chớp trong mây đen đang tụ lại. Đó cũng không phải sấm sét thật sự, chỉ là có hình dáng của sấm sét mà thôi. Diệt, bốn pháp sư hộ quốc của đại nguyên quát lạnh, tụ tập sấm sét của sát trận, từ trên trời giáng xuống, đồng thời tụ lại sức mạnh, mục tiêu là cơ ngân, một kích đánh thẳng vào hoàng cung, kích nổ luôn cả thế giới ngầm bên dưới, uy lực quá mạnh, thậm chí sóng sư âm quá khủng bố, khiến cả đế đô cũng rung lên. Nhiều lầu gác, phòng ốc cầu đường bị chấn đến sụp đổ. Ngói xanh bay tán loạn khắp trời, nhiều kiến trúc trở thành phế tích. Chậc chậc chậc, Triệu Bân đã thoát khỏi thế giới dưới lòng đất cũng líu lưỡi không thôi. Chu sát trận cấp tiên đúng là bá đạo kinh thể hiện là hắn chúi ra sớm, bằng không rất có thể sẽ bị đánh thành bụi luôn. Cùng lên, cùng hên là ra sớm, chậm thêm một giây nữa phân thân bị chấn tan nát dù sao phân thân cũng không có thực lực như bản thể. Nếu phân thân bị diệt, trận triệu hồi ngược hướng chỉ còn là thứ trang trí. Nếu đã ra ngoài được, hắn cũng nên cổ vũ đối phương một chút. Cổ vũ bằng cách gì đây? Đó là hủy vị trí của tiên trận chu sát. Nếu có thể, hắn còn muốn lén xử lý luôn bốn pháp sư hộ quốc đang điều khiển tiên trận kia nữa. Tiếp đây, bốn pháp sư hộ quốc quát lạnh, đánh ra đòn thứ hai. Vừa rồi, đế độ yên tĩnh lại nhốn nháo, càng nhiều phòng ốc bị chấn sụp. Bốn pháp sư không định dừng tay, bắt đầu ấp ủ đòn thứ ba. Một là không đánh, hai là đập cho hắn thành cho bụi luôn. Đòn thứ ba có uy thế càng to lớn hơn, không còn là một tia lôi điện nữa mà đã thành cả tảng lớn, trong vài ba giây đã bổ cái hoàng cung thành đống hoang tàn, cả vùng đất bằng phẳng nổ thành vực sâu thăm thẳm. Lần này mà còn không chết à? Con người nguyên không đỏ tươi, ông ta nghiến răng nghiến lợi. Nhìn nét mặt của các cường giả đại nguyên cũng rất dữ tợn, uy lực của tiên trận chu sát đủ để làm cơ ngân thịt nát xương tan rồi. Đến mức đó mà hắn còn không chết thì đúng là đạo trời không dung. Cơ ngân chết chắc rồi, không ai nghi ngờ điều này. Vì điều này, đại nguyên đã trả một cái giá thảm thiết. Cái giá thảm thiết cỡ nào, nguyên không là người rõ nhất. Nửa cái hoàng cung bị hủy hoại thì còn có thể xây dựng lại nhưng tiên trì nát rồi, sẽ không còn cái thứ hai. Mà không chỉ tiên trì, còn có long mạch che giấu bên trong, long mạch đại nguyên có liên quan tới vận mệnh đất nước, hôm nay, vì diệt cơ ngân, họ cũng biến nó thành cho rồi. Đế đô, rốt cuộc cũng yên tĩnh. Sắc mắt người dân tái mét, uy lực trận chu sát quá ư là đáng sợ. Có lẽ đã diệt được hắn rồi. Thấy hoàng cung không còn động tĩnh, mấy người già đều có vẻ mặt trầm ngâm. Đến tận lúc này, họ vẫn không biết ai là kẻ quấy rối đế đô đại nguyên. Triệu Bân mặc áo bào đen, chạy như bay chẳng khác nào bóng ma. Trong lúc đó, hắn nhìn lên tinh tượng trên trời không chỉ một lần. Đế đô đại nguyên dùng tới tiên trận chu sát thì sẽ có tinh tượng tương xứng. Vị trí sắp xếp của trận thế nào, nhìn tinh tượng là biết ngay, đúng như hắn đoán, tiên trận là tàn khuyết, trong đó có vài ba trận điểm là được bổ sung sau này, nhưng dù là sát trận không hoàn chỉnh, trên thế gian này vẫn không có người dám trực diện đối đầu với nó. Hắn thu tầm mắt lại, chui vào trong một phủ đệ. Một trận điểm của sát trận được giấu trong tòa nhà này. Vì cường giả đều tụ tập hết bên hoàng cung nên trong phủ này không có cao thủ chuẩn thiên nào, hắn vệ thức quan sát kỹ càng, tránh khỏi cấm chế cả quãng đường không hề gặp trở ngại, rồi quẹo vào một khúc của mới tới tòa địa cung trong phủ. Trong địa cung có một đàn tế. Trên đàn tế có hoa văn thần bí đang chuyển động, năng lượng tuyệt diệt làng đang quanh đó. Vù! Triệu Bân cầm đàn đá, dùng một cú đánh nát bấy đàn tế. Hoa văn thần bí trên đàn tế lóe sáng rồi theo đó vụt tắt. Hả? Bốn pháp sư hộ quốc nhíu mày, họ luôn có cảm giác là sát trận xảy ra biến động dị thường. Họ cẩn thận nhìn lén một chút, không nhận thấy sơ hở gì nhưng lại cứ có cảm giác sai sai. Vị trí của trận quá nhiều, hủy hoại một, hai cái cũng chẳng có động tĩnh đáng chú ý. Nếu không vận hành sát trận thì gần như không thể nhìn ra được, ngược lại, sau đòn thứ ba,
tiên trận Chu Sát bắt đầu trở nên tĩnh lặng. Tình trạng như thế, dù là thiên võ thì cũng khó nhìn ra kẽ hở. Trừ phi họ có thể đoán chắc là xảy ra vấn đề rồi lần lượt đi từng vị trí xem xét. Vèo. Bên này, Triệu Bân như bóng ma, nhanh chóng chui ra khỏi phủ. Hắn đang tìm vị trí của trận pháp, đồng đang chờ thời cơ tới, khi sóng gió tan đi, Đại Nguyên thả lỏng cảnh giác, hắn sẽ vào lại Hoàng Cung tìm Hoàng đế Đại Nguyên tâm sự. Hết cách rồi, đây không phải địa bàn của mình, thế nên hắn phải cẩn thận trong mọi chuyện. Nghĩ vậy, hắn ngửa đầu nhìn trời. Nếu có sấm sét, vậy mọi chuyện sẽ khác. Hắn tiếp tục lén lút, hèn mọn tiến lên. Đêm này bi thương hơn mọi đêm trước rất nhiều. Hoàng cung bị tàn phá, đống phế tích bừa bộn hỗn loạn, vẫn là cảnh cường giả như mây không ngừng qua lại. Nơi đó có không ít người, họ nhảy xuống cái vực do trận Chu Sát tạo ra để tìm kiếm cơ ngân, không chừng có thể tìm thấy thi thể sót lại. Tìm tới hơn nửa đêm cũng chẳng thấy sợi tóc của cơ ngân nữa là. Đến lúc này, Đại Nguyên mới thật sự kết luận, cơ ngân đã bị bổ tan xác. Truyền lệnh tới tiền tuyến, giết cho ta. Hoàng tử Đại Nguyên thốt ra một mệnh lệnh uy nghiêm bằng giọng lạnh băng, nét mặt hung tàn. Vì diệt cơ ngân, đế đồ Đại Nguyên đã tổn thất nặng nề, tất cả đều phải đòi hết lại từ đại hạ, còn có chiến lợi phẩm sau khi chia cắt địa bàn nữa, Đại Nguyên phải chiếm phần lớn vì Đại Nguyên đã trả giá nhiều nhất. Thật lâu sau, đám cường giả mới giải tán. Mà cổng chính Hoàng cung cuối cùng cũng đã được mở. Trải qua chuyện tối nay, sợ là không còn ai dám chạy tới đây tìm vui. Đâu phải ai cũng có sự quyết đoán như cơ ngân. Rốt cuộc là ai thế? Thấy cao thủ ra khỏi hoàng cung, nhiều người tiến lên hỏi han. Đám cao thủ cũng không giấu giếm, tạo nét gì đó cũng không còn cần thiết nữa rồi. Chẳng những không giấu giếm mà còn phải lan truyền việc này khắp thiên hạ để người đời biết tin cơ ngân đã chết, tin này mà truyền đi sẽ khi trong quân các nước sẽ tăng mạnh, còn đại hạ sẽ giảm sút chí khi chiến đấu, họ có thể đánh thẳng tới đế đệ đại hạ. Diệt luôn Long Triều. Người nộ, thật sự là cơ ngân sao? Đế đô yên tĩnh lập tức ầm ĩ. Quả nhiên những lời đồn trước đó đều là thật, Thánh tử Thiên Tông thật sự vẫn còn sống, trận độ kiếp ngày đó, thiên võ cũng tham gia vào rồi mà, rõ ràng là tử cục, vậy hắn đã thoát khỏi vòng vây bằng cách nào? Mà hình như chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cơ ngân đúng là không có biết điều, dám chạy đến đế đô của Đại Nguyên làm loạn, bị trận Chu Sát đánh thành tro. Quá may mắn. Thật sự quá may mắn. Mấy người Hoa Đô thở phào nhẹ nhõm. May mà cơ ngân đã bị đánh thành tro, bằng không, đến cả khi ngủ, bọn họ cũng không dám nhắm mắt. Đừng vội, ta sẽ cho các ngươi biết tay. Trong bóng tối, Triệu Bân nói một câu lạnh băng. Hắn tiếp tục hủy vị trí của trận pháp, đợi khi thời cơ chín mùi thì sẽ vào Hoàng Cung lần nữa. Đêm đen gió lớn. Triệu Bân quanh đi quẩn lại rồi trở về bên ngoài Hoàng Cung. Bây giờ hoàng cung đã tàn tạ đổ nát vô cùng, phần lớn đều biến thành đống hoang tàn, cung điện của hoàng tộc bị hư hại thì đương nhiên phải xây dựng lại, triều thần của Đại Nguyên đã điều đến không biết bao nhiêu thợ xây để làm việc cật lực xuyên đêm, dù ở bên ngoài nhưng cũng có thể nghe thấy tiếng quát tháo đốc thúc, bên trên đã căn dặn nên phải hoàn thành đúng hạn. Ngoài ra còn có khâu khắc cấm chế. Trước đó động tĩnh quá lớn, đến cả tiên trận cũng được dùng, bởi thế không chỉ phá hỏng cung điện, lầu gác mà còn cả cấm chế ẩn. Hơn 60% bí vân đã bị trận Chu Sát bổ cho lung tung hỗn loạn, điều này cũng coi như giúp Triệu công tử, bí vân hư hao sơ hở trồng chất, tùy tiện tìm một cái lỗ là có thể chui vào được. Có vết xe đổ rồi nên, lần này hắn vô cùng cẩn thận. Không cần hỏi cũng biết lúc này Hoàng đế Đại Nguyên đang ở đâu. Hắn đã dùng thiên nhãn đánh dấu trên người Nguyên không, có thể định vị truy tung đối phương. Nhân lúc trời tối, hắn đến bên ngoài một tẩm cung. Cung điện này còn khá nguyên vẹn, hoàng đế đang ở bên trong đó. Có lẽ vì sợ xảy ra sự cố nên ở đây bố trí thị vệ canh gác rất nghiêm ngặt, khắp nơi đều có thị vệ áo đen đi tuần. Kéo ra chém cho ta. Hắn vẫn chưa lẻn được vào trong tẩm cung là đã nghe thấy tiếng quát phát ra từ bên trong. Là tiếng của Nguyên không? Khí thế mạnh mẽ đến mức đến cả cung điện cũng rung chuyển. Phụ hoàng, tha mạng, xin tha mạng. Sau đó là tiếng cầu xin trong nghẹn ngào nức nở. Nghe tiếng thì là thất hoàng tử Nguyên Nhung, tên này mèo mả gà đồng với phi tử của cha mình. Với tính cách tàn bạo của Nguyên không, ông ta không tức giận mới là lạ, dù là con ruột của mình, ông ta vẫn chém như thường. Sau đó,
Nguyên Nhung bị lôi ra, đầu tóc bù xù. Nói chém là chém ngay, các thị vệ không chút nương tình, một đao xuống dưới là đầu lìa khỏi cổ. Triệu Bân không nhìn mà lẻn vào trong tẩm cung. Đập vào mắt hắn là cả đám phi tần dịu dàng quý phái đang quỳ bên ngoài phòng của hoàng đế. Triệu Bân xem mà thổn thức, không hổ là hoàng đế, chắc tam cung lục viện 72 phi tần đều đã ở đây hết. Về điểm này thì Long Chiến không thể bì lại được. Nhưng có một thứ, Nguyên không không bằng được Long Chiến. Vợ nhiều thì có tác dụng gì, bất cứ ai có mặt ở đây đều không thể sánh bằng sắc vóc của Hoàng Phi Vũ Linh. Cả thế giới đều phải công nhận bà ấy là đệ nhất mỹ nữ của đại hạ. Nguyên không gọi các phi tần đến không phải để mở cuộc họp mà là để giải tỏa. Tối nay đại Nguyên tổn thất nặng nề, vừa lúc bắt quả tang phi tử và hoàng tử vụng trộm, ông ta đã tức điên trong lòng nên phải giải tỏa thôi. Sự thật đúng là như vậy, áp tai vào vách tường là có thể nghe thấy rất rõ tiếng phụ nữ rên rỉ và tiếng đàn ông thở dốc, long sàng kéo kẹt không ngừng, cực kỳ có nhịp điệu. Chuyến này không uổng công. Triệu Bân nói một câu thấm thía, sau đó hắn xuyên tường, nhẹ nhàng đi vào phòng. Đập vào mắt là cảnh hót hòn họt, chẳng khác gì tường thuật trực tiếp. Lúc này, đến cả Tú Nhi đang chiến đấu với Nguyền Rủa cũng trở nên tỉnh táo, chờ mỗi cảnh đấy để lấy tinh thần. Ai? Nguyên không có cảm ứng cực nhạy, ông ta đột nhiên đứng dậy. Triệu Bân lại khá thản nhiên, hắn đã ngồi xuống bàn, lấy vỏ rượu ra, cầm ly lên rồi tự rót tự uống. Ngươi, là Cơ Ngân. Nguyên không vừa bước xuống giường, hai mắt trợn trừng, chân lùi ra sau, ánh mắt đầy vẻ không sao tin nổi. Rốt cuộc tên này là quái thai gì vậy? Thế mà vẫn còn sống được sao, đến cả trận chu sát cấp tiên mà cũng không tiêu diệt được hắn à? Thực tế thì tiên trận có thể diệt Triệu Bân. Nhưng tiền đề là phải đánh chúng hắn mới được. Đi cùng vãn bối một chuyến nào. Lần này Triệu Bân lại dùng đến câu đó. Hoàng đế Đại Nguyên đâu rảnh mà trả lời hắn mà quay đầu bỏ trốn ngay, ông ta hét lên thất thanh trong đêm tối hộ giá. Ngươi chạy được chắc? Triệu Bân nhanh như một tia chớp, chặn đứng Nguyên không? Hắn không thèm nhiều lời mà dùng di đánh hiền quất đối phương. Một tiếng bếp vang lên giòn giả xét thấy Nguyên không rất giỏi chịu đòn, hẳn quất roi đó khá mạnh. Hộ! Bốp! Nguyên không vẫn chưa kịp hét lên thì Triệu Bân đã quất tiếp roi thứ hai. Vẫn là roi đánh hồn có tác dụng, sau roi đó thì cả thế giới đã trở nên yên tĩnh. Binh! Triệu Bân giơ tay, tóm lấy Hoàng đế Đại Nguyên rồi rời khỏi. Lúc đi, hắn còn không quên liếc nhìn lên chiếc giường kia, mặt mày hai phi tử đều trắng bệch, cả hai ôm chăn. Nhìn hắn với ánh mắt kinh hãi, uy danh của Thánh tử Thiên Tông phần lớn đều được đồn là người tàn nhẫn. Ta chỉ bắt người, không cướp sắc. Triệu Bân không quan tâm, thần thái của hắn đã nói lên tất cả. Cứu giá! Tiếng la hét vang khắp bên ngoài phòng. Rất nhiều thị vệ áo đen vây chặt lấy tẩm cung. Một số nhanh chân đã xông vào trong, nhưng lại bị văng ra ngay lập tức. Các thị vệ vẫn chưa kịp xông tới thì Triệu Bân đã bước ra. Nhìn thấy là ai, mọi người nghệt mặt ra, má nó, là Cơ Ngân à? Sao hắn vẫn còn sống? Tránh ra! Triệu Bân một tay cầm kiếm, một tay tóm lấy Hoàng đế Đại Nguyên. Hắn đi như nơi không người, bùa hộ mệnh đang nằm trong tay hắn thì ai dám ngăn cản? Chẳng ai dám tiến lên, cũng không có ai tiến lên, người đang nằm trong tay Triệu Bân không phải là giả mà là Hoàng đế Đại Nguyên chân chính, bọn họ có cơ sở để tin rằng. Nếu mình dám manh động thì hoàng đế sẽ hồn siêu phách tán ngay. Quỳnh! Triệu Bân giẫm chân búng lên trời khiến không gian không chuyển. Vốn dĩ hoàng cung Đại Nguyên đã nghiêm cấm ngự không mà đi nên thường ngày không ai dám di chuyển bằng cách đó, vì nơi này có cấm chế ẩn, bất cần chút là sẽ bị trận pháp nổ chết. Nhưng giờ cấm chế đã bị hư hại, phần lớn trận pháp không thể hoạt động, chuyện này thì Triệu Bân đã biết từ sớm, nếu không hắn cũng đâu dám di chuyển bằng như vậy. Để hoàng đế lại, các thị vệ áo đen hét lớn rồi ào ào xông lên không trung. Triệu Bân dùng ngự kiếm phi tiên đáp lại bọn họ, kiếm khí bay dập trời, máu văng tung tóe. Cơ Ngân, người vẫn còn sống sao? Theo cùng tiếng la hét là số động cao thủ vậy đến từ bốn phía. Triệu Bân không dừng lại, lần này hắn bắt hoàng đế thật, để xem kẻ nào dám mạnh động. Khỏi phải nói chứ thực sự chẳng ai dám tấn công. Cường giả tập trung lại tuy nhiều. Nhưng cũng chỉ vây chặt quanh hắn. Đêm đen u tối nhưng đế đô Đại Nguyên không hề yên tĩnh, giống như lúc trước, vệ binh được điều động tới, vây quanh hoàng cung đổ nát.
Cường giả Đại Nguyên đang ở đế đô, trưởng giáo và các trưởng lão hộ Long Tông cũng xuất phát cùng một lúc, sắc mặt rất khó coi. Đến cả tiên trận cũng không giết nổi Cơ Ngân. Sao thế nhỉ? Lại có người tới Hoàng Cung gây sự à? Cơ Ngân còn gục rồi, ai dám tìm kích thích nữa thế? Tiếng xì xào bàn luận nổi lên khắp hang cùng ngõ hẻm, đêm tối dài đằng đẵng này sao mà lắm chuyện kỳ khôi thế? Đùng! Trong tiếng bàn tán, bầu trời lại phát ra một tiếng nổ lớn. Bốn pháp sư hộ quốc của Đại Nguyên đã đánh thức trận chu sát cấp tiên. Thế nhưng, không đợi mây đen bao trùm, không đợi sấm chớp đi đùng đã thấy hoa văn trận pháp hỗn loạn, điên cuồng lao tới lao lui không hề ổn định. Đúng là họ đã lưu chuyển trận pháp cấp tiên, thế nhưng không có uy thế hủy diệt. Thế này, bốn pháp sư hộ quốc đồng loạt biến sắc, bấy giờ mới biết tiên trận xuất hiện vấn đề. Hay nói cách khác, các góc trận đã bị phá hỏng quá nhiều, đến mức trận chu sát không thể vận hành bình thường được nữa. Chết tiệt! Pháp sư hộ quốc hầm hừ, không cần hỏi cũng biết ai đã làm hỏng. Bốn người bỏ mặc trận pháp, chạy thẳng tới Hoàng Cung. Bất kể thế nào cũng không thể để Cơ Ngân đưa Hoàng đế đi, tạm thời không nói tới việc họ mất mặt hay không, nếu Hoàng đế bị đưa tới tiền tuyến thì sẽ gây ra đả kích mang tính hủy diệt cho sĩ khí. Để Hoàng đế lại! Tiếng gào giận dữ này từ trong Hoàng Cung vang vọng khắp đế đô. Triệu công tử cũng là một người tùy hứng, ghét nhất phải nghe người ta hô to gọi nhỏ, mỗi khi nghe thấy bốn chữ này sẽ chém thêm một nhát lên người Nguyên Không, ngụ ý rất rõ ràng, dám gào thêm nữa, lão tử sẽ chém. Cơ Ngân, ngươi không đi được đâu. Trưởng giáo hộ Long Tông lao tới, uy nghiêm vô cùng. Triệu Bân không nhiều lời, chém ra một luồng kiếm khí. Đùng! Trưởng giáo hộ Long Tông vung trưởng hất bay nó, trở tay chém ra một kiếm cách khoảng không. Triệu Bân rất tự giác, đặt Nguyên Không trước mặt mình như một lá chắn bằng thịt, vết máu phụt ra ngay sau đó rất chói mắt. Nhát kiếm của trưởng giáo hộ Long Tông vô cùng bá đạo, suýt chút nữa đã tiến Hoàng đế Đại Nguyên lên trời rồi. Ngươi! Trưởng giáo hộ Long thở không đúng nhịp, suýt chút nữa là hộc máu. May mà lão ta giữ lại vài phần sức, nếu tung hết sức chiến đấu, chắc Nguyên Không đã toang rồi. Đùng, binh! Hộ quốc pháp sư tới rồi, hư không rung lên bần bật. Dù khí thế ngút trời vậy thôi, họ cũng không dám manh động. Bốn vị hoàng tử cũng đã đến. Bề ngoài họ tỏ ra hết sức chính nghĩa, nhưng trong lòng mỗi người lại có suy tính riêng. Nếu có thể, họ không ngại tiêu diệt luôn cả phụ hoàng lẫn Cơ Ngân. Phụ hoàng chết rồi, Đại Nguyên sẽ không có hoàng đế, mà họ là hoàng tử. Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể đăng cơ. Đây là sức hấp dẫn chết tiệt của quyền lực. Khi tới một lúc nào đó, không có kẻ tàn bạo nhất, chỉ có kẻ tàn bạo hơn. Không chỉ riêng họ có suy nghĩ này mà các thế lực sau lưng họ cũng đang tính toán thiệt hơn, ai cũng muốn nâng đỡ hoàng tử mà mình ủng hộ lên hoàng vị. Nhân lúc loạn lạc giết hoàng đế, cũng không phải ý tưởng tồi. Là ta đánh giá thấp Đại Nguyên rồi. Triệu Bân lầm bầm. Có thể cảm nhận được rất nhiều sát khí đang nhắm vào hắn. Tất nhiên hắn cũng cảm nhận được, rất nhiều sát khí đang nhắm vào Hoàng đế Đại Nguyên. Có vẻ như nội bộ Đại Nguyên cũng rằng có phức tạp không kém gì Đại Hạ, có kẻ thật lòng muốn bảo vệ Hoàng đế, mà kẻ muốn Nguyên Không chết cũng nhiều như sao trời. Hoàng đế chết rồi, một số người sẽ leo lên Hoàng vị. Đó là Cơ Ngân sao? Bên ngoài Hoàng cung, cuối cùng họ cũng nhìn rõ đó là ai? Là thánh tử của Thiên Tông, hóa ra hắn vẫn còn sống. Còn nữa, người mà hắn đang xách trong tay, là hoàng đế của Đại Nguyên sao? Chẳng trách đội hình lớn như vậy. Nhiều người trong thiên hạ chấn động, sau đó cũng cảm thán. Thánh tử Thiên Tông hay ho thật, từng thoát được tử nạn ở Nam Vực, vậy mà không lên chiến trường lại chạy tới đế đô Đại Nguyên gây sự. Trước đó hắn thoát được tiên trận chu sát, bây giờ chạy tới Hoàng cung Đại Nguyên, còn bắt sống hoàng đế. Nhìn khắp dòng chảy lịch sử, chắc không thể tìm được người nào như vậy nữa. Sao có thể vẫn còn sống chứ? Những kẻ phản bội Đại Hạ cảm thấy cuống quýt. Những người như Hoa Đô hay Nghiêm Khang, sắc mặt đã tái nhợt. Nếu để Cơ Ngân còn sống mà rời đi, sớm muộn gì cũng có ngày hắn tìm họ tính sổ. Tránh ra! Đi qua một khu vực, Triệu Bân lại hét lên đầy hung hãn. Dứt lời đã thấy có người ra đòn tấn công. Cùng không biết là người của hoàng tử nào, nhát kiếm của hắn vô cùng bá đạo, thoạt nhìn thì giống như nhắm vào hắn, thực chất là nhằm vào Nguyên Không trong tay hắn, tung nhát kiếm tuyệt sát. Không chỉ kẻ đó,
bốn phương tám hướng đều có nguôi ra tay. Lại là đạo mang kiếm quang, quyền ảnh trương ấn bay ngập trời. Đa số đòn tấn công đều nhắm vào nguyên không, quá nhiều người muốn ông ta chết. Khốn kiếp! Bốn pháp sư hộ quốc trông thấy mà phẫn nộ. Cơ Ngân chết, họ không đau lòng, nhưng nếu hoàng đế bị tiêu diệt, đó là sẽ một kiếp nạn. Giết! Giết hắn đi! Bốn vị hoàng đế gào thét trong lòng, đôi mắt đỏ ngầu khát máu. Hắn trong miệng họ vừa chỉ Cơ Ngân vừa chính phụ hoàng của họ, quyền lực chí tôn vô thượng đã khiến họ phát điên, máu lạnh vô tình. Nếu để Cơ Ngân đi thật thì họ không còn cơ hội này nữa, đêm nay là thời cơ ngàn năm có một. Giết! Nhiều người hầm hừ, dùng tới chiêu thức tuyệt sát. Không biết họ muốn giết Thánh Tử Thiên Tông hay muốn giết Hoàng đế Đại Nguyên. Ai cũng có suy tính riêng, dẫn tới hiện trường trở nên hỗn loạn, tới cả trưởng giáo hộ Long Tông và bốn pháp sư hộ quốc cũng không trấn áp nổi. Các thế lực đang nghĩ gì thế, vào thời khắc then chốt này mà dám gây nội loạn. Đùng, binh! Bí thuật đầy trời rơi xuống, hư không rung chuyển. Người ngoài nhìn vào mà run rẩy, bao nhiêu đòn tấn công như thế, cao thủ thiên võ cũng không đỡ nổi đâu. Triệu Bân chỉ cười khẩy, hắn rất vững lòng. Khi đòn tấn công sắp ập tới, hắn đột nhiên biến mất. Hắn đã ra khỏi hoàng cung, trong phạm vi của trận pháp triệu hồi ngược hướng, hắn không muốn đối đầu cũng không cần thiết phải đối đầu, cứ mang theo hoàng đế Đại Nguyên liên tục truyền tống là được. Nguyên không chịu đòn giỏi lắm. Chịu thêm vài vết nứt không gian cũng chẳng sao. Cho dù không chịu nổi, chẳng phải vẫn còn hắn đó sao? Trước khi tới chiến trường của đại hạ, hắn sẽ bảo vệ nguyên không thật tốt. Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, khói bụi tan đi. Không thấy bóng dáng Cơ Ngân, cũng không thấy hoàng đế Đại Nguyên. Chết rồi sao? Người chứng kiến đều nghĩ như vậy. Nhất là bốn vĩ hoàng tử Đại Nguyên, con người của họ sắp nứt ra rồi. Nhìn vào thần thái của họ, không biết mấy người này đang lo lắng hay vui mừng. Rốt cuộc Cơ Ngân và phụ hoàng của họ đã chết chưa, hồn bay phách tán cả rồi ư. Ta trốn nè. Triệu Bân rất dư sức, hắn truyền tống thêm lần nữa. Cứ với đà này, thêm vài ba lần nữa là hắn trốn ra khỏi đế đô. Keng. Hắn vừa mới thoát khỏi trận pháp đã thấy kiếm mang đen thui lao tới trước mặt. Kiếm mang mang theo kiếm uy vô tận, nhắm thẳng vào hắn. Kiếm ý đáng sợ khiến hắn run rẩy, bởi vì người ra tay không phải kẻ tầm thường, nhìn kiếm uy thì đây chắc chắn là cao thủ thiên võ chuẩn chỉnh. Không nghĩ nhiều, hắn xoay kiếm chắn ngang trước người. Kiếm mang đánh trúng vào huyết kiếm, không hề sai lệch, làm lóe ra ánh sáng trắng. Có lẽ vì không ngờ tới hoặc dồn sức không đủ nên Triệu Bân bay ngược ra sau vì chấn động, va vào một tòa lầu gác nguy nga làm nó đổ sập, tiếng nổ lớn vang lên kinh động tới các cường giả Đại Nguyên ở phương xa. Vẫn còn sống. Cường giả Đại Nguyên tỏ ra kinh ngạc. Chỉ mới một loáng, làm sao Cơ Ngân đã chạy tới bên đó rồi. Đùng. Triệu Bân đứng thẳng người, dậm chân làm nền đất nứt ra. Tới lúc ấy hắn mới nhìn rõ kẻ ra tay, là một lão già mặc mãng bào, trông có vẻ khá giống Hùng Thương. Khí huyết cuồn cuộn tuôn trào, uy thế ngút trời, uy lực đè nén của thiên võ tung hoành bốn phương, đất trời ầm ầm rung chuyển. Khỏi cần nói cũng biết đây là nhân vật tầm cỡ lão tổ của Đại Nguyên, chắc hẳn là có quan hệ huyết thống với Hùng Thương. Lão ta mạnh hơn Hùng Thương khá nhiều. Triệu Bân nhìn mà hai mắt nheo lại thành đường thẳng. Khí vận không lừa nổi kẻ khác, lão ta có thể nhìn thấu thuật triệu hồi ngược hướng của hắn là đủ biết đây không phải cao thủ thiên võ tầm thường. Trông phong trần mệt mỏi thế này, chẳng lẽ vừa quay về từ chiến trường sao? Lão tổ! Trông thấy lão già mặc mãng bào. Cường giả Đại Nguyên lộ rõ vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng có người trấn áp cục diện rồi, cao thủ thiên võ hàng thật giá thật. Cơ Ngân, người bắt nạt Đại Nguyên quá đáng, cao thủ kia điềm tĩnh nói. Đúng là nực cười, Triệu Bân quát lại, Đại Nguyên của ngươi dùng vó ngựa náo loạn đại hạ ta thì được, nhưng ta tới Đại Nguyên của ngươi dạo chơi thì không được. Ngạo mạn gây chiến như thế, vãn bối đâu thể không có qua có lại. Đến rồi thì đừng đi nữa. Ta muốn đi. Người cản được chắc. Triệu Bân điềm nhiên đáp lại, quay người bỏ đi thật. Trận pháp triệu hồi ngược hướng vẫn còn đó, cùng lắm chỉ là truyền tống thêm vài lần thôi. Thế nhưng, chưa kịp trốn đi, hắn đã nghe thấy tiếng động lớn trên bầu trời, mây đen vần vũ, sấm chớp đì đùng. Không phải thiên kiếp, mà e là sắp có mưa giông, cơn mưa này rất đột ngột, đến mức Nguyệt Thần cũng không kịp trở tay. Không đi nữa. Ta đây không đi nữa.
có đuổi cũng không đi nữa. Bàn chân vừa mới nhấc lên của Triệu công tử lập tức thu về. Cuộc đời hắn đâu đâu cũng có niềm vui bất ngờ, trước đó xem tinh tượng không thấy mưa rông, thế mà bây giờ lại có, vậy thì còn đi làm gì, không lật tung tòa thành này lên, hắn không còn mặt mũi nào mà đi. Đùng, đùng huỳnh huỳnh, màn đêm tăm tối, mưa to gió lớn kéo đến tung tăng hơn cả mưa gió là sấm rền chớp giật, từng tiếng sấm dậy làm chấn động lòng người, tuy không phải thiên kiếp, nhưng vẫn đủ khiến người hàn khi trên trong để đê sợ tè ra quần, cảm thấy người cứ toát ra. Trời mưa hay sấm sét là hiện tượng tự nhiên, không đáng sợ. Nhưng khi mưa dông gặp phải kẻ không giữ đạo đức võ tu nào đó, vậy thì thê thảm rồi. Trùng hợp ghê, hôm nay kẻ đó ở ngay trong đế đô này. Mà cũng trùng hợp nữa, đêm nay đế đô đại nguyên rất náo nhiệt. Có sấm chớp, Triệu Bân lập tức ngời ngời phong thái, khí chất cũng khác hẳn. Dù có sấm chớp ta cũng vẫn tiêu diệt được ngươi. Cao thủ thiên võ của Đại Nguyên tung một trưởng từ rất xa, khí thế hùng dũng. Triệu Bân bước thẳng lên trời, giống như một luồng sáng cắm vào tầng mây. Đế đô có lệnh cấm bay, hắn vừa lao lên trời đã đụng phải cấm chế, khiến trận pháp đồng loạt thức tỉnh. Cút! Triệu Bân vung kiếm dẫn sấm sét, chọc kiếm phá hỏng cấm chế trên hư không. Hoa văn bí ẩn mà bình thường khó nhìn thấy đều hiển hóa trên bầu trời, như ẩn như hiện. Dù nhãn giới không cao vẫn loáng thoáng thấy được. Nếu không tận mắt chứng kiến, người trong thiên hạ không biết trên bầu trời khắc nhiều hoa văn đến thế, chẳng trách không ai dám dạo chơi ở khoảng không trên đầu đế đô. Bao nhiêu trận pháp như vậy, dù là cao thủ thiên võ hứng chịu cũng rất thê thảm. Đùng! Cao thủ thiên võ của Đại Nguyên cũng lên theo, dậm chân huỳnh một tiếng. Nghe đồn thánh tử của Thiên Tông rất giỏi chơi sấm sét, nhưng lão ta không tin. Mưa rông thì đã sao, lão ta đạt tới cảnh giới thiên võ rồi, chịu được hết. Về điều này, Triệu Bân không tán thành. Cảnh giới thiên võ sở hữu căn cơ mà cảnh giới chuẩn thiên không thể bì được, tất nhiên cũng chịu nổi sấm sét. Nhưng cũng chỉ là chịu nổi thôi, còn chịu nổi bao nhiêu luồng sấm sét thì phải xem đạo hạnh của người bị sét đánh nữa. Thiên phạt, lôi đình vạn cân. Triệu Bân hô lên đầy kiên định, dẫn dắt hàng triệu tia sét từ trên trời giáng xuống. Cao thủ thiên võ của Đại Nguyên hai mắt lóe sáng, vung tay quét qua tầng không, đánh tan sấm chớp. Người Đại Nguyên trông thấy thì nghĩ lão tổ uy thế ngút trời. Trên thực tế, một trưởng ngời ngời phong thái này lại khiến lão ta rất khó chịu. Đối đầu với sấm chớp khiến cánh tay của lão ta nổ tung, máu thịt lẫn lộn. Cũng không phải vì đạo hạnh của lão ta không đủ mạnh, mà vì sấm chớp do cơ ngân dẫn tới không hề tầm thường, trong đó thậm chí còn ẩn giấu uy lực đáng sợ của thiên kiếp. Cũng phải, người nào đó bị sét đánh suốt ấy mà. Thiên kiếp của hắn trận sau mạnh hơn trận trước, nếu trong cơ thể không còn tàn dư của thiên kiếp mới là bất thường. Lôi đình vạn cân. Triệu Bân lại chém thêm nhát kiếm nữa, vẫn là sấm chớp đầy trời. Cao thủ thiên võ của Đại Nguyên lao ngược lên trời, lấy ra một viên linh châu sáng lấp lánh đặt lên đỉnh đầu. Ánh sáng của linh châu tỏa ra bao trùm cơ thể lão ta, giống như lớp áo giáp màu vàng bảo vệ thể phách cho lão ta. Sấm chớp giáng xuống mà không phá được hào quang. Triệu Bân trông thấy mà kinh ngạc, thứ này chắc chắn là vật của tiên gia. Nếu không phải tiên vật đặc thù thì không ngăn nổi lôi đình vạn cân của hắn. Không hổ là nhân vật cấp lão tổ của Đại Nguyên. Tiêu diệt. Lão ta nhúm lấy một luồng khí màu đen, biến nó thành kiếm khí chém ngược lên trời. Triệu Bân ngó lơ, dùng võ hồn điều khiển khí huyền hoàng cưỡng chế chém đứt kiếm khí màu đen, mà hắn thì dẫn dụ sấm chớp lần thứ ba. Tập trung sức mạnh, chém cho cao thủ thiên võ của Đại Nguyên lảo đảo, viên linh châu màu vàng trên đỉnh đầu cũng rung lên bần bật, kim quang hộ thể trở nên lốm đốm. Vật của tiên gia thì đã sao? Tiên vật nếu chưa được luyện hóa thì không phải báu vật của riêng ai. Thế nên, sức mạnh có thể dùng được vô cùng có hạn, Triệu Bân biết rõ điều này. Nếu đã không thể dùng được sức mạnh đỉnh cao nhất, vậy thì viên linh châu màu vàng đó làm sao chịu nổi sấm chớp hàm chứa thiên uy? Chỉ có chút đạo hạnh vậy thôi sao? Cao thủ thiên võ Đại Nguyên cười lạnh lùng, cưỡng chế ổn định linh châu. Lão ta trở tay, rút ra một lá cờ, bên trên cờ có khắc hoa văn hình thương long sống động như thật, có thể nghe thấy được cả tiếng rồng ngâm. Lão ta cầm cán cờ, phất lấy phất để, tạo ra một loại sức mạnh thần bí khiến cho sấm sét từ trên trời giáng xuống đều bị cuộn ngược trở lại, bổ về phía Triệu Bân. Ngươi dám dùng cả sấm sét do ta dẫn ra sao? Triệu Bân quát lớn,
chấn động cả bầu trời, một kiếm chém thẳng trời xanh. Sấm sét bị bật ngược lại từ trên trời đánh xuống. Lần này, dù cho Thiên Võ Đại Nguyên có phất cờ thế nào chăng nữa thì cũng không thể điều khiển sấm sét được nữa. Vì không thể điều khiển nữa nên lão ta phải lãnh đủ trận sét đó, vốn dĩ linh châu màu vàng lơ lửng trên đầu đã không ổn định, giờ gặp phải sấm sét thì văng ra xa, ánh sáng vàng kim tắt lịm. Không có sự bảo hộ của nó thì chân nguyên hộ thể của Thiên Võ Đại Nguyên liền lập tức bị xé toạc. Sau đó những tia sấm sét liên tục đánh lên người lão ta giống như đao như kiếm, chém lão ta bị thương khắp người, xương cốt và máu văng tung tóe khắp bầu trời. A! À, cao thủ Thiên và Đại Nguyên nên sự khó chịu, dáng vẻ có chút hoảng hốt giật mình, lão ta đã đánh giá thấp cơ ngân, cùng đã đánh giá thấp sấm sét do cơ ngân dẫn ra, nhưng lão ta không sợ vẫn là câu nói đó, lão ta là cảnh giới Thiên Võ. Dù có sấm sét thì người này cũng tự tin là mình có thể giết chết được cơ ngân. Lão ta lại vung tay phất mạnh lá cờ lớn có hình thương long, huyết sát cuồn cuộn ngút trời, có tiếng gầm của rồng trong huyết sát dày đặc, một con rồng khổng lồ lượn tròn từ trong ra, nuốt chửng Triệu Bân vào trong bụng. Luyện diệt, dựa vào nó mà cũng muốn luyện hóa ta sao? Triệu Bân vô cùng bá đạo, vừa mới bị nuốt chửng là hắn đã lập tức chém thủng thân rồng rồi nhảy ra ngoài. Sau đó hắn giẫm một cước khiến con rồng đang bị thương tan thành cho bụi, long khí cũng bị sấm sét đánh tan. Thiên Võ Đại Nguyên rên lên rồi giật ngược người về sau. Lão ta vẫn chưa kịp đứng vững thì Triệu Bân đã dẫn ra sấm sét, đánh từ trên trời xuống. Sau đó, máu me văng tung tóe, cảnh giới Thiên Võ thì đã sao? Vẫn cứ bị chém đến be bét máu thịt thôi, ai nhìn thấy cũng phải run lên, người Đại Nguyên nhìn mà khiếp sợ. Lão tổ không phải là cảnh giới Thiên Võ bình thường, thế mà vẫn đánh không lại cơ ngân. Lão tổ vẫn còn quân át chủ bài chưa dùng đến. Mắt của tứ hoàng tử Đại Nguyên đỏ tươi, tia mong đợi vẫn còn như cũ. So với lão tổ và cơ ngân, mấy hoàng tử chú ý đến phụ hoàng đang bị cơ ngân tóm trong tay nhiều hơn. Nếu như phụ hoàng bị lão tổ ngộ sát thì tốt biết mấy, sau đó lão tổ lại giết chết cơ ngân, vậy chuyện này coi như giải quyết trọn vẹn rồi. Việc còn lại của họ là tranh giành ngai vàng Đại Nguyên. Giống như những gì bọn họ dự đoán, Thiên Võ Đại Nguyên vẫn còn tuyệt chiêu chưa dùng đến. Lão ta trúng đòn hai lần bị thương nặng nên giờ thật sự phải dùng đến tuyệt chiêu. Đó là một lá bùa màu đen, bên trên vẽ đầy những phù văn kỳ lạ, lão ta truyền chân nguyên vào, những hoa văn đó như sống lại. Chậc, chậc, chậc. Nguyệt thần nhìn thấy cũng không khỏi suýt xoa. Thế giới người phàm thật thú vị. Tên Thiên Võ Đại Nguyên này cũng có nhiều bảo bối ghê. Không ngờ lão ta còn có một lá bùa tiên. Nếu đã là bùa tiên, uy lực của nó không phải là thứ mà những lá bùa bình thường có thể bì được. Một khi giải phóng sức mạnh được phong ấn bên trong thì dù là cấp Thiên Võ cũng có khả năng bị nổ thành tro. Bây giờ Thiên Võ Đại Nguyên lại dùng nó để đối phó với cảnh giới chuẩn thiên như Triệu Bân. Từ đó có thể thấy được sự kiêng dè của Thiên Võ Đại Nguyên đối với Triệu Bân, dường như lão ta đã muốn bất chấp mọi giá. Có điều, đệ tử của cô ta cũng xứng tầm với tấm bùa tiên này mà. Về phần có giết chết tên này không thì chưa nói trước được. Vốn dĩ lá bùa này được giữ lại để giết Hồng Nguyên, nên giờ dùng là hời cho ngươi rồi đấy, Thiên Võ Đại Nguyên cười gian ác. Lão ta chĩa kiếm lên trời cao, lá bùa tiên màu đen lơ lửng bên cạnh lão ta như tia sáng màu đen chợt phút thẳng lên trời. Bùa cấp tiên sao, Triệu Bân lầm bầm, hai mắt nhíu chặt lại. Hắn liên tục dùng sấm sét chém xuống nhưng vẫn không làm gì được lá bùa đó. Hay nói cách khác là do tốc độ của lá bùa đó quá nhanh, sấm sét do hắn dẫn ra không cách nào đánh trúng được. Nếu đã là bùa tiên thì đương nhiên phải tiềm ẩn sức mạnh đáng sợ. Khi lá bùa tiến lại gần, hắn có thể cảm nhận rất rõ luồng sức mạnh đó. Bùa tiên quá mạnh, không nên cưỡng chế đối đầu trực diện. Triệu Bân thuấn thân, chạy đến một vùng không gian khác. Điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ là bùa tiên màu đen kia lại như một cái bóng, có thể theo kịp được tốc độ thuấn thân. Đùng! Hắn vẫn chưa kịp chạy, bùa tiên màu đen đã phát nổ. Bất chợt, một quầng sáng màu đen lan ra khắp bốn phía với uy lực hủy diệt, dù nổ trên không nhưng phía dưới cũng bị ảnh hưởng, lầu gác cung điện đều bị nổ tan tành. Các cao thủ có nội lực mạnh bị chấn đến rên rỉ, còn những ai tu vi yếu thì hộc máu tại chỗ. Hắn chết rồi sao? Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn, mắt các cao thủ Đại Nguyên cũng rực sáng. Có lẽ vì uy lực của bùa tiên quá lớn nên khi phát nổ,
nó tạo ra một vùng khói đen lớn khiến không ai có thể nhìn rõ được. Tiền bối, có bản lĩnh đấy. Khói đen vẫn chưa tan hết thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Mọi người vừa nghe thấy giọng nói đó, ai cũng đều giật mình, ánh mắt hoảng hốt thật sự. Lá bùa mạnh đến thế, uy lực mang tính hủy diệt cỡ này mà lại không thể nổ chết Cơ Ngân. Chuyện này sao có thể chứ? Thiên Võ Đại Nguyên vẫn là người bất ngờ nhất, ánh mắt lần này đã là sự ngỡ ngàng không thể che giấu. Lão ta biết rất rõ sức sát thương của bùa tiên, nó còn mạnh hơn cả tiên trận chu sát không hoàn chỉnh trước đó nữa, chẳng ngờ Cơ Ngân bị trúng đòn mà vẫn còn sống được, tên nhóc đó giỏi chịu đòn vậy sao? Đến cả bùa tiên mà cũng không nổ chết được hắn ư. Mây đen tan dần. Cuối cùng Triệu Bân cũng xuất hiện, mặc dù vẫn còn sống nhưng vẻ ngoài của hắn lại vô cùng thê thảm, đầu tóc bù xù, khắp người be bét máu, nhiều chỗ lòi cả xương, chẳng còn ra hình người. Uy lực của bùa tiên rất đáng sợ, hắn đã bị trúng đòn không hề nhẹ. Hắn giữ được mạng là nhờ có nội lực thâm hậu chống đỡ, dù đương đầu trực diện nhưng vẫn không chết, đến cả nguyên không trong tay hắn cũng được bảo vệ, hắn còn sống thì một số người sẽ phải gặp tai ương. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Hắn hét lớn lên, cả trăm ngàn tia sấm chớp cộng hưởng. Đến khi hắn vùng kiếm chĩa xuống dưới, một biển sấm sét bao phủ cả bầu trời. Thiên Võ Đại Nguyên biến sắc, vội vã độn thân chạy trốn. Ngặt nỗi biển sấm sét có tốc độ nhanh hơn, lập tức nhấn chìm lão ta. Sấm chớp vang lên đì đùng, máu văng ra liên tục, tất cả đều là máu của cao thủ Thiên Võ Đại Nguyên. Không biết lão ta đã trúng bao nhiêu mà mỗi một tia sét đánh chúng đều bổ ra từng vết thương đầm đìa máu trên thân lão ta. Đến khi biển sấm sét tan đi, mọi người chỉ nhìn thấy một bóng người đầy máu me. Cơ Ngân bị thương nặng nhưng hình như Thiên Võ Đại Nguyên còn nặng hơn, chẳng còn ra người ngợm gì nữa. Mọi người đều lén nuốt nước bọt, lần này chắc Thiên Võ Đại Nguyên cũng phải quỳ thôi. Mặt mày các cao thủ Đại Nguyên đều trắng nhợt, có vẻ lão tổ sắp không cầm cự được nữa. Lên đường thanh thản nhé. Triệu Bân lạnh lùng lên tiếng rồi giơ cao thanh kiếm đã ướt đẫm máu, mang theo tia chớp hủy diệt. Hắn vừa dứt lời, huyết kiếm đã chỉ về phía cao thủ Thiên Võ của Đại Nguyên. Cùng với một tiếng nổ lớn, hàng triệu tia sét giáng xuống, trên đường đi còn bện lại thành một tia sét màu vàng, lực sát thương của nó mang tính hủy diệt. Không, không không. Lão ta lảo đảo lùi về sau, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp hãi. Tia sét màu vàng kia uy lực quá mạnh, với trạng thái hiện giờ của lão ta, căn bản không thể tránh né hay chống chịu nổi, một khi bị đánh trúng thì chắc chắn hồn lìa khỏi xác, lão ta đã ngửi thấy mùi chết chóc rồi. Gào thét váng trời cũng không có tác dụng gì. Sấm sét giáng xuống vẫn không thiếu tia nào. Phụt! Trong lúc sấm chớp đi đùng, máu tươi tóe ra như những bông hoa. Cao thủ Thiên Võ bị sét đánh thành cho bụi, chết ngay trong tức khắc. Phụt! Những bông hoa máu nở ra từ cơ thể lão ta không chỉ đỏ rực mà còn rất chói mắt. Người trong thiên hạ kinh hãi há hốc miệng, cường giả Đại Nguyên trợn mắt sững sờ, lão tổ bị tiêu diệt như thế ư. Lôi đình vạn cân. Chút tĩnh lặng mới duy trì được vài ba giây lại bị phá vỡ bởi câu nói lạnh như băng này. Triệu Bân chỉ kiếm xuống phía dưới, nhắm thẳng vào các cường giả của Đại Nguyên. Rút lui, mau chóng rút lui. Trưởng giáo Hộ Long Tông quát ầm lên. Lập tức bay người ra sau. Khỏi cần ông ta thừa lời nhắc nhở, ai nấy điện cuồng triển thoát. Thế nhưng, sấm chớp còn nhanh hơn. Cảnh tượng sau đó cực kỳ đẫm máu. Cường giả Đại Nguyên vốn túm tụm một chỗ lập tức bị sét đánh rụng từng mảng, nhiều người đang trốn thì bị sét đánh thành tro, trong đó không thiếu võ tu chuẩn thiên, bây giờ bị sét đánh thì trở nên yếu ớt vô cùng. Gì mà căn cơ, gì mà tu vi, tất cả biến thành vật trang trí. Cao thủ Thiên Võ còn không chịu nổi, huống gì là họ. Không nhìn xem sấm sét này do ai dẫn tới. Cơ Ngân không phải kẻ tầm thường, hắn từng trải qua kiếp thánh thú và kiếp thần thú, cơ thể vẫn còn tàn dư uy lực của thiên uy. Mỗi khi có sấm sét cho dù chỉ là sấm sét từ cơn mưa giông gặp phải hắn cũng sẽ kèm thêm một chút thiên uy, cộng thêm sức chiến đấu cực kỳ khủng khiếp từ bản thân hắn. Với tình huống như vậy, ngoại trừ cao thủ Thiên Võ, chẳng ai dám đối đầu. Tất nhiên, ngoại trừ yêu nghiệt cùng đẳng cấp. Tiếng kêu la thảm thiết chẳng khác nào tiếng gào của lệ quỷ. Trên có quốc sư, dưới có binh tướng, ai nấy đều đang tháo chạy. Đi đâu hả? Triệu Bân một tay xách nguyên không một tay cầm huyết kiếm, vừa đuổi vừa đánh. Hiện trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn,
nơi nào hắn đi qua, sấm chớp như hình với bóng. Hắn đi đến đâu chém đến đó, từ xa nhìn lại, máu me bắn tóe ra hết lần này đến lần khác, đình đài lầu gác liên tục đổ sập, tứ chi rơi vãi, tường xanh ngói đỏ bay ngập trời, màn đêm u ám cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Người trong thiên hạ trông thấy mà khiếp sợ, vội vàng lẩn tránh khắp nơi. Ai cũng biết Thánh Tử Thiên Tông thiếu đạo đức, chỉ sợ nhát kiếm của hắn chỉ lệch. Cảnh tượng thật châm biếm biết bao. Một số lão bối biết điều trốn rất xa, đứng trên mái nhà mà cảm thán không thôi. Trước đó còn ngăn đường không cho Cơ Ngân đi, giờ thì hay rồi, hắn không đi, ngược lại còn giết một lão tổ của Đại Nguyên, đồng thời dẫn dụ sấm chớp thể hiện thần uy, không ai ở đế đô dám đối đầu cùng hắn. Nhìn khắp dòng chảy lịch sử, chuyện này mới chỉ diễn ra lần đầu. Cho dù Hồng Uyên của Đại Hạ tới đây cũng không dám quậy phá đến thế. Vậy mà Trường Giang sóng sau xô sóng trước, chỉ một thanh niên chưa đầy 20 tuổi đã khuấy đảo chiến tích đệ nhất thiên hạ, chỉ một mình hắn cũng dám chạy tới đế đô của Đại Nguyên gây rối. Phụt! Trong những tiếng cảm thán, chợt thấy máu tươi bắn ra. Hóa ra Pháp Sư Hộ Quốc thứ nhất của Đại Nguyên bị Triệu Bân chém đứt đầu. Sau đó tới Pháp Sư Hộ Quốc thứ hai bị sấm sét nhấn chìm, đánh thành cho bụi. Còn Pháp Sư Hộ Quốc thứ ba có vẻ nhanh nhẹn hơn, tuy né được sấm chớp, nhưng bị khí huyền hoàng chém chết tại chỗ. Thê thảm nhất vẫn là Pháp Sư Hộ Quốc thứ tư, bị Cơ Ngân dùng ngự kiếm phi tiên chém thành tám mảnh. Tiêu diệt xong bốn vị Pháp Sư Hộ Quốc, Triệu Bân nhìn chằm chằm vào trưởng giáo Hộ Long Tông. Không hề là chương môn của một giáo phải, tốc độ chạy trốn của ông ta đúng là không đùa được. Còn định đà, Triệu Bân nhanh như chớp, vài ba bước đã đuổi kịp. Trưởng giáo Hộ Long Tông trông rất điện cuồng, đột ngột quay người, ánh mắt lóe lên tia lửa. Keng! Triệu Bân vung kiếm càn quét, tiêu diệt tia lửa điện. Trưởng giáo Hộ Long Tông rên rỉ, lảo đảo lùi về sau. Ông ta còn chưa kịp đứng vững thì sấm sét đã ập tới, lại còn là cả biển sấm sét nên bị nhấn chìm ngay tại chỗ, phá vỡ chân nguyên hộ thể, xé nát thể phách chuẩn thiên. Đường đường là trưởng giáo của một môn phái, lúc này đây hồn bay phách tán. Đến cả một thi thể nguyên vẹn cũng không còn. Triệu Bân không dừng lại, liên tục dẫn dụ sấm sét truy sát. Lại là tiếng rên la và kêu gào vang vọng khắp đế đô. Đi! Người trong thiên hạ vừa xem vừa lùi ra, đến cả các lão bối cũng vậy. Thánh Tử Thiên Tông chém giết đỏ cả mắt rồi, chuồn sớm khỏi đế đô thì tốt hơn. Phụt! Họ vừa mới đi, lại một nhân vật lớn khác bị tiêu diệt. Người này là thống soái Ngự Lâm vệ của Đại Nguyên, cao thủ đạt đỉnh cao chuẩn thiên hàng thật giá thật, chỉ thiếu một chút là tới thiên võ, nhưng cũng không đỡ nổi đòn tấn công của Thánh Tử Thiên Tông, bị nhát kiếm của hắn đâm xuyên qua tim, cơ thể bị sấm sét nhấn chìm. Diệt! Triệu Bân thét lên, dẫn sấm sét cuốn tới Hoàng Cung. Cung điện Hoàng tộc vốn tàn tạ, chỉ trong vài khoảnh khắc đã biến thành đống đổ nát. Nhưng công cuộc sát phạt của hắn chưa dừng lại. Sau Hoàng Cung là Hoàng Thành Đế Đô nguy nga lộng lẫy. Dưới ánh mắt của đám đông, hắn vung kiếm dẫn theo hàng triệu tia sét, ngưng tụ thành biển sấm sét, nhấn chìm từng tấc tấc, đánh sập từng cung điện. Đế Đô Đại Nguyên sừng sững suốt cả ngàn năm bị san bằng thành bình địa, nhiều cường giả Đại Nguyên bị chôn vùi bên trong, thành một đống xương khô. Vẫn chưa hết. Sau Đế Đô là tới Hộ Long Tông. Thánh Tử Thiên Tông thực sự đã chém giết tới mức hai mắt đỏ ngầu. Dẫn sấm sét vào Hộ Long Tông, từng biển sấm sét ngưng tụ nuốt chửng đại điện của Hộ Long, phá hủy từng tòa linh sơn. Các trưởng lão và đệ tử không kịp chạy trốn, không biết bao nhiêu người chết trong đó. Triệu Bân không hề thương tiếc, đã là kẻ địch thì không có gì đáng thương tiếc. Cũng trong khoảnh khắc đó, Nguyên Không đang hôn mê bỗng tỉnh dậy. Đập vào mắt ông ta là một đống hoang tàn và nhếch nhác, Đế Đô và Hộ Long Tông trong trí nhớ đã biến thành cát bụi giữa dòng chảy lịch sử. Long mạch và vận khí của Vương Triều Đại Nguyên đến đây cũng không còn gì nữa. Cơ Ngân. Tiếng gào của ông ta là tiếng gào thét phát ra từ tận linh hồn. Triệu Bân im lặng đến đáng sợ, tiếp tục hành trình chém giết khát máu của mình, đúng hay sai hắn không muốn giải thích, để ông ta tự lệnh ngộ là xong, phát động chiến tranh một cách mù quáng sẽ phải trả giá đắt, non sông Đại Hạ về thì Đại Nguyên cùng đựng hàng hương Thái Bình, với tư cách là hoàng đế của một vương triều, khi hạ lệnh, chắc hẳn ông ta phải nghĩ tới hậu quả này. Sông Tố, không biết khi nào mới dừng lại. Đêm dài cuối cùng cũng đã trôi qua và bình minh đã đến. Tuy nhiên, ánh nắng ban mai ngày hôm nay như nhuốm máu. Triệu Bân đã mang theo Nguyên Không rời đi.
Tuy hắn chưa giết sạch cường giả đại nguyên và còn rất nhiều kẻ đã đào tẩu nhưng hắn cũng không muốn truy sát bọn chúng, hắn chỉ muốn mau chóng quay về đại hạ. Thời buổi chiến tranh hỗn loạn, chỉ cần hắn chậm trễ một giây thì không biết có bao nhiêu người của đại hạ phải ngã xuống. Trước khi rời đi hắn còn không quên thu dọn chiến trường. Hắn đã càn quét sạch sẽ quốc khố đại nguyên cùng bảo bối của Hộ Long Tông bên trong đống phế tích. Thật đáng xấu hổ. Có rất nhiều khán giả ho khan ở phía sau. Bọn họ không phải là người của đại nguyên, chẳng qua chỉ trùng hợp đang ở đế đô đại nguyên, bọn họ từng nghĩ nơi đây là nơi an toàn nhất, kết quả mới biết mình đã chọn sai địa điểm. Chỉ có quỷ mới biết được tại sao Cơ Ngân lại can đảm đến như vậy, ngàn dặm xa xôi chạy tới đây bắt người, san bằng cả đế đô đại nguyên, khiến cho nơi ở của bọn họ ở đế đô đại nguyên cũng trở thành phế tích. Cho nên bọn họ phải chuyển đến sống ở một nơi khác. Chứ chẳng lẽ lại đi tìm Cơ Ngân đòi đền tiền. Đại nguyên chắc chắn sẽ xuống dốc. Nhìn theo bóng dáng Triệu Bân dần dần đi xa, thế nhân thổn thức không thôi. Trong trận chiến này vương triều đại nguyên đã bị tổn thất nặng nề. Một hồi thiên lôi đã khiến cho toàn bộ đế đô đại nguyên bị san bằng, Hộ Long Tông bị san bằng, đương kim trưởng giáo Hộ Long Tông bị giết, toàn bộ pháp sư hộ quốc bị diệt, vô số cường giả thành xương khô, ngay cả hoàng đế cũng bị bắt sống, các quan viên cấp cao của đại nguyên có thể chấp chính cũng đều gần như đã bị Cơ Ngân quét sạch. Chắc chắn không thể khôi phục lại ngày xưa huy hoàng được nữa. Cho nên mới nói, vẫn là Thánh tử Thiên Tông đại quyết đoán. Hắn không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì chắc chắn sẽ để lại sau lưng núi thây biển máu. Vương triều đại nguyên thật sự quá xui xẻo, rõ ràng là một vương triều lớn có thực lực cực mạnh nhưng lại đụng phải một yêu nghiệt nghịch thiên, từ sau trận chiến tại biên quan Đông Nam bị Cơ Ngân tàn sát trăm vạn đại quân thì dường như vận mệnh quốc gia càng lúc càng tuột dốc. Triều Long Đại Hạ được cứu rồi. Có không ít người vuốt râu ý vị thâm trường nói. Không có ai phản bác lời nói này, chỉ cần Cơ Ngân đem Nguyên Không đến chiến trường thì liền có thể ngăn cơn sóng dữ, hắn có thể bắt sống Hoàng đế Đại Nguyên thì cũng có thể bắt sống Hoàng đế của các vương triều khác, nhìn thấy vết xe đổ của Vương Triều Đại Nguyên thì thử hỏi còn có Hoàng đế của Vương Triều nào không e sợ, còn muốn cố chấp đánh tiếp thì chắc chắn kết cuộc sẽ không khác gì Vương Triều Đại Nguyên. Cái gì? Thánh tử Thiên Tông còn sống, lại còn dám chạy thẳng đến Hoàng cung Đại Nguyên. Tin tức như mọc cánh bay đi dưới ánh nắng ban mai, tỏa ra bốn phương tám hướng. Ai nghe xong tin này cũng choáng váng. Tin tức mấy ngày nay liên tục đổi chiều, liên tục tỏa ra bốn phương tám hướng. Đầu tiên là tin tức Cơ Ngân độ kiếp rồi chết tại Nam Vực, sau đó lại là tin Cơ Ngân còn sống và chạy đến đế đô Đại Nguyên bắt người, lại có tin hắn bị vây công, bị tiên trận tru sát. Bây giờ lại nói hắn đã thành công san bằng đế đô đại nguyên, vậy rốt cuộc là hắn chết hay không chết? Có rất nhiều người không tin còn chạy đến đế đô đại nguyên xem thử. Vừa chạy đến thì mới thấy tin tức cuối cùng chính xác. Hắn đúng là đã sang bằng quê hương của người ta. Làm hay lắm. Mấy người thương khung còn đang ở Nam Vực gây rối, vừa nghe tin thì đã tặc lưỡi thổn thức, Triệu công tử đúng là to gan lớn mật. Không ở chiến trường đại hạ chém giết mà chạy thẳng đến đế đô đại nguyên giải quyết tận gốc rễ vấn đề. Hơn nữa hắn còn làm cho thiên hạ đại nguyên phải đảo điên. Nếu như tin tức không sai thì cái tên đó đã quét sạch toàn bộ quan viên cấp cao của đại nguyên. Bọn họ cũng đang làm việc lớn nhưng nhìn kết quả của bọn họ và kết quả của Triệu Bân thì chẳng khác nào một trời một vực, không có so sánh thì không đau thương. Hôm nay Triều Long đại hạ yên tĩnh đến đáng sợ. Hầu hết mọi người đều đã nắm tin tức trong tay, ngay cả Long Chiến cùng Hoàng Phi cũng không ngoại lệ, nét mặt của ai cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc, kinh hãi. Đủ mọi loại biểu cảm, Thánh tử Thiên Tông chạy thẳng đế đế đô Đại Nguyên, san bằng Hộ Long Tông, bắt sống Hoàng đế Đại Nguyên. Mỗi một chiến công đều vô cùng chói mắt. Hay lắm, thật lâu sau mới nghe thấy Long Chiến cười lớn nói. Sự yên lặng bị phá vỡ, triều đình bắt đầu ồn ào sôi sục. Nỗi lo lắng mấy ngày qua đều trở thành hư không, Thánh tử Thiên Tông đúng là đại quyết đoán. Hắn đã làm ra một chuyện khiến cho ngay cả quỷ thần cũng phải kinh sợ để thay đại hạ ngăn cơn sóng dữ. Hoàng đế Đại Nguyên đã bị bắt sống, để xem còn vương triều nào dám tấn công bọn họ nữa. Về phần hoàng đế của các vương triều khác thì đều hết sức bối rối, nhưng nói thực ra bọn họ không thế nào tin được chuyện này. Bọn họ vẫn nghĩ tin tức này chỉ là do đại hạ tung hỏa mù để tranh thủ được thời gian nghỉ ngơi. Đừng nghe lời đồn, giết cho ta. Hoàng đế của các vương triều khác vẫn tiếp tục hạ lệnh gây chiến. Chiến.
Tuy các vương triều khác không tin nhưng tướng sĩ đại hạ thì vô cùng tin tưởng chuyện này. Chính bởi vì bọn họ vô cùng tin tưởng cho nên sĩ khí toàn quân mới dâng cao chưa từng có. Chỉ với một người thực sự có thể xoay chuyển tình thế sao? Những người ở chỗ cao xem nào nhiệt đều đang tự lẩm bẩm một mình. Bạn học nói vậy chứng minh bạn học cùng tin tưởng vào lời đồn tin tưởng cơ ngân thật sự đã san bằng đại nguyên, cho dù chỉ là lời đồn nhưng đã có thể khiến cho tưởng sẽ đại hạ bộc phát chí ý ngập trời. Nếu cơ ngân mang theo hoàng đế đại nguyên đáp xuống chiến trường thì không biết cục diện còn trở thành thế nào nữa. Bọn họ đều đang chờ thánh tử Thiên Tông xuất hiện. Dù sao đường xá xa xôi, chắc cũng phải đợi thêm một thời gian nữa thì cơ ngân mới đến nơi. Quác! Đại bằng kêu lên, lướt qua bầu trời như một luồng sáng vàng. Triệu Bân đứng trên nó vô cùng oai phong lẫm liệt, một tay xách theo nguyên không một tay cầm theo huyết kiếm, sát khí đáng sợ mãnh liệt quay cuồng, trên đường đi còn khiến cho hư không ông ông chấn động, người qua đường nhìn thấy hắn đều cảm thấy hai chân như muốn nhũn ra. Lời đồn không sai, kia thật sự là cơ ngân. Ngoại trừ hắn thì làm gì còn cường giả chuẩn thiên nào có sát khí đáng sợ đến như vậy chứ? Kẻ mà hắn đang xách theo có lẽ chính là hoàng đế của vương triều Đại Nguyên. Triệu Bân còn chưa đến chiến trường thì đã nghe thấy âm thanh kinh hãi vang lên khắp nơi, không biết có bao nhiêu người âm thầm nuốt nước miếng, dám chạy thẳng đến đế đô Đại Nguyên gây hấn, sợ là chẳng có mấy người có được lá gan lớn như vậy. Hắn chẳng những dám chạy đến đế đô Đại Nguyên mà còn dám san bằng đế đô Đại Nguyên, chuyện mà Thánh tử Thiên Tông làm được đúng là một huyền thoại. Triều Long Đại Hạ đã được cứu rồi. Cùng một câu nói lại được nhắc lại ở nơi đây. Lời đồn đã được chứng thực, Thánh tử Thiên Tông vẫn còn sống, đó chính là một sự răn đe mạnh mẽ, hoàng đế của các quốc gia nếu như còn có đầu óc thì đều lựa chọn hạ lệnh lui quân, bằng không kẻ tiếp theo bị bắt sống sẽ chính là bọn họ. Tình trạng hiện giờ của Vương Triều Đại Nguyên chính là ví dụ đẫm máu nhất. Triệu Bân không nói gì, chỉ đi thẳng đến biên quan Đông Nam. Hoàng đế Đại Nguyên lúc này cũng trầm mặt đến dọa người, cho dù có gầm giống cỡ nào thì cuối cùng ông ta cũng phải chấp nhận hiện thực. Đại Nguyên của ông ta đã bị đánh bại, quan viên cấp cao đều đã bị tiêu diệt gần như sạch sẽ. Đất nước của ông ta rất nhiều năm sau cũng không thể trở về ngày huy hoàng, quốc lực thực sự đã cạn kiệt. Mà kết cục của ông ta cũng không khó để đoán trước. Ông ta đã bị cơ ngân mang ra chiến trường thì chắc chắn cũng không còn có thể ngồi trên ngai vàng được nữa. Tới rồi. Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong lòng. Phóng tầm mắt ra xa hắn có thể nhìn thấy biên quan Đông Nam. Biên quan Đông Nam bây giờ đã chìm trong khói lửa, nhuộm đầy máu tươi, dưới tường thành chất đầy xương cốt. Có xương cốt của binh lính Đại Nguyên mà cũng có xương cốt của binh lính Đại Hạ. Khó có thể tưởng tượng đại chiến đã diễn ra thảm thiết đến cỡ nào. Hắn chưa dừng lại. Lướt qua biên quan. Biên quan Đông Nam đã bị phá không biết quân Đại Nguyên đã đánh vào tới đâu. Phía sau lưng hắn có rất nhiều người đi theo phần nhiều là tán tu luôn đi theo hắn từ đầu cùng đều là những người đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng huyền thoại. Rất muốn biết tướng sĩ Đại Nguyên khi nhìn thấy hoàng đế của mình bị kẻ địch bắt ra biên quan thì sẽ có thái độ như thế nào. Chắc chắn là bọn chúng sẽ rất khiếp sợ, cùng có thể sẽ cảm thấy rất khó tin lời đền là sự thật. Thây chất thành núi. Máu chảy thành sông. Đó là cảnh tượng mà Triệu Bân đã nhìn thấy trên suốt chặng đường. Sông núi đều bị tàn phá. Giết! Đến một lúc sau hắn liền nghe thấy tiếng thét giết chóc. Tiếng thét truyền ra từ một thảo nguyên rộng lớn, cũng là một chiến trường lớn giữa Đại Nguyên và Đại Hạ. Chiến tranh thảm thiết khiến cho mạng người trở thành cỏ rác, cảnh tượng thây chất thành núi, máu chảy thành sông xuất hiện ở khắp mọi nơi. Quác! Đại bằng sải cánh bay cao, vượt qua chiến trường đẫm máu. Trong chớp mắt đại chiến đột nhiên ngừng lại, toàn bộ tướng sĩ Đại Nguyên cùng tướng sĩ Đại Hạ đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn, xác định đó là Thánh tử Thiên Tông, cũng xác định được người mà cơ ngân mang theo chính là Hoàng đế Đại Nguyên. Thánh tử uy vũ, tướng sĩ Đại Hạ rất phấn khởi, tất cả đều giơ vũ khí lên hò hét. Có rất nhiều người ướt đẫm khóe mắt, đại chiến đẫm máu suốt một tháng, Đại Hạ gần như mất đi một nửa giang sơn nhưng cuối cùng cũng đã chờ được ánh sáng hy vọng. Tuy rằng viện quân chỉ có một người nhưng còn mạnh mẽ hơn trăm vạn hùng binh. Thật sự là bệ hạ sao? So với Đại Hạ thì thần sắc của tướng sĩ Đại Nguyên đều lộ ra vẻ cả kinh, những bộ mặt dữ tợn đều đã trở nên tái nhợt, không thể tin rằng lời đồn là sự thật, cơ ngân thật sự vẫn còn sống, hơn nữa còn đại náo đế đô Đại Nguyên, tiêu diệt cường giả Thiên Võ, san bằng Hộ Long Tông, thậm chí còn bắt sống hoàng đế Đại Nguyên của bọn họ. Đúng như thế nhân dự đoán. Cơ ngân cùng hoàng đế Đại Nguyên đáp xuống chiến trường,
Chuyện này đối với quân đội Đại Nguyên mà nói chính là một đả kích rất lớn, từ thống soái đến binh sĩ đều bất giác lui lại, vũ khí cũng bất giác rơi khỏi tay, hoàng đế đã bị bắt sống, quan viên cấp cao cũng đã bị giết chết gần hết, như vậy thì còn đánh gì nữa? Rút quân. Nguyên không im lặng suốt quãng đường cuối cùng cũng gầm lên vang vọng vòng trời. Đây là mệnh lệnh cuối cùng mà ông ta hạ xuống với tư cách là hoàng đế Đại Nguyên, Cơ Ngân vẫn còn sống cho nên cũng không thể gây chiến tiếp nữa, trấn thủ quốc gia vẫn quan trọng hơn, không thể để các vương triều khác thừa cơ hội nuốt chọn mình. Không cần ông ta hạ lệnh thì quân Đại Nguyên cũng đã rút lui. Tướng sĩ Đại Nguyên nhanh chóng rút lui, toàn quân quăng mũ cởi giáp bỏ chạy. Tướng sĩ Đại Nguyên như thủy triều rút xuống, từ thống soái đến tiểu bệnh đều cắm đầu chạy trốn mà không dám quay đầu lại, sẽ khi đã không còn sót lại một chút nào, cả Ngân đã để lại trong bạn họ một bóng ma tâm lý rất lớn, hệt như ma chú khắc sâu vào trong linh hồn, nếu như hắn đứng đây triệu hồi thiên lôi thì chắc chắn sẽ lại có thêm núi thấy biển máu. Cảnh tượng trước mắt thật sự rất đáng chậm chọc. Tất cả tướng sĩ Đại Nguyên đều bỏ chạy mà không có ai nghĩ đến chuyện cứu hoàng đế. Ngay cả một cái ngoái đầu nhìn lại cũng không có, toàn quân đều chỉ lo chạy trối chết, hơn phân nửa đều tìm được cho mình một lý do rất tốt, đích thân hoàng đế đã hạ lệnh rút quân. Thật sự, nực cười. Mấy lão bối đứng trên cao nhìn thấy đều giật giật khóe miệng. Hoàng đế Đại Nguyên thật sự quá kém cỏi. Ít nhất thì ông ta thật sự kém cỏi hơn Long Chiến rất nhiều, nếu như Long Chiến bị bắt thì chắc chắn toàn bộ triều Long Đại Hạ sẽ dốc hết quốc lực đi cứu. Cho dù không cứu được thì cũng sẽ không thể hiện rõ ràng ra mặt như vậy. Nguyên không bật cười tự giễu mình. Ông ta đường đường là hoàng đế của một quốc gia, sau ngày hôm nay ông ta mới thật sự nhận ra mình kém cỏi đến cỡ nào. Trước đây ở đế đô, tuy ông ta ngự trên ngôi cao nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sát ý đến từ tứ phương, chỉ có quỷ mới biết được có bao nhiêu người muốn ông ta chết, trong đó còn có cả những đứa con trai của ông ta. Ông ta đúng là một hoàng đế thất bại. Ngay cả tình phụ tử bình thường cũng không thể có được. Giết! Đó là tiếng gầm giống phát ra từ tận linh hồn của tướng sĩ Đại Hạ. Đại quân Đại Nguyên bỏ chạy, toàn quân Đại Hạ phản công, phải đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi Đại Hạ, thừa thắng xông lên, không giết chết được bọn chúng thì làm sao có thể xứng đáng với núi sông bờ cõi. Triệu Bân không đuổi theo, hắn cùng với Nguyên không biến mất vào bóng đêm. Vương triều Đại Nguyên đã rút quân nhưng các vương triều khác vẫn chưa rút quân. Rút. Tất nhiên là phải rút. Sau khi biết Thánh tử Thiên Tông đã đáp xuống chiến trường thì hoàng đế của các vương triều khác cũng đều hạ lệnh rút quân, không có ai muốn bước vào vết xe đổ. Của vương triều Đại Nguyên, cũng không có ai muốn biến thành Nguyên không thứ hai. Nhưng những tiếng thét giết chóc vẫn chưa dừng lại. Tướng sĩ Đại Hạ trên khắp các chiến trường đều đang phản công. Vậy là rút quân rồi sao? Không rút thì chờ để quốc gia mình bị san bằng hay sao? Nếu như Lão Phu là hoàng đế của các vương triều kia thì chắc chắn sẽ tiếp tục hạ lệnh công phạt Đại Hạ, để xem Cơ Ngân đến san bằng quốc gia của mình trước hay là Đại Hạ bị san bằng trước, còn mợ nó đang có ưu thế như vậy tự nhiên lại đi rút quân. Nói thì dễ hơn làm. Ngươi thật sự nghĩ các vương triều kia sẽ thật lòng liên minh chống địch sao? Các vương triều kia vốn từ đầu đã không đoàn kết, mỗi vương triều đều có suy tính riêng, đều sợ bị mất nước. Trong liên minh này làm gì có ai tin tưởng ai, đó chính là điểm mấu chốt. Nếu như đặt ngươi ở vị trí hoàng đế của các vương triều thì chắc chắn ngươi sẽ không nghĩ như vậy. Trong đêm đen, tứ phương không một chút yên tĩnh. Lúc nào cũng có mấy lão già tụ tập lại nói chuyện vô nghĩa, chủ yếu là bởi vì chuyện đã không còn vui nữa, bọn họ còn muốn xem cảnh tượng lớn hơn, đã bày ra trận trượng lớn như vậy rồi thì phải tiếp tục đánh đi chứ. Như vậy thì bọn họ mới có cơ hội té nước theo mưa chứ. Nhưng tất cả mọi người đều biết các vương triều khác sẽ không tiếp tục đánh nữa. Tất cả các quốc gia đều đã nhìn thấy thủ đoạn của Thánh tử Thiên Tông, trong tình huống các vương triều không hề tin tưởng lẫn nhau thì làm gì có kẻ nào dám tiếp tục liều mạng xông lên phía trước để Cơ Ngân tiếp tục đến quốc gia của họ san bằng. Cuối cùng thì trước mặt vẫn là một mối uy hiếp rất lớn. Mối uy hiếp lớn đó chính là Thánh tử Thiên Tông, hắn không phải là kẻ mà bọn họ có thể tùy tiện khiêu khích, Cơ Ngân đã cho các quốc gia một ví dụ rất tốt. Nếu như còn muốn tìm kích thích thì vương triều Đại Nguyên chính là vết xe đổ mà các người phải nhớ. Chờ xem, chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Có rất nhiều người nghĩ như vậy. Đại Hạ đã chịu tổn thất lớn như vậy, đã đánh mất cả nửa giang sơn, không biết đã có bao nhiêu con dân đã bỏ mạng, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, chắc chắn sẽ phản công xử lý quân đội của từng quốc gia một,
Giết! Chiến hỏa đã thiêu đốt Đại Hạ suốt một tháng không dứt. Cho đến khi liên quân các quốc gia bị đuổi ra khỏi biên quan thì tiếng gầm giống giết chóc mới mai một. Mọi chuyện đã kết thúc, trận chiến lớn nhất trong lịch sử kéo dài 2 tháng cuối cùng đã kết thúc trong đêm đen, các vương triều lớn liên hợp công phạt Đại Hạ cuối cùng lại một lần phải gánh chịu thất bại, thậm chí một trong số những vương triều mạnh nhất còn bị san bằng. Uy danh của Thánh tử Thiên Tông lại truyền khắp tứ hải bát hoang. Mà hai chữ Cơ Ngân cũng đã được ghi tạc vào trang sử huy hoàng. Sau khi trận chiến kết thúc, các quốc gia đều bế quan tỏa cảng. Lúc gây sóng gió ở Đại Hạ thì các quốc gia đều hùng hổ hò hét thị uy, vậy mà bây giờ đều ngoan ngoãn phòng thủ, chủ yếu là trấn thủ đế đô của mình, chỉ sợ kẻ nào đó không biết nói võ đức đột nhiên lại chạy đến bắt người. Đặc biệt là Vương Triều Đại Nguyên. So với các vương triều khác thì Vương Triều Đại Nguyên lúc này là sóng gió nhất. Ngẫm lại cũng chẳng có gì lạ, ngay cả hoàng đế cũng đã bị bắt đi rồi, đế đô cùng Hộ Long Tông lại bị san bằng, trưởng giáo Hộ Long Tông, pháp sư hộ quốc cùng với các quan viên cấp cao gần như đều đã bị giết sạch sẽ, quốc gia có thể yên ổn mới là lạ. May mắn là nội tình của Đại Nguyên vẫn còn dày. May mắn Đại Nguyên vẫn còn cường giả Thiên Dê bạn học đã rút khỏi chiến trường thiên và trừ về quốc gia, vừa về đến nhà thì đã không thể đứng vùng nổi, trong nháy mắt liền đào 18 đời tề tông của Cơ Ngân lên mà mắng. Mắng xong, thì vẫn phải giải quyết cục diện rối rắm. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là xây dựng lại đế đô Đại Nguyên, sau đó chọn một vị hoàng đế Đại Nguyên mới làm người chủ trì đại cục trên danh nghĩa. Vì chuyện này cho nên 4 vị hoàng tử thoát chết trong trận chiến đều tỏ ra rất hăng hái, một lòng một dạ muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hoàn toàn không để ý đến phụ hoàng bị bắt đi của mình. Đối với đám người này thì xem ra ngôi vị hoàng đế quan trọng hơn phụ hoàng của mình rất nhiều. Nếu như Nguyên không biết chuyện này thì không biết sẽ có suy nghĩ như thế nào. Sau chiến tranh, Đại Hạ cũng rơi vào tình trạng tiêu điều. Dù đã trôi qua nửa tháng nhưng xương máu vẫn còn bay đầy trên không trung. Khắp nơi đều vang lên tiếng khóc thương, một trận chiến hỏa quét qua Đại Hạ không biết đã khiến cho bao nhiêu người chết trận, có rất nhiều người ngay cả thi thể cũng không giữ lại được, tất cả đều là những tướng sĩ đáng kính, tên của họ sẽ được người ở lại khắc ghi và truyền thừa mãi mãi. Để thế hệ mai sau ghi nhớ rằng nền hòa bình hôm nay đã được ông cha xây đắp bằng chính máu xương của mình. Trải qua một trận chiến loạn, toàn bộ Đại Hạ cần phải nghỉ ngơi lấy sức. Khắp các biên quan và thành cổ đều đang được tiến hành trùng tu. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, một khi bọn họ vực dậy được sức mạnh quốc gia thì nhất định sẽ đi xử lý từng kẻ thù một. Đêm, đế đô Đại Hạ, Triệu Bân mang theo hoàng đế Đại Nguyên vào hình tháp. Không sai. Hắn vẫn đang nắm trong tay hoàng đế Đại Nguyên, và cũng không định mang ông ta trở về. Cho dù có thể trở về thì Nguyên không chắc chắn cũng không thể tiếp tục làm hoàng đế, chỉ vì ông ta mà Vương Triều Đại Nguyên đã mất hết mặt mũi. Chuyện này Nguyên không đã sớm giác ngộ. Trong Vương Triều Đại Nguyên của ông ta không thiếu người có thể làm hoàng đế. Tầng 9 hình tháp. Triệu Bân mang Nguyên không vào nơi từng giam giữ Đan Phượng Phù Dung. Nguyên không vẫn trầm mặc đến dọa người. Không biết là do nản lòng thoái chí hay là do bị đả kích quá nặng mà ánh mắt ông ta nhìn Triệu Bân đã trở nên đờ đẫn, chỉ có chút ít thù hận, phần nhiều là bi thương cùng tự diễu. Một tháng trước ông ta còn là hoàng đế Đại Nguyên. Một tháng sau không ngờ ông ta lại trở thành tù nhân của nước địch. Thắng làm vua thua làm giặc, trận chiến này ông ta đã thua rồi. Có lẽ đến tận giờ phút này ông ta mới hoàn toàn ngộ đạo, hiểu ra đạo lý phải như thế nào mới có thể làm một vị hoàng đế tốt. Đáng tiếc. Không phải ai cũng có cơ hội thứ hai. Ta muốn gặp Long Chiến, khi Triệu Bân quay người đi thì Nguyên không cuối cùng cũng lên tiếng, lời nói khàn khàn bình thản. Triệu Bân không dừng lại, cũng không trả lời. Nguyên không biết Cơ Ngân sẽ cho ông ta một cơ hội. Hắn vừa xuống khỏi hình tháp thì đã thấy hai lão bối canh giữ hình tháp đứng lên cung kính chào mình, trong ánh mắt của họ vừa có vui mừng cũng vừa có kính sợ. Nếu như không có Cơ Ngân bắt hoàng đế Đại Nguyên thì sợ rằng bây giờ Đại Hạ đã bị diệt quốc. Tử Y Hầu đang bế quan ở đâu? Triệu Bân chậm rãi hỏi. Hai người kia nghe hỏi vậy thì rất ngạc nhiên nhưng vẫn chỉ về một hướng, ý bảo Tử Y Hầu đang bế quan ở một tòa bảo tháp sâu bên trong. Triệu Bân không nhiều lời, đi thẳng về hướng đó. Đã đến đây rồi thì hắn cũng không ngại tính sổ với Tử Y Hầu. Trước đây do thực lực của hắn còn yếu. Nội tình đã không hùng hậu lại không biết lập trường của hoàng tộc cùng Thiên Tông, nếu như khai chiến có thể dẫn đến họa sát thân cho nên hắn mới phải nhẫn nhịn. Bây giờ mọi chuyện đã khác,
hắn có chiến lực đồ sát được cường giả thiên võ, có nội tình hùng hậu, cho dù thân phận có bại lộ thì hắn cũng không sợ. Thù giết cha không đội trời chung. Suốt 2 năm qua hắn đã lập kế hoạch từng bước chính là vì ngày hôm nay. Đêm nay cho dù đại hạ Hồng Uyên có ra mặt thì hắn vẫn sẽ giết chết Tử Y Hầu. Trong lúc suy nghĩ thì hắn đã đến dưới chân bảo tháp. Hai lão bối canh giữ bảo tháp cũng cung kính cúi chào hắn. Triệu Bân nhẹ gật đầu, hắn quan sát bảo tháp thì thấy nó được dán đầy bùa che lấp cùng bí văn của cấm chế. Một lúc sau hắn mới chậm rãi bước lên. Chỉ nghe ầm một tiếng, hắn đã một cước đá văng cửa lớn bảo tháp. Hai lão bối cảnh giữ bảo tháp kinh hãi, Thánh Tử Thiên Tông hôm nay bị làm sao vậy? Sao lại tỏ ra hung hãn đến vậy? Sao sát khí lại mạnh đến như vậy? Chẳng lẽ Cơ Ngân muốn tiêu diệt Tử Y Hầu? Nếu như cẩn thận ngẫm lại thì cũng không có gì lạ. Ân oán giữa Thánh Tử Thiên Tông cùng thống soái Hoàng Ảnh Vệ đã có từ rất lâu, từ ngày Cơ Ngân bị bắt vào soát hồn đại trận, nếu không có Dương Huyền Tông kích hoạt tiên trận chu sát thì Cơ Ngân hơn phân nửa đã chết, mà đây cũng chỉ là một trong số các ân oán. Vẫn còn có nhiều ân oán lớn hơn. Cơ Ngân là một người thù dai, sao hắn có thể bỏ qua được? Mau báo cho bệ hạ và Hoàng Phi. Có người vội vàng nói. Người còn lại cùng vội vàng xoay người rời đi, Tử Y Hầu không phải là người bình thường, lão ta là thống soái Hoàng Ảnh Vệ lại là sư đệ của đại hạ Hồng Tước, thân phận không hề đơn giản, thánh tử muốn giết lão ta sự là sẽ gây ra chuyện lớn. Triệu Bân theo cầu thang đi thẳng lên tầng 9. Tầng 9 tối tăm, chỉ cần liếc nhìn cũng biết nó đã hoàn toàn bị phong bế. Nhưng những cấm chế ở đây đối với hắn đều chỉ là vật bài trí. Hắn một cước đá tung cửa. Tử Y Hầu đang ở đây, khoanh chân nhắm mắt như một pho tượng. Nhưng đây không phải là Tử Y Hầu thật, mà chỉ là một lớp da giả được tạo ra từ bí pháp. Trong chớp mắt khi cửa phòng bị đạp tung thì đã có sát khí đáng sợ mãnh liệt dâng trào khiến cho lớp da giả kia trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Triệu Bân cau mày. Hắn vẫn nghĩ Tử Y Hầu đang ở hình tháp, đến đây mới biết chỉ có một lớp da giả, vậy rốt cuộc Tử Y Hầu thật hiện giờ đang ở nơi nào? Trước đó hắn đã đi tới Tử Y Hầu phủ nhưng lão ta cũng không có ở trong phủ, cũng không có nghe bất cứ tin tức nào về chuyện lão ta xuất quan, vậy tại sao ở đây chỉ có một lớp da giả thế này? Lão ta biết mình sắp bị giết nên chạy trốn trước rồi sao? Triệu Bân lẩm bẩm bước vào một bước, nhìn đồ đạc xung quanh trong phòng, bàn ghế, xà nhà cùng ga giường đều bị dính một lớp bụi mỏng, có thể thấy thời gian gần đây không có người ở trong phòng này. Ngay cả lớp da giả kia thì có lẽ từ khi được đặt vào trong căn phòng này dường như cũng chưa từng động đậy. Như vậy chỉ còn một khả năng. Chuyện Tử Y Hầu vào hình tháp bế quan ngay từ đầu đã là tin giả, chân thân của lão ta hoàn toàn không có ở đây. Buồn cười là cho đến nay hắn mới biết được sự thật, nếu như hôm nay hắn không xông vào bảo tháp thì hắn cũng không thể biết được. Nhìn thoáng qua một lần nữa, hắn mới quay lưng bỏ đi. Hai lão bối canh giữ bảo tháp còn chưa kịp lên tiếng thì hắn đã biến mất như một bóng ma. Hắn xuất hiện trở lại ở phủ đại tế ti hoàng tộc, hắn không công khai bước vào mà là lẻn vào trong, tránh khỏi thị vệ tuần tra, cũng tránh khỏi các cấm chế, đi tới một chỗ tối vắng vẻ, hắn mới ngừng lại. Hắn dùng đại địa linh chú cảm nhận. Nhưng sau khi tra xét thì hắn lại cau mày, Ân Minh cùng đại tế ti đều không có ở đây. Người đâu? Hắn đi xung quanh xem xét. Hắn lại xuống địa cung một lần nữa, nơi trước đó hắn đã đánh cắp lệnh bài. Đúng như hắn dự đoán, địa cung bây giờ trống rỗng, không còn quan tài hắc băng ngọc, ngay cả các bảo bối trên giá cũng không còn nữa, khiến cho người tới có cảm giác như người sống ở đây đã chuyển nhà. Hắn nhìn lớp bụi trên mặt đất thì đoán bọn họ đã rời đi được mấy ngày, không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao người cũng không còn ở đây nữa. Ta lại bị lừa, hai mắt Triệu Bân lóe lên. Hắn tưởng Tử Y Hầu ở hình tháp nhưng Tử Y Hầu lại không có ở đó. Hắn tưởng ân chú phong phủ bế quan nhưng ân chú cũng không có ở đây. Nếu như hắn không nghi ngờ và vào đây xem xét thì cho đến bây giờ hắn vẫn chưa hay biết gì. Một thống soái Hoàng Ảnh Vệ. Một đại tế ti hoàng tộc. Cả hai đều biến mất không tăm tích, khó tránh có chuyện quỷ dị bên trong. Hắn đến nhanh mà đi cũng nhanh, không làm kinh động đến ai. Đám thị vệ trong phủ này sợ là cũng không biết chủ nhân của mình đã rời đi từ trước mà vẫn còn cẩn trọng tuần tra mỗi ngày. Kỳ thật đây đã là một tòa phủ đệ trống không, đừng nói đến bảo bối, ngay cả một thỏi bạc cũng tìm không ra. Hắn vào cung, đi thẳng đến đại điện. Trong điện đã có rất nhiều người,
Hoàng đế Long Chiến, Hoàng phi Vũ Linh, trưởng giáo Dương Huyền Tông, thống soái ám ảnh Linh Lung, tứ đại pháp sư hộ quốc. Tất cả quan viên cấp cao của đại hạ đều ở đây. Chờ ngươi thật lâu. Tất cả các trưởng lão đều mỉm cười nhẹ nhõm. Chuyện mà Cơ Ngân đã làm một tháng trước thật sự quá đáng tự hào, các phương triều lớn hiện giờ đều run sợ không thôi, còn sợ Thánh Tử Thiên Tông hơn sợ Đại Hạ Hồng Nguyên. 2. Sau khi nhẹ nhõm lại là những tiếng thở dài. Đó là tiếng thở dài của Hắc Huyền và Bạch Huyền, nếu không phải bọn họ đi lạc đường vào địa bàn của Thi Tổ thì Cơ Ngân cũng sẽ không bị ép phải khai triển thiên kiếp, sẽ không bị không gian biến đổi đưa đến Nam Vực, tất nhiên sau đó cũng sẽ không có cuộc chiến này. Cho đến nay vẫn chưa tìm thấy Đại Hạ Long Phi. Có rất nhiều thám tử đã được phái ra ngoài nhưng vẫn không thấy chút tin tức nào truyền về. Mọi việc vẫn còn bộn bề. Long Chiến cười mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt. Người ngoài có thể không biết nhưng Triệu Bân thì rất rõ ràng, mới có mấy tháng mà huyết mạch của Long Chiến đã bị cắn nuốt đến mức hầu như không còn được bao nhiêu, không bao lâu nữa Long Chiến cũng sẽ trở thành ngụy bí giả. Nhìn thấy Hoàng đế không khỏe, mọi người cũng không tiện nói nhiều. Trong đại điện lúc này chỉ còn lại Triệu Bân, Long Chiến cùng Hoàng Phi. Hoàng đế và Hoàng hậu Đại Hạ đều muốn nghe được tin tức của con gái mình từ Triệu Bân bởi vì thời gian gần đây bọn họ liên tục gặp ác mộng. Nhưng bọn họ phải thất vọng khi thấy Triệu Bân lắc đầu. Long Chiến cùng Hoàng Phi tìm Long Phi, hắn cũng đang tìm. Thám tử Ma Gia đã được phái ra rất nhiều nhưng vẫn không có tin tức gì. Ngoài ra còn có Ma Hậu. Cường giả thi tộc cùng tứ đại thi tổ dường như cũng đã bốc hơi khỏi thế giới. Nguyên không muốn gặp ngài. Thật lâu sau mới nghe thấy Triệu Bân nói Hoàng đế Đại Nguyên đã nhờ hắn chuyển lời, hắn tất nhiên sẽ chuyển lời. Đương nhiên là hắn còn muốn nói chuyện riêng với Hoàng Phi Vũ Linh chuyện từ Y Âu cùng Đại Tế thì biến mất, Hoàng Phi chắc chắn cũng phải biết được chút nguyên do. Ta cũng nên gặp ông ta. Long Chiến hít sâu một hơi rồi bước lên phía trước. Ông ta chịu đi chính là hành động giữ lại cho Hoàng đế Đại Nguyên một chút tôn nghiêm cuối cùng. Sau khi ông ta rời đi, Triệu Bân cầm hoàng lệnh giao cho Hoàng Phi, huyết mạch của Long Chiến đã bị cắn nuốt hầu như không còn được bao nhiêu, bất cứ lúc nào ông ta cũng có thể biến thành ngụy bí giả, hắn cầm hoàng lệnh thì không hợp lý, vẫn là giao cho Hoàng Phi tốt nhất. Hoàng Phi không từ chối. Trong vài ngày tới Thái tử Long Dương sẽ từ biên quan trở về kế thừa ngôi vị Hoàng đế Đại Hạ. Hoàng lệnh này cũng nên truyền xuống rồi. Tử Y Hầu không ở Hình Tháp, Ân Chú cũng không ở Đại Tế Thi Phủ, Triệu Bân không nhiều lời, lập tức nói thẳng vào trọng điểm. Bản cung biết, Hoàng Phi lẩm bẩm nói. Triệu Bân không khỏi nhíu mày, sao ta chưa bao giờ nghe tiền bối nói chuyện này. Ta chỉ mới biết chuyện này 3 tháng trước, Hoàng Phi chậm rãi nói, ta vẫn đang điều tra. Nghe vậy thì Triệu Bân cũng hiểu, tính thời gian 3 tháng trước hắn vẫn còn bị vây đất tổ thi tộc. Cho dù Hoàng Phi muốn nói với hắn thì cũng không biết phải tìm hắn ở đâu, chỉ cần bà ấy không cố ý giấu giếm hắn là được. Tại sao bọn họ lại rời đi, Triệu Bân lại hỏi. Kỳ thật hắn rất muốn hỏi Tử Y Hầu hiện giờ đang ở đâu. Hoàng Phi nhẹ lắc đầu, chỉ có quỷ mới biết được Tử Y Hầu cùng Đại Tế Ti đang làm cái quái gì, hai người cùng nhau rời đi nhưng lại che giấu khéo léo đến mức không ai có thể phát hiện được. Bà ấy không biết chắc liệu bên trong có âm mưu gì đó hay không. Nhưng những gì Tử Y Hầu và Ân Chú đã làm thực sự không bình thường. Tiền bối từng nói bọn họ là cùng một người, Triệu Bân chậm rãi nói. Bọn họ mà hắn đang nhắc tới tất nhiên là chỉ Đại Tế Ti Ân Chú cùng Ân Chú trong quan tài Hắc Ngọc. Ngày hắn lẻn vào địa cung trộm lệnh bài hắn đã vô tình nhìn thấy, khi đó tu vi của hắn còn thấp cho nên không thể nhìn ra lai lịch của Ân Chú trong quan tài Hắc Ngọc. Hoàng Phi cũng chưa từng nói rõ với hắn. Hiện giờ nhãn giới của hắn đã rất cao cho nên hắn mới muốn tìm Hoàng Phi Vũ Linh nói về chuyện này, muốn biết rõ bí mật của Ân Chú. Người đã từng nghe nói về thể đơn hồn chưa? Hoàng Phi ngồi xuống hỏi. Triệu Bân suy nghĩ một hồi mới nhẹ nhàng lắc đầu. Thể đơn hồn, tên đầy đủ là thể đơn hồn song tu, đúng như tên gọi, chính là hai cơ thể có chung một linh hồn. Đại Tế Ti Ân Chú cùng với Ân Chú bên trong quan tài Hắc Ngọc hợp lại mới gọi là thể đơn hồn, Hoàng Phi giải thích. Đây là kết luận của lão tổ, trước đó ta không hề biết còn có một Ân Chú thứ hai, năm xưa xảy ra chuyện náo động mới vô tình biết được, lão tổ lúc đó mới tra ra được chuyện thể đơn hồn. Triệu Bân nghe xong thì cảm thấy rất mới mẻ. Thế giới rộng lớn vô chừng, không ngờ lại còn có chuyện kỳ lạ như vậy. Như vậy thì không có gì sai khi nói hai Ân Chú kia là cùng một người.
hắn sờ sờ cằm, cảm thấy rất tò mò. Đơn hồn song thân, vậy thì vợ phải tính là vợ của ai đây, nếu như có chuyện nhầm lẫn xảy ra chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Còn Ân Minh thì phải nhận ai là ông nội đây? Hoàng Phi liếc mắt nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới, bà ấy có thể đọc được tâm tư của cái tên này, có đôi khi suy nghĩ của người trẻ tuổi thật sự quá cởi mở. Triệu Bân vội vàng vứt bỏ tạp niệm, cũng vội vàng đổi chủ đề, vậy đối với thể đơn hồn này thì tu vi có đồng cấp hay không? Thông thường mà nói thì song thân sẽ có tu vi đồng cấp, Hoàng Phi chậm rãi nói, nhưng tu vi giữa song thân của ân chú thì mất cân bằng nghiêm trọng, lão tổ Hồng Uyên từng xem qua thì mới thấy vị nằm trong quan tài Hắc Ngọc có tu vi cấp tiên, sở dĩ bị phong ấn trong quan tài là bởi vì hồn xác không tương ứng với nhau, cho dù hồn có tiến vào xác tiên thì cũng không thể thi triển ra thực lực của tiên, nhưng chắc chắn có thể thi triển ra thực lực thiên võ. Một chuẩn thiên một chuẩn tiên, Triệu Bân lại nhíu mày. Chính vì chuyện này quá quỷ dị cho nên lão tổ mới căn dặn ta phải tỏa trấn đế đô quanh năm, ngoại trừ việc bảo vệ hoàng thành thì nguyên nhân lớn nhất chính là giám sát cỗ quan tài kia của ân chú, Hoàng Phi lại nói ra một chuyện cơ mật. Nếu như đã không yên tâm thì sao không giải quyết sớm, Triệu Bân nghi hoặc hỏi, mấy năm nay ân chú tự tung tự tác như thế nào chắc chắn hoàng tộc phải biết, chỉ cần chọn ra một số ít tội cũng đã đủ để đẩy lão ta lên đoạn đầu đài. Nếu là ngươi, ngươi dám ra tay không? Hoàng Phi nói xong còn đưa cho hắn một phong thư, cho dù chỉ là một thư cũng mang theo tiên khí nồng đậm. Triệu Bân nhận lấy rồi nhìn thoáng qua. Trong thư chỉ có vài chữ ngắn ngủi, hắn nhìn thấy thì nheo mắt, nếu như hắn đoán không nhầm thì thư này là do một vị tiên viết ra, mỗi chữ viết ra đều là thần thông, với đạo hạnh của hắn lúc này chắc chắn không thể bắt chước nổi. Đây là một phong thư giới thiệu. Ân chú được một vị tiên đích thân giới thiệu đến đại hạ. Như vậy thì có rất nhiều chuyện đã dần trở nên hợp lý, thảo nào hoàng tộc lại dung túng cho đại tế thì ân chú, thảo nào ân chú gây ra lỗi hoàng tộc cũng không dám trách phạt, bởi vì động đến ân chú cũng giống như đang vả mặt vị tiên kia. Tiền bối đã từng gặp vị tiên kia chưa? Triệu Bân đưa lại phong thư kia rồi hỏi. Hoàng Phi lắc đầu nói, cả đại hạ cũng chỉ có một mình lão tổ Hồng Uyên từng được gặp qua. Tiền bối chưa từng cảm thấy nghi ngờ phong thư này sao? Ban đầu thì ta không nghi ngờ, nhưng sau khi lệ ra chuyện vẫn còn có một ân chú thứ hai có thân thể cấp tiên thì việc này liền trở nên quỷ dị, bản cung thậm chí còn hoài nghi phong thư này là do ân chú nằm trong quan tài Hắc Ngọc tự viết, lúc lào ta đến đại hạ mang theo rất nhiều bí mật, nay lại rời đi không hề từ biệt, càng khiến cho bản cung cảm thấy nghi ngờ của mình là có cơ xe linh hồn chuẩn thiên hợp thể với thân thể chuẩn tiên, có khi nào an chú trong quan tài Hắc chính là kẻ thị chú khống chế ngụy bé giả. Triệu Bân trầm ngâm nói. Lần này xem ra chuyện đó rất có khả năng, Hoàng Phi hít sâu một hơi, nếu là thật. Nếu chuyện này là thật thì lão ta cũng không thoát khỏi can hệ với cái chết của đại hạ Hồng Tước, Triệu Bân nói trước khi Hoàng Phi nói xong. Hoàng Phi trầm mặc không nói, ánh mắt trở nên sâu hơn rất nhiều. Ngay cả Triệu Bân cũng nghĩ như vậy thì bà ấy lại càng tin chắc vào khả năng đó. Hồng Tước vẫn còn thân thể hoàn chỉnh, còn là thân thể cấp tiên. Chuyện này chứng minh năm đó cô ta đã vượt qua thiên kiếp, chân chính bước vào cảnh giới tiên, về phần vì sao mà cô ta chết thì tất nhiên là liên quan đến biến cố mà bọn họ chưa biết. Mà biến cố đó chắc chắn có liên quan đến ân chú ở trong quan tài Hắc Ngọc. Bởi vì năm xưa những người có mặt ở đó ngoại trừ bà ấy, Tử Y Hầu cùng Hồng Uyên thì còn có ân chú, nói không chừng ân chú năm đó chính là ân chú trong quan tài Hắc Ngọc, chẳng qua bọn họ chưa phát hiện thôi. Ân chú tinh thông bằng môn tà đạo, chỉ cần tùy tiện thi triển bí pháp che mắt thì ngay cả lão tổ cũng không thể nhìn thấu. Tất nhiên đây chỉ là phỏng đoán. Sự thật đằng sau e rằng chỉ có đại hạ Hồng Tước mới biết. Đại điện nhất thời trở nên yên tĩnh đến dọa người. Hoàng Phi im lặng, Triệu Bân cũng im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Nguyệt Thần liếc nhìn, cảm thấy hai hậu bối này cũng không đến nỗi quá ngốc. Đáng tiếc. Nhãn giới của bọn họ vẫn còn quá hạn chế, cả hai đã đánh giá quá cao tu vi của đại hạ Hồng Tước, cũng đã quá xem nhẹ thực lực của ân chú trong quan tài Hắc Ngọc. Tiên cũng có phân cấp bậc. Theo Nguyệt Thần thấy thì tu vi của ân chú cao hơn Hồng Tước rất nhiều. Chẳng qua tiên ở nhân gian đều bị càn khôn áp chế cho nên mới khiến cho người khác nghĩ rằng mình mới chỉ có tu vi chuẩn tiên. Chờ xem, quốc gia này chắc chắn sẽ còn đại loạn. Hồng Uyên có thể tra ra thể đơn hồn cũng không có nghĩa là hiểu biết rõ về thể đơn hồn. Thể đơn hồn là một dòng truyền thừa rất bí ẩn. Hơn nữa,
thủ đoạn của ân chú cũng rất đáng gờm. Ngay cả Triệu Bân cùng bị đánh lừa có thể thấy đạo hạnh của lão ta thâm sâu đến thế nào. Triệu Bân đã rời đi, hắn còn rất nhiều việc phải làm, ví dụ như đi tìm Long Phi, ví dụ như đi về phía Nam. Bây giờ tuy chưa thể giải quyết được các vương triều khác nhưng vẫn có thể giải quyết được các gia tộc đối địch, ví dụ như tộc Hỏa Long, Cát Gia và gia tộc Công Tôn cũng những thế lực vây giết hắn trong lúc hắn đang độ kiếp, một người cũng không thể thoát. Sau khi rời khỏi đại điện, hắn lại dùng đại địa linh chú cảm nhận. Nhưng sau khi cảm nhận hắn vẫn không tìm được khí tức của Đại Hạ Hồng Uyên. Theo hắn nghĩ thì có lẽ ông ta vẫn đang còn ở chiến trường Thiên Võ hoặc là đang trên đường từ chiến trường trở về. Hắn còn nghĩ chiến trường Thiên Võ có lẽ là một không gian thế giới. Nếu như có thể, hắn thật sự muốn đi xem thử, xem các cường giả Thiên Võ của Đại Hạ làm thế nào chống đỡ được sự vây giết của cường giả Thiên Võ các quốc gia khác. Ồ, người vẫn còn sống sao? Vừa ra khỏi Hoàng Cung thì hắn đã gặp một người áo đen tiếp cận mình. Nhìn kỹ hơn mới thấy đó chính là Diêm La Mặt Quỷ. Lúc nhìn thấy Triệu Bân, Diêm La Mặt Quỷ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Môn chủ đã bảo hắn ta làm cận vệ cho Triệu Bân, phải bảo vệ Triệu Bân chu toàn, nếu như tên nhóc này xảy ra chuyện thì môn chủ chắc chắn sẽ đánh chết hắn ta. Thật may là hắn vẫn còn sống. Sau khi thôi lo lắng, hắn ta lại bắt đầu kinh hãi. Thánh tử Thiên Tông thật đáng sợ. Hắn lại dám chạy đến đế đô Đại Nguyên gây sự khiến cho Đại Nguyên gần như bị san bằng, bắt sống hoàng đế Đại Nguyên, tiêu diệt cường giả Thiên Võ của Đại Nguyên cùng vô số quan viên cấp cao của Đại Nguyên, ngay cả Hộ Long Tông cũng bị hắn xóa sổ. Với một chiến công rực rỡ như vậy thì dường như trang sử hào hùng của Bất Diệt Ma Quân năm xưa cũng đã lui lại đằng sau. Cho nên mới nói, môn chủ thật sự đã tìm được một đồng minh rất tốt. Cho nên mới nói, hắn ta có làm cận vệ cho Triệu Bân hay không cũng không quan trọng, cái tên này mà còn cần hắn ta bảo vệ hay sao? Môn chủ của ngươi đâu? Triệu Bân ném cho hắn ta một bầu rượu rồi hỏi. Ta cũng đang tìm đây, Diêm La Mặt Quỷ tiếp lấy bầu rượu rồi nói. La Sinh môn của ngươi còn bao nhiêu sát thủ cấp thiên? Rất nhiều, Diêm La Mặt Quỷ trả lời rất mơ hồ, ý tứ của hắn ta rất rõ ràng, đó là chuyện cơ mật, không thể nói cho Triệu Bân biết được. Ta thuê hết sát thủ cấp thiên cùng ta đi Nam Vực, Triệu Bân thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra thì Diêm La Mặt Quỷ đã nhướng mày, không khỏi liếc nhìn Triệu Bân, hẳn là hắn đã càn quét hết bảo bối ở Đại Nguyên giàu có hùng mạnh cho nên mới mạnh miệng như thế, trong thiên hạ này ngoài Triệu Bân thì chắc chắn không có người thứ hai dám nói ra lời này. Phải biết rằng để thuê sát thủ cấp thiên của La Sinh Môn thì phải tốn rất nhiều tiền. Chỉ tính riêng mình hắn ta thì cũng phải tốn đến hơn mấy ngàn vạn mà hắn ta còn chưa chắc sẽ đồng ý đi. Ngươi chắc chắn muốn thuê hết toàn bộ sao? Diêm La Mặt Quỷ chậm rãi nói. Ngươi nghĩ là ta hay nói đùa lắm sao? Triệu Bân liếc mắt nhìn hắn ta. Được rồi, lấy tiền ra đây. Diêm La Mặt Quỷ không nhiều lời vô nghĩa, ngay lập tức giơ tay ra đòi tiền. Một tay ngươi cầm đủ không? Chắc chắn là không đủ. Diêm La Mặt Quỷ lúc này mới nhớ ra một tay của mình chắc chắn không cầm hết số tiền lớn đó. Số tiền dùng để thuê toàn bộ sát thủ cấp thiên của La Sinh Môn phải lớn đến thế nào chứ? Cuối cùng hắn ta lấy ra một cái bao tải. Tất cả ngân phiếu có lẽ sẽ lấp đầy bao tải này. Ghi sổ trước đi, trở về ta sẽ đưa cho Lạc Hà, Triệu Bân nói. Việc nào ra việc đó, không ghi sổ. Diêm La Mặt Quỷ thu lại bao tải, xua tay xách mắt nhìn Triệu Bân. Đã thuê sát thủ lại còn muốn ghi sổ, chẳng lẽ không sợ nhóm sát thủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tiễn ngươi đi luôn hay sao? Thánh tử Thiên Tông thật sự biết giả ngây thơ. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì Diêm La Mặt Quỷ lại cảm thấy ngạc nhiên. Không ngờ môn chủ lại nói cho cái tên này biết tên thật của mình, hắn lại gọi ra cái tên Lạc Hà nghe sao thật thân thiết. Chuyện này càng làm cho hắn ta tò mò muốn biết rốt cuộc môn chủ của hắn ta và Triệu Bân đã kết liên minh như thế nào. Có nghe được tin tức gì về Đại Hạ Long Phi hay không? Triệu Bân lại hỏi. Không có tin tức gì cả, Diêm La Mặt Quỷ nhún vai nói, cứ như thể cô ta đã bốc hơi khỏi thế giới vậy. Triệu Bân không hỏi thêm, trong mắt hiện lên rất nhiều lo lắng, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Trong lúc nói chuyện, hai người đã rời khỏi đế đô. Đại Bằng Dương cánh bay cao, bay thẳng đến Nam Vực. Lão Phu bấm đốt ngón tay tính toán. Tính ra rằng Nam Vực lại sắp xảy ra chuyện náo nhiệt. Diêm La Mặt Quỷ đứng khoanh tay, thầm thở dài trong lòng.
với bản tính có thù tất báo của Triệu Bân thì làm sao hắn có thể bỏ qua ân oán ở Nam Vực được. Hắn đã tìm được đường sống trong cái chết, sao có thể không quay lại dạy cho kẻ thù một bài học nhớ đời. Trong lúc hắn ta đang lẩm bẩm thì Triệu Bân đã lấy ra một thanh chiến mâu màu đen. Đây là thanh chiến mâu đã xuyên qua người hẳn lúc hắn độ kiếp thần thú, kẻ ra tay là một cường giả thiên dư, bởi vì đêm đó trạng thái của hắn đang rất tồi tệ hơn nữa sắc trời quá tốt cộng với việc kẻ ra tay ẩn thân quá kỳ càng cho nên hắn không thể nhìn thấy được nhân dạng, ngay cả một tia khí tức cùng không nắm bắt được. Diêm La mặt quỷ nhận lấy thanh chiến mâu rồi đưa lên mũi người thành thật mà nói, khí tức trên thanh chiến mâu rất mở một không dễ tìm ra lai lịch. Như vậy cũng có thể thấy được chủ nhân của thanh chiến mâu này có đạo hạnh rất cao. Thanh chiến mâu này ở đâu ra vậy? Diêm La mặt quỷ vừa ngửi vừa hỏi. Trước đó ta suýt bị thanh chiến mâu này giết chết, Triệu Bân lộ ra sát ý khi nói ra lời này. Hắn không quấy rầy Diêm La mặt quỷ, hắn chỉ cần kết quả. Diêm La mặt quỷ chuyên tâm như một chú chó săn ôm khúc xương hít hà. Hửm,